Đan Đại Chí Tôn, Khương Phàm. Tập 6. Cái gì? Tất cả mọi người không bình tĩnh được. Trước đó Cửu Nguyên Lương không hề động toàn lực, lần này rõ ràng đã đưa ra sát chiêu. Lại bị đỡ được rồi. Không có khả năng, chém cho ta. Cửu Nguyên Lương điên cuồng giống to, tất cả binh khí kịch liệt lắc lư, khí tức kim loại mãnh liệt bao quanh gắt gao đè ép vào bên trong. Nhưng Sơn Hà Hỏa Quyển lại tiếp tục phát sáng, lực lượng ở giữa thiên địa không ngừng liên tục hội tụ tới. Trên trán Dạ An Nhiên dần dần xuất hiện mồ hôi, hai tay run nhẹ nhẹ, lại ngoan cường chống cự. A, mái tóc Cửu Nguyên Lương tung bay, hắn nhanh chân hướng về phía trước, khí tức kim loại sôi trào lúc trước liền vọt mạnh, tăng cường lấy lực lượng binh khí. Nhưng, tán, theo một tiếng thét lên ra lệnh của Dạ An Nhiên, Sơn Hà Hỏa Quyển đột nhiên phóng đại quang mang, nuốt sống tất cả binh khí. Ầm ầm, tiếng vang đinh tai nhức óc lay động đỉnh núi, tất cả năng lượng trong bức tranh toàn diện bạo tạc, nổ lên trùng thiên quang mang, đem 33 thanh binh khí toàn bộ trấn thành khí tức kim loại, phun ra khỏi diễn võ trường. Bọn người Cổ La nhanh chóng lui lại, tránh đi năng lượng đại triều đang mãnh liệt bốc lên kia. Nàng làm sao? Nhậm Thủy Hàn khó có thể tin. Khuôn mặt Tịch Giao lại có chút động, tập trung vào thân ảnh xinh đẹp trên diễn võ trường kia. Ba trận hai thắng, ta thắng rồi. Sắc mặt Dạ An Nhiên hơi trắng bệch, đây cũng là cực hạn mạnh nhất mà nàng bây giờ có thể thi triển. Bất quá, đủ để trấn nhiếp các tông. Ngươi không phải lục phẩm linh văn. Cửu Nguyên Lương bỗng nhiên tỉnh ngộ, lực khống chế mạnh như vậy cũng không phải lục phẩm linh văn có thể làm được. Một tiếng hô to này để đỉnh núi an tĩnh lại càng yên tĩnh. Không phải lục phẩm. Đây là ý gì? Chẳng lẽ Dạ An Nhiên là thất phẩm linh văn? Đừng nói giỡn, thất phẩm linh văn chính là thánh linh văn. Dạ An Nhiên thản nhiên nói. Nếu như chỉ là lục phẩm linh văn, 3 năm trước đây ta cũng không cần phải rời khỏi Thiên Sư Tông. Năm đó Thiên Sư Tông gặp phải kịch biến, trùng hợp là thời điểm nàng lại thức tỉnh linh văn. Dạ Thiên Lan có ý lập tức đẩy nàng lên phía trước, phấn chấn tông môn. Nhưng lúc ấy Thiên Cương Tông chèn ép quá nghiêm trọng, Dạ Thiên Lan lo lắng đẩy nàng ra sẽ bị điên cuồng ám sát. Cho nên, Dạ Thiên Lan cắn răng, bí mật chuyển rời nàng đến Lang Gia Quốc. Cửu Nguyên Lương nhìn chằm chằm Dạ An Nhiên, hít một hơi thật sâu thốt ra. Thiên Thư, Thánh Văn. Thiên Thư Thánh Văn. Sắc mặt bọn người Mộ Dung Xung cực kỳ khó coi. Điều đó không có khả năng. Thiên Thư Linh Văn đã đủ cường đại, làm sao còn có thể là Thánh Linh Văn? Ta đã biết Thánh Linh Văn. Thời điểm trong động ở Đại Hoang, Khương Phàm đã sớm đoán được Linh Văn phẩm cấp của Dạ An Nhiên. Chỉ là nàng một mực không nói, hắn cũng không nói làm gì. Thánh Linh Văn. Thiên Sư Tông chúng ta có 2 Thánh Linh Văn. Bọn người Cổ La đều mở to hai mắt nhìn, khó mà tin được. Chúng ta làm sao cả nửa điểm cũng không biết. Độc Cô Thương cùng Văn Thải Y thật bị kinh hãi. Trong đại điện, tông chủ và các trưởng lão 18 tông đều đã ngồi xuống, cùng nhau chào hỏi trò chuyện, thoạt nhìn như là lão hữu xa cách từ lâu, bầu không khí coi như hòa hợp. Duy chỉ có Dạ Thiên Lan lẻ loi trơ trọi ngồi ở phía sau cùng, không có người đến bắt chuyện, cũng không có ai chào hỏi. Tại thế cục không sáng tỏ trước đó, bọn hắn cũng không nguyện ý sớm biểu lộ thái độ. 3 vị tôn chủ ngồi ngay ngắn ở phía trên bọn họ cũng thỉnh thoảng đưa ánh mắt nhìn về phía Dạ Thiên Lan. Thượng Thanh Tông cùng Thiên Cương Tông đều chuẩn bị kỹ càng, hôm nay bất luận như thế nào cũng đều phải trục xuất Thiên Sư Tông khỏi 18 tông. Thần sắc tông chủ Ngọc Đỉnh Tông hơi có vẻ phức tạp, dựa theo tính toán của hắn, đúng là hy vọng Thiên Sư Tông rời khỏi, hắn sẽ thuận lợi tiếp nhận Khương Phàm. Nhưng đêm qua, có người bái phỏng hắn, hắn quá phận còn bị phạt đứng một đêm. Thần sắc Dạ Thiên Lan ngưng trọng, nhưng còn bảo trì bình thản. Tông chủ, một vị trưởng lão Thiên Cương Tông đột nhiên xông tới. Lăn ra ngoài, không hiểu quy củ. Tông chủ Thiên Cương Tông quát tháo, đây là trường hợp nào, có thể tùy tiện vào đây sao? Tông chủ, có chuyện ngài cần biết, Cửu Nguyên Lương và Dạ An Nhiên khiêu chiến, đã bại. Vị trưởng lão kia kiên trì nói. Tông chủ các tông cùng các trưởng lão lần lượt an tĩnh lại, kỳ quái nhìn sang. Cửu Nguyên Lương bại. Hắc Kim Thánh Văn bại bởi Thiên Thư Linh Văn. Cái này không phải là hoang đường sao? Vị trưởng lão kia liếc mắt Dạ Thiên Lan, trầm giọng nói. Dạ An Nhiên, là Thiên Thư Thánh Văn. Cái gì?
Tông chủ và các trưởng lão các tông bỗng nhiên đứng dậy, đều không ngoại lệ. Thiên thư thánh văn. Một tông song thánh văn. Dạ tông chủ, lệnh nữ là thánh linh văn. Tông chủ Ngọc Hư Tông lập tức hướng Dạ Thiên Lan chứng thực, đây cũng không phải là trò đùa. Một tông môn xuất hiện một thánh linh văn là cùng, bây giờ lại còn có hai người. Một là khuê nữ, một là con rể. Cái này còn cao đến đâu? Dạ Thiên Lan đứng dậy, gật đầu cười khẽ. Tiểu nữ, đúng là thất phẩm thánh linh văn. Tin tức quan trọng như vậy, tại sao ngươi lại muốn giấu giếm? Ta hình như không có giấu giếm, chỉ là một mực không nói với bên ngoài mà thôi. Sắc mặt tông chủ các tông quái dị, đột nhiên nghĩ đến chuyện 3 năm trước đây Dạ An Nhiên biến mất. Tốt thay cho tên Dạ Thiên Lan nhà ngươi, vậy mà có thể nhịn được áp lực, đưa thánh linh văn ra ngoài. Lấy tiến làm lùi, bảo toàn thiên thư thánh văn. Tông chủ Thiên Cương Tông gắt gao nhìn chằm chằm Dạ Thiên Lan một hồi, bước nhanh đi ra đại điện, tông chủ các tông khác cũng đều theo sát đi ra ngoài. Thắng bại đã định, hai vị có thể đi xuống. Khương Phàm đi đến lôi đài, chỉ đội ngũ Thượng Thanh Tông phía xa. Nghe nói Thượng Thanh Tông có vị hình luyện, linh văn là Tử Dương Thánh Văn, có dám lên đài đánh một trận. Các đệ tử Thượng Thanh Tông đang nghị luận tình huống của Dạ An Nhiên, không nghĩ tới lại bị điểm danh. Ta không nghe lầm chứ, hắn đang khiêu khích chúng ta. Một tên con hoang không biết từ nơi nào xuất hiện cũng dám khiêu chiến thánh tử Thượng Thanh chúng ta. Hai vị đệ tử tin anh Thượng Thanh Tông trầm mặt xuống, ánh mắt bất thiện nhìn Khương Phàm khiêu chiến trên lôi đài. Đỉnh núi lần nữa oanh động, đệ tử các tông cũng còn chưa từ thánh linh văn kích thích mà khôi phục lại, vậy mà lại có trò hay khác để xem nhìn. Khương Phàm khiêu chiến hình luyện. Kim Viêm Thánh Văn quyết đấu Tử Dương Thánh Văn. Thiên Sư Tông hôm nay thật đúng là đến hiện ra tư thái. Khương Phàm có chút cuồng ngạo. Đám người chủ động nhường ra một con đường, từ đài diễn võ thẳng tới Thượng Thanh Tông bên kia. Hình luyện không chỉ có thân hình cao lớn, bộ dáng anh tuấn, hắn còn có khí chất tôn quý. Tầm mắt hắn hơi trầm xuống, thần sắc lạnh lùng, như là chuyện gì cũng đều không để vào mắt, hắn đứng ở nơi đó cảm giác có vài phần như hạc giữa bầy gà. Hôm nay hắn chuẩn bị kỹ càng muốn khiêu chiến Khương Phàm, lại không nghĩ rằng mình bị khiêu chiến ngược. Chuyện này khiến trong lòng của hắn có chút không thoải mái. Hình luyện, lên đi, nhìn xem các ngươi ai mới là đại tân sinh thánh hỏa đầu tiên của La Phù. Đệ tử các tông thấy hắn thở ơ, cao giọng thúc giục. Hình luyện không chỉ là đệ nhất thiên tài Thượng Thanh Tông, mà còn được công khai là đại tân sinh thiên phú mạnh nhất La Phù Sơn Mạch. Thời điểm vừa mới thức tỉnh linh văn từng được Ngọc Đỉnh Tông yêu ái, không tiếc trực tiếp đòi người, còn muốn bồi dưỡng thành tông chủ hạ nhiệm. Mà vì để giữ lại hình luyện, đệ nhất đại tông La Phù, Thượng Thanh Tông này càng là trực tiếp tuyên bố hắn là thiếu tông chủ trên đại hội thu đồ đệ. Năm đó xem như chấn động một thời. Mà những năm gần đây, Thượng Thanh Tông cũng bồi đủ tinh lực trên người hình luyện. Hình luyện càng không phụ sự mong đợi của mọi người, năm nay gần 12 tuổi cũng đã là linh nguyên cảnh nhất trọng thiên, còn chính thức trở thành luyện đan sư. Tiếp chiến không? Các đệ tử Thượng Thanh Tông khác đều nhìn về hình luyện. Trong lòng bọn họ, hình luyện là người tâm tính cực cao, tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ khi bị người khác khiêu khích, huống chi đối diện lại là một thánh hỏa linh văn khác. Hình luyện không nói gì, trực tiếp đi đến đài diễn võ. Đệ tử các tông kích động chen đến phía trước, trong bọn họ rất nhiều người đều chưa nhìn thấy qua hình luyện xuất thủ. Ngay cả trưởng lão các tông đều đang mong đợi vị đệ nhất thiên tài hình luyện này biểu hiện. Ngươi là ai, từ đâu tới? Hình luyện đứng trên đài diễn võ, thần sắc lạnh lùng nhìn Khương Phàm. Ta là đối thủ của ngươi, từ Thiên Sư Tông mà tới. Khương Phàm kích hoạt linh văn, nhìn chằm chằm hình luyện. Không muốn nói, hay là không dám nói. Hình luyện tháo thắt lưng gấm trên trán xuống, lộ ra Tử Dương Thánh Văn, hình dáng vô cùng lớn, phủ kín hơn phân nửa trên trán giống như Khương Phàm. Nó thật giống như một vầng mặt trời sáng chói, vô cùng hoa lệ, càng hiển thị rõ khí tức tôn quý. Giờ khắc này, rất nhiều đệ tử Hỏa Văn đều rõ ràng cảm nhận được linh văn của chính mình đang ảm đạm đi. Nếu ngươi có thể thắng ta, cái gì ta cũng đều nói. Nếu ngươi không thắng được, cái gì ngươi cũng đều không được nghe. Hỏa điểu trong khí hải Khương Phàm dương cánh gáy to, vô cùng phấn khởi, Kim Viêm Thánh Văn trên trán đều chủ động thức tỉnh, tản ra từng trận nhiệt ý. Vậy ngươi cũng nên cẩn thận. Hình luyện phóng tới Khương Phàm, chủ động xuất kích. Sau khi đi hơn 10 bước, một tiếng bạo hưởng dâng lên,
dưới chân của hắn đột nhiên tuôn ra liệt diễm màu tím mãnh liệt, tiếp đó bạo tạc mãnh liệt lại đem hắn đẩy tới giữa không trung, tốc độ tăng vọt trên phạm vi lớn lao thẳng đến Khương Phàm. Sắc mặt Khương Phàm hơi biến, hỏa diễm còn có thể dùng như thế sao? Được mở mang tầm mắt rồi. Oa! Số lượng lớn đệ tử tinh anh đều trừng to mắt, kinh thán không thôi. Khương Phàm lập tức né tránh về bên cạnh, nhấc lên ngọn lửa màu vàng óng, hình thành tam trọng hỏa chiều cuốn về phía Hình Luyện. Liệt diễm tam trọng, trùng điệp hung mãnh, vặn vẹo lên không gian như sóng dữ vỗ bờ. Hình Luyện ở đối diện trùng kích, liệt diễm ở bên cạnh mãnh liệt hóa thành một đạo tử viêm trường tiên tráng kiệt, mãnh liệt rút kích như hỏa đao dữ dội xé mở tam trọng liệt diễm. Hỏa tiên thẳng tới trước mặt Khương Phàm, bỗng nhiên kéo căng, trong nháy mắt vung lên tiên hoa cương mãnh. Một tiếng vang giòn như sấm sét. Đây là phóng thích cực hạn, một đạo tiên hoa ẩn chứa năng lượng kinh người. Khương Phàm mạo hiểm tránh đi, máu bắn tung tóe trên bờ vai. Hình Luyện phá tan liệt diễm, dậm chân bay lên không, hỏa diễm dưới chân nổ tung, hắn lấy phương thức cuồng dã tinh chuẩn đẩy lên. Một tiếng oanh minh, liệt diễm lại nổi lên, ngưng tụ hỏa tiên, cường thế bạo kích. Đùng, đùng, đùng. Tiên hoa mát lạnh nổ tung vang vọng diễn võ trường, Hình Luyện mặc dù nhìn lạnh nhạt thanh tú nhưng thế công lại nhanh như mưa gió, ép Khương Phàm cứ lui lại lui, tại trên diễn võ trường chật vật nhảy lên. Tốt! Toàn trường oanh động. Không hổ là thiên kiêu số một thượng thanh tông. Linh lực phóng thích đến trình độ như vậy, đăng phong tạo cực đơn giản. Hắn hiện tại chỉ là linh nguyên cảnh nhất trọng thiên mà thôi. Trước đại điện, tông chủ Ngọc Đỉnh Tông cũng không khỏi tự chủ nhẹ gật đầu. Lợi dụng liệt diễm nổ tung đến khống chế thân pháp, đôi giày kia không chỉ là bảo khí, càng hơn là có lực khống chế hỏa diễm cực mạnh. Tông chủ Thượng Thanh Tông đều lộ ra thần sắc tự hào. Người khác đều nói Hình Luyện bị luyện đan kềm chế tinh lực, nếu không phải vậy hiện tại rất có thể đã là nhị trọng thiên. Nhưng chính là bởi vì khổ tu thuật luyện đan, mới khiến cho Hình Luyện đối với khống chế hỏa diễm càng thuần thục, rất có ích đối với tu luyện tương lai. Đùng! Đạo hỏa tiên thứ 18 nộ kích, thẳng tới mặt Khương Phàm. Khương Phàm rốt cuộc cũng ổn định bước chân, ngọn lửa màu vàng óng ngưng tụ tinh thuẫn rốt cuộc cũng thành hình. Bành! Hỏa tiên bạo kích, tiên hoa nổ tung, trong chớp mắt phát ra năng lượng chấn động tinh thuẫn. Khương Phàm rốt cuộc cũng kháng trụ được, nhưng cũng bị bách lui lại ba bước, mũi chân ép đến bên bờ lôi đài. Bọn người Cổ La xách ngược khí lạnh, thay Khương Phàm lau vệt mồ hôi. Khương Phàm, người muốn khiêu chiến, vậy tiếp cho ta. Hình Luyện không có một khắc đình chỉ, cất bước phóng tới, liệt diễm dưới chân nổ tung, nhưng lần này không phải phóng tới giữa không trung mà là đẩy về phía trước. Tốc độ tăng vọt, trực tiếp dồn đến gần Khương Phàm. Tử Dương Quyền. Ánh mắt Hình Luyện hừng hực, quang mang Tử Dương Thánh Văn trên trán bắn ra bốn phía, tử viêm cuồn cuộn sôi trào toàn thân, hội tụ nơi cánh tay hóa thành ba đám hỏa diễm. Ba cỗ hỏa quyền như kiêu dương hừng hực, nhiệt độ cao sôi trào đến khủng bố. Xung quanh hữu quyền gào thét xoay tròn, quấy lên khí lãng mãnh liệt. Khương Phàm tránh cũng không thể tránh, một tiếng gào rít vang lên, hỏa dực mãnh liệt triển khai ở sau lưng. Khi Tử Dương trọng quyền gào thét mà tới, trong chốc lát, Khương Phàm chấn động hỏa dực, xông lên trời. A, à, đây là võ pháp gì? Tiếng reo hò kịch liệt bỗng nhiên yên tĩnh, tất cả mọi người đều dương ánh mắt lên mà nhìn. Khương Phàm không muốn vận dụng hỏa dực nhanh như vậy. Nhưng không thể không thừa nhận, hắn so với vị thiên tài được Thượng Thanh Tông toàn lực bồi dưỡng này thì kém mấy phần. Hình Luyện khẽ nhíu mày, bay sao? Thượng Thanh Tông không phải không có võ pháp ngưng tụ ra hỏa dực, mà là linh nguyên cảnh sơ kỳ căn bản tu không thành. Không chỉ cần phải khống chế cực kỳ khắc nghiệt, linh lực tiêu hao cũng vô cùng lớn. Hắn đã từng bỏ ra 2 tháng đi nếm thử, đều không thể thành hình, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Lợi dụng hỏa diễm bắn nổ cỗ ba động kia tăng cường năng lực thực chiến. Oanh! Khương Phàm rơi xuống giữa đài diễn võ, khí thế đại biến, ánh mắt lăng lệ bức người. Liệt diễm toàn thân mãnh liệt, một đầu mãnh hổ màu vàng sôi nổi thành hình, đạp trên ngọn lửa màu vàng óng, uy mãnh phóng tới. Bộ dáng lúc này mới giống. Hình Luyện quay người, trọng quyền bạo kích, chấn khởi một cỗ kình khí cương mãnh, liệt diễm màu tím phun ra ngoài, thanh thế cực kỳ khổng lồ. Như một cỗ núi lửa phun ra từ nắm đấm, chừng 20-30 mét, rọi khắp nơi lôi đài. Nhưng liệt diễm cường thịnh lại ngưng tụ thành một tử viêm trọng quyền kích cỡ tương đương như cối xay. Tử viêm áp xúc,
nhiệt độ tăng vọt. Một cỗ khí thế bá liệt tràn ngập lôi đài. Đây là thánh cấp võ pháp, bá thế quyền, có thể hoàn mỹ thể hiện ra uy lực tử dương thánh hỏa. Ầm ầm, mãnh hổ cùng trọng quyền va chạm, sát na bạo tạc, hình thành hỏa diễm táo bạo lại mãnh liệt phóng lên tận trời. Tử kim hai màu xen lẫn, rọi khắp nơi trên đỉnh núi. Cứng cỏi lôi đài đều đang lắc lư. Oa, toàn trường phấn chấn reo hò, đây tuyệt đối là thánh cấp võ pháp. Thánh phẩm linh văn, thôi động thánh cấp võ pháp. Rất nhiều linh nguyên cảnh nhị trọng thiên đều cảm nhận được hãi hùng khiếp vía, bọn hắn tự nhận không tiếp nổi. Giết! Hình luyện, Khương Phàm chiến ý cuồn cuộn, trong khoảnh khắc liệt diễm nổ tung liền đồng thời xông ra ngoài, thẳng đến cỗ liệt diễm bốc lên cuồn cuộn kia. Một người nâng chân đạp liệt diễm, phóng lên tận trời. Một người sau lưng mọc lên hai cánh, chiếu nghiêng đến trời cao. A! À, hai người vượt qua liệt diễm, đối diện đều kinh mà chưa loạn. Có thể là đều đã đoán trước được. Tử dương quyền. Tử dương đại thịnh, liệt diễm thành quyền. Như là ba đạo kiêu dương tật tốc xoay tròn, theo hình luyện ầm vang bạo kích. Liệt hỏa thương. Kim quang lấp lóe, liệt diễm thành thương, đâm xuyên không gian, nhanh chóng bạo kích. Sắc mặt hình luyện hơi biến, hắn cho rằng Khương Phàm sẽ lập tức né tránh, hoặc là cưỡng ép ngạnh kháng, dù sao ba đạo tử dương quyền cũng là thánh viêm ngưng tụ, bạo kích xoay tròn, uy lực cực mạnh. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ đến, Khương Phàm vậy mà không quan tâm, trực tiếp nâng thương đánh tới. Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, tránh cũng không thể tránh. Lại thi triển viêm bạo căn bản không kịp. Chỉ có thể liều mạng. Phốc phốc, hỏa thương trong chốc lát đâm xuyên bàn tay hình luyện, thẳng tới cẳng tay. Cùng một thời gian, ba đạo tử dương quyền thẳng đến mặt Khương Phàm. Khương Phàm huy động hỏa dược cưỡng ép tụ tập, chặn lại được ở trước mặt. Sớm ngưng tụ tinh thuẫn bị bàn tay trái khống chế, hướng về phía trước chặn đánh. Ba cỗ bạo tạc, vang vọng giữa không trung, hỏa dực không chút huyền niệm mà nổ tung, tử viêm và sóng khí bao phủ Khương Phàm đem hắn đánh bay ra ngoài. Nháy mắt bạo kích tạo ra kịch biến để cho trên đỉnh núi vang lên tiếng kinh hô liên miên. A à, hình luyện trùng điệp trượt dài ở trên mặt đất, đau đến sắc mặt trắng bệch, không chỉ có tay phải bị đánh xuyên, ngay cả nguyên cánh tay phải đều bị đánh nát. Có thể thấy rõ mảnh xương vỡ vụn. Khương Phàm ngã xuống đất, nhưng lông tóc cũng không tổn hao gì, y phục đặc chất gánh vác bạo tạc chí mạng. Tạo nghệ võ pháp của hắn có vẻ hơi không đủ, nhưng kinh nghiệm chiến đấu tuyệt đối phong phú. Sau khi Khương Phàm hạ xuống liền thuận thế bắn lên, trong chớp mắt, ngọn lửa màu vàng óng mãnh liệt phóng ra, nhào về phía hình luyện. Hình luyện, đứng lên. Phía trước đại điện La Phù, tông chủ Thượng Thanh Tông lớn tiếng hô to. Hình luyện cố nén đau nhức kịch liệt, cực lực lui lại, nhưng không đợi ngọn lửa màu vàng óng nhào tới, một đầu đại mãng hỏa diễm lại đi ra trước. Dài đến 5 mét, tráng kiện dữ tợn, nó sinh động như thật, trong miệng rắn mở rộng là răng nanh sắc nhọn. Vạn thú thiên hoàng quyền, thức thứ 3, cự mãng bàn thiên. A à, số lượng lớn nữ đệ tử sau khi hét lên sợ hãi liền lui lại, còn tưởng rằng đó thật là một đầu yêu thú vọt ra. 18 ngày ở trong Thiên Sư Tông, Khương Phàm cũng không chỉ nghiên cứu mỗi hỏa dực. Liệt diễm dưới chân hình luyện nổ tung, vọt người tránh đi, nhưng vẫn bị hỏa mãng quấn quanh. Hỏa mãng tê khiếu, cuộn hắn lại phóng lên tận trời. Nhiệt độ kim viêm cực cao, hỏa mãng càng quấn càng chặt. Nếu như không phải có áo giáp hộ thể, hình luyện rất có thể đã bị đốt sống chết tươi. A, à, mở cho ta. Hình luyện bị chọc giận. Tử dương liệt diễm trong người điên cuồng bạo động. Một tiếng bạo hống, liệt diễm như đao, ngàn vạn bạo kích dữ dội xoắn nát cự mãng. Nhưng ngay lúc liệt diễm tán loạn, trong chốc lát, Khương Phàm chấn động cánh chim từ trên trời giáng xuống, trọng quyền gắt gao căng cứng đánh ra một đạo mãnh hổ liệt diễm. Kim hổ đạp thiên, lấy núi uy thế xuống đánh tới hình luyện. Sắc mặt hình luyện lại biến, giữa không trung cưỡng ép xoay chuyển thân thể, liệt diễm tại hội tụ dưới chân. Một cỗ bạo tạc mãnh liệt đẩy hắn đánh tới diễn võ đài. Mặc dù chật vật nhưng cũng tránh được đả kích chí mạng. Bành bành bành. Hình luyện rơi xuống sau đó liên tiếp nảy người lên, cắn răng cưỡng ép mà bắn ngược trở lại. Nhưng, Khương Phàm cấp tốc lao xuống, hỏa dược chấn kích vò tới trước mặt hình luyện. Trọng quyền bạo kích, liệt diễm quấn quanh nắm đấm. Quyền mang theo khí thế vạn quân, kim viêm táo bạo. Hình luyện chật vật né tránh. Cưỡng ép ngạnh kháng, nhưng cánh tay phải bị phế, rất khó phát huy ra toàn lực.
Khương Phàm tiếp tục hiển hiện ưu thế hỏa dực, mang theo hắn nhanh chóng bổ nhào. Cũng không còn tiêu hao thời gian ngưng tụ võ pháp, hắn cứ thế mà đổ ập xuống vung mạnh quyền, không cho hình luyện bất cứ cơ hội thở dốc nào, muốn một mực làm cho đối phương triệt để loạn trận. Đỉnh núi oanh động, bất luận là đệ tử tông môn, hay là trưởng lão các tông đều bị kích thích. Khương Phàm có thể áp chế hình luyện. Kim viêm thánh hỏa thật có thể đối kháng tử viêm thánh hỏa. Khương Phàm, ngăn chặn hắn, ngăn chặn. Cổ La phấn chấn hô to, không nhịn được chợt vỗ mặt bàn. Khương Phàm có thể ngăn chặn thiên kiêu số 1 La Phù. Lấy tính cách của hắn, hắn chưa từng sao động như hôm nay như thế, càng không nhiệt huyết sôi trào toàn thân giống giờ phút này bao giờ cả. Sư huynh, chịu đựng. Phản kích, phản kích, phản kích đi. Các đệ tử Thượng Thanh Tông lo lắng hô to, khó mà tiếp nhận hình luyện trong lòng bọn họ đánh đâu thắng đó vậy mà lại chật vật như vậy. Không đúng. Đây không phải là võ pháp. Sắc mặt Mộ Dung Sung dần dần thay đổi, trước đó, thời điểm lần đầu tiên Khương Phàm triển khai hỏa dực, hắn liền có một loại cảm giác rất kỳ quái, hiện tại càng ngày càng mãnh liệt. Đây không phải là võ pháp. Sắc mặt tông chủ các tông cũng dần dần ngưng trọng lên. Chỉ là linh nguyên cảnh nhất trọng thiên mà thôi, tuyệt đối không có khả năng đem võ pháp thi triển đổ trình độ như vậy. Linh lực của linh nguyên cảnh nhất trọng thiên càng không đủ sức để Khương Phàm điên cuồng múa bút hỏa diễm như vậy. Thế nhưng, đây không phải võ pháp thì là cái gì? Thú Linh Văn, tông chủ Thiên Cương Tông hoài nghi nói nhỏ một tiếng, lập tức khiến tất cả tông chủ động dung. Ngay một khắc này, hình luyện bị trọng quyền như mưa to gió lớn của Khương Phàm tấn công rốt cuộc cũng loạn trận cước. Hắn mặc dù thường xuyên luận bàn lịch luyện, nhưng chưa bao giờ gặp được đối thủ như vậy. Khương Phàm cuồng hống, trong chốc lát đánh ra ba quyền, đánh vào ngực hình luyện. Quyền nào cũng đều hung ác. M thanh trầm đục, hình luyện rõ ràng cảm giác được trái tim đột nhiên rụt lại, máu tươi ngược dòng, phun ra một ngụm máu, ngửa mặt lộn ra ngoài. Khương Phàm giống như là đầu dã thú hình người, một phát bắt được mắt cá hình luyện chân, thân eo phát sực ca, đập xuống bên cạnh. Hình luyện kinh hồn, nhưng vẫn cố gắng phản kích, hỏa diễm mãnh liệt nổ tung tại bàn chân, bức lui Khương Phàm. Nhưng thân thể lại nện ở trên mặt võ đài, chấn động đến huyết khí, đầu váng mắt hoa. Khương Phàm rút lui, lại không ngừng thế công. Toàn thân sôi trào liệt diễm rốt cuộc cũng phóng thích, mãnh liệt bốc lên hơn 20 mét, bay thẳng lên trời. Cùng với tiếng tượng minh, voi kêu, mát lạnh, một đầu liệt hỏa kim tượng uy mãnh ẩm vang thành hình, vung cái vòi lên. Ngà voi hướng về phía trước, đạp trên mặt đất, lấy uy lực khai sơn đánh tới hình luyện. Sư huynh! Rất nhiều đệ tử Thượng Thanh Tông kinh hô, nhịn không được muốn tiến lên. Hình luyện chật vật đứng lên, trong lúc tránh né liền dứt khoát làm ra lựa chọn kiêu ngạo, phản kích. Hắn cắn răng gào thét, sắc mặt dữ tợn, sớm đã không còn khí chất phong phạm như trước đó nữa. Tử viêm bốc lên, cường thế hội tụ ở xung quanh hóa thành 12 đạo hỏa đoàn, đánh về phía kim tượng. Ầm ầm, liệt diễm kim tượng bị tử viêm trùng kích ở phía dưới mà nổ tung. Giờ khắc này phản kích có thể nói đặc sắc, trong lúc thoáng qua lại khởi xướng phản kích như vậy, càng thể hiện ra uy lực tạo nghệ võ pháp cùng thánh văn của hắn. Nhưng, cuối cùng vẫn có chút gấp gáp. Liệt viêm kim tượng mặc dù nổ tung nhưng cỗ khí thế trùng kích kia càng mạnh mạnh hơn lại không bị hoàn toàn ngăn chặn. Kết quả chính là bắn nổ ra kim viêm bổ nhào tới hình luyện ở ngoài 5 mét. Toàn trường kinh hô. Hình luyện bay lên, bay ra khỏi diễn võ đài. Tốt! Dạ An Nhiên cũng nhìn không được mà thét to, gương mặt xinh đẹp kiều nộn đỏ lên. Thắng, hắn quả nhiên thắng. Tốt tốt tốt, đánh thật hay. Bọn người Cổ La kích động trực hô to, giống như tự mình đã trải qua một trận ác chiến. Các đệ tử Thượng Thanh Tông lại thô lỗ đẩy đám người ra, vọt tới bên cạnh hình luyện. Còn đánh không? Khương Phàm tàn hỏa rực ra. Linh lực trong khí hải cũng bị vừa mới bị quyền kim tượng tiêu hao hầu như không còn. Tên hình luyện này xác thực rất mạnh, nếu như không phải ngưng tụ ra hỏa dực, lại có kinh nghiệm chiến đấu làm ưu thế, trận đấu hôm nay thật đúng là nhất định không thắng được. Hình luyện chật vật thở dốc, cánh tay phải máu me đầm đìa, hắn thần sắc ngưng trọng tiếp cận Khương Phàm. Hỏa dực của ngươi không phải võ pháp. Không phải. Đó là cái gì? Hình luyện không tin cùng cảnh giới lại có người khống chế linh lực có thể vượt qua hắn. Hắn không chỉ được tông chủ tự mình dạy dỗ, hắn càng tu luyện đan dược để đề thăng lực khống chế. Ngay cả hắn đều ngưng tụ không ra hỏa dực,
người khác càng không khả năng. Hắn là thú linh văn. Mộ Dung Sung hô to một tiếng, đỉnh núi chợt yên tĩnh. Vô số ánh mắt hướng về phía Mộ Dung Sung đang có vẻ mặt tràn đầy khiếp sợ, lại đồng loạt định qua trên người Khương Phàm. Thú linh văn. Hắn không phải Kim Viêm Thánh Văn sao? Thất phẩm thú linh văn. La Phù Sơn Mạch lúc nào xuất hiện qua thất phẩm thú linh văn? Thú linh văn bởi vì uy lực đặc thù, lục phẩm đều có tư cách khiêu chiến thánh linh văn, thất phẩm thú linh văn là khái niệm gì? Thánh phẩm, thú linh văn. Trong lòng Dạ Thiên Lan nhấc lên kinh đào hải lãng, sóng to gió lớn, dùng sức nắm chặt tay lại, đè nén xúc động muốn hô to. Trách không được Dạ An Nhiên khuya ngày hôm trước lại tìm tới hắn, nói sẽ có kinh hỉ. Đây quả thực là quá kinh quá hỉ. Khương Phàm không nhiều lời, đi xuống đài diễn võ. Thú linh văn. Hắn đang nói ngươi. Cổ La mừng như điên, biểu lộ cứng ở trên mặt. Cổ La, Thiên Sư Tông này, ngươi còn thay nó lo lắng cái gì, ngươi thì sợ gì? Sau khi chơi thì liều nhiều một chút, ai không phục, giết chết hắn. Khương Phàm nháy mắt mấy cái với Cổ La, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Ngươi thật sự là thú linh văn. Cổ La vẫn không dám tin, nhất định phải chờ chính miệng Khương Phàm nói ra. Thánh phẩm thú linh văn. Cái này chẳng phải là vạn thú chi vương, vua của vạn thú sao? Bầu không khí trên đỉnh núi sôi trào. Thánh phẩm thú linh văn. Thiên Sư Tông từ chỗ nào tìm được một tên quái vật như thế? Thiên Thư Thánh Văn, Thánh phẩm thú linh văn, Thiên Sư Tông đây không phải là muốn vững chắc vị trí tông môn, đây là muốn trở lại vị trí tam tôn chủ. 5 năm ẩn nhẫn, nhất phi trùng thiên bay vọt một cái Thiên Sư Tông. Đủ hung ác. Không có người nào không rõ ràng ý nghĩa của Thánh Linh Văn, cũng không có người nào không rõ ràng ý nghĩa một tông có song Linh Văn. Huống chi hai người này đều là Thánh Linh Văn, một người là Thiên Thư Thánh Văn, một người lại là Thú Linh Văn. Bọn hắn nhìn Khương Phàm cùng Dạ An Nhiên đứng sóng vai, vừa rung động, lại càng cảm nhận được một luồng hơi lạnh. Tương lai là Phù Sơn Mạch, hai vị này chắc chắn là nhân vật phong vân. Bọn hắn cũng nhất định sẽ dẫn dắt Thiên Sư Tông đi đến một cao độ mà trước đó chưa từng có. Kẻ này không thể lưu. Trong mắt Tông chủ Thượng Thanh Tông lóe ra một đạo sát ý. Nếu như trước đó là bởi vì Bành Tổ, không thể không ra tư thái diệt trừ Khương Phàm. Hiện tại, hắn là đang cảm nhận được uy hiếp. Cái này không chỉ là hai thánh linh văn đơn giản như vậy, sinh ra ảnh hưởng mới càng đáng cảnh giác. Sắc mặt Tông chủ Thiên Cương Tông âm trầm, sát ý trong mắt càng nặng. Thiên Sư Tông chơi lớn rồi. Tiềm lực chói sáng như thế, Dạ Thiên Lan không gánh nổi. Hắn tin tưởng các tông khác cũng đều nhìn thấy sự uy hiếp của Thiên Sư Tông. Hôm nay, nhất định phải trục xuất Thiên Sư Tông khỏi 18 tông. Nếu không, một khi Thiên Sư Tông ổn định địa vị, lại liên hợp lực lượng với Khương Vương Phủ, tương lai hoàn toàn có khả năng khiêu chiến Thiên Cương Tông bọn hắn. Ngay tại thời điểm Tông chủ Thượng Thanh Tông và Tông chủ Thiên Cương Tông đụng phải ánh mắt nhau, Tông chủ Linh Cực Tông lại cởi mở cười một tiếng, đầu tiên biểu đạt thiện ý. Chúc mừng Dạ Tông chủ, một tông song thánh văn, tương lai Thiên Sư Tông có hy vọng rồi. Nhìn điệu bộ này, Thiên Sư Tông rất có thể sẽ trở lại vị trí tôn chủ. Linh Cực Tông bọn hắn nguyện ý bảo đảm Thiên Sư Tông. Hôm nay tương trợ, tương lai nhất định sẽ có phản hồi gấp 10 lần. Tông chủ Ngọc Hư Tông cũng chủ động nói lời chúc mừng. An Nhiên chất nữ cùng Khương Phàm thật sự là trai tài gái Saka, tương lai kết hợp, nhất định có thể chấn hưng Thiên Sư Tông, Dạ Tông chủ thật có phúc phần. Dạ Thiên Lan cười đáp lễ. Rốt cuộc cũng được hai lão hồ ly này tỏ thái độ, đây chính là hiệu quả hắn muốn. Tốt thay một tên Khương Phàm, nhất định phải giữ lại cho nữ nhi bảo bối của hắn, giữ lại cho Thiên Sư Tông của hắn. Giờ khắc này, Dạ Thiên Lan thậm chí có chút xúc động trở về liền trực tiếp xử lý hôn lễ. Quản hắn tuổi còn nhỏ hay không nhỏ, định lại rồi hẳn nói. Thánh phẩm thú linh văn hay là kim viêm thánh văn, xem ra đệ nhất thiên tài La Phù phải đổi người rồi. Cũng không biết Dạ Tông chủ từ nơi nào tìm được dạng một vị thiên kiêu chi tử này. Tông chủ Thiên Cương Tông đưa ra chất vấn. Hắn đương nhiên biết thân phận Khương Phàm, nhưng bây giờ không thể trực tiếp nói ra. Nếu không, có thánh linh văn, còn có Khương gia, Thiên Sư Tông tương đương có tiềm lực càng có thực lực, các tông nói không chừng liền sẽ trực tiếp ủng hộ. Khương Phàm thức tỉnh thánh linh văn hẳn là được một khoảng thời gian rồi, nếu như ở nơi nơi khác, hẳn là đã có danh khí, vì cái gì chúng ta đều không có nghe nói qua.
Tông chủ thánh nữ tông cao gầy mỹ lệ, phong thái hiểu điệu, tuế nguyệt thời gian qua đi chẳng những không lưu lại cho nàng bất kỳ dấu vết gì, ngược lại càng thành thục mê người, vận vị mười phần. Chỉ là, ánh mắt quá lạnh, khí chất quá ngạo, cho người khác cảm giác không quá dễ chịu. Tông chủ Thương Vân Tông cũng nhận được tông chủ Thượng Thanh Tông ra hiệu, khiêu khích nói. La Phù Sơn Mạch có quy củ của mình, cũng có phương thức sinh tồn của mình. Dạ tông chủ nếu như may mắn nhặt được thánh linh văn, ngược lại cũng dễ nói, nếu như cấu kết đại tông đại phái bên ngoài, cần phải suy nghĩ kỹ càng hậu quả. Hai phe duy trì, ba bên mâu thuẫn, lập tức khiến tông chủ các tông ghé mắt, bầu không khí cũng trở nên khẩn trương lên. Dạ Thiên Lan cười nhạt một tiếng, không chút khách khí đáp lễ bọn hắn. Hắn tên Khương Phàm, hắn là Kim Viêm Thánh Văn, năm nay chỉ có 13 tuổi. Tình huống của hắn còn ở đó, các ngươi sẽ không đi tra sao? Hắn đến Thiên Sư Tông đều đã 3 tháng, lại còn đứng ở chỗ này hỏi ta, chưa biết được gì chẳng phải rất vô năng sao? Tông chủ Thương Vân Tông có chút trầm xuống. Dạ tông chủ thái độ này là không có ý định ở lại thập bát tông La Phù này. Ta vừa mới nói mấy câu kia có câu nào biểu hiện Dạ Thiên Lan ta không muốn ở lại thập bát tông La Phù này. Nói cũng nghe không rõ, ta thấy lão gia hỏa người đây nên thoái vị rồi. Thương Vân Tông hẳn là nên để cho một người trẻ tuổi đến dẫn dắt. Tông chủ Thương Vân Tông lộ ra sắc mặt giận dữ, lại bị ánh mắt sắc bén của Dạ Thiên Lan bức. Hôm nay ta mang Khương Phàm cùng Dạ An Nhiên đến chính là muốn để các vị tông chủ đều hiểu, Thiên Sư Tông có tư cách cùng các ngươi bình khởi bình tọa, địa vị quyền lực ngang nhau có năng lực bảo vệ danh dự 18 tông hơn. Thiên Sư Tông vô cùng hy vọng có thể ở lại 18 tông, cùng nhau giữ gìn trật tự La Phù Sơn Mạch, nhưng nếu như các vị xác thực cảm giác chúng ta không thích hợp, chúng ta cũng tuyệt đối không cứng rắn đổ thừa. Có Khương Phàm cùng Dạ An Nhiên, Thiên Sư Tông chỗ nào cũng đều có thể đi, ở đâu cũng có thể đứng ổn được. Dạ Thiên Lan nói đến 10 phần lực lượng, ngôn ngữ cũng rất cường ngạnh. Tông chủ Ngọc Hư Tông ho nhẹ vài tiếng, ngăn hai phe cãi lộn lại. Chúng ta về trong điện trước, mặc kệ làm quyết định gì đều phải theo quy củ. Tông chủ Thượng Thanh Tông, Thiên Cương Tông cùng các tông khác lần lượt quay người, đi trở về trong điện. Có người kiên định muốn khu trục Thiên Sư Tông, có người thì bắt đầu một lần nữa cân nhắc lại lựa chọn của mình. Một tông song thánh văn cũng không phải là chưa có qua. Đa số là thế hệ trước một người đại tân sinh một người. Giống Thiên Sư Tông dạng này, đại tân sinh đồng thời xuất hiện hai người, còn vô cùng có khả năng kết làm phu thê, đúng là hiếm thấy. Nhưng bọn hắn đi chưa được mấy bước, phát hiện tông chủ Ngọc Đỉnh Tông lại đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Hồng tông chủ, mời vào bên trong, nếu như đối với Khương Phàm có hứng thú, hôm nào ta dẫn hắn đến nhà bái phỏng. Dạ Thiên Lan chủ động đi qua mời. Ánh mắt tông chủ Ngọc Đỉnh Tông thâm thúy một mực rơi trên người Khương Phàm, một hồi mới nói. Thánh phẩm linh văn kỳ thật còn có chia ra các loại cấp độ. Bình thường mà nói, thánh linh văn đều là hỗn nguyên thánh phẩm, mà trên hỗn nguyên còn có đại thừa thánh phẩm, cùng cao hơn là chí tôn thánh phẩm. Nếu như ta đoán không sai, thánh linh văn của Khương Phàm rất có thể là trên hỗn nguyên, lại chưa tới đại thừa. Nhưng kim hỏa và thú văn kết hợp. Một ngày nào đó trong tương lai có thể sáng lập ra đại thừa thánh phẩm, cũng còn chưa thể biết được. Ngoại trừ tông chủ Thượng Thanh Tông cùng các vị tông chủ giải rác ở đó ra, các tông chủ còn lại đều thật bất ngờ, thánh phẩm linh văn lại còn có chia ra cấp độ. Cái gì là hỗn nguyên, đại thừa, chí tôn, ở giữa có chênh lệch gì? Tông chủ Thượng Thanh Tông không chú ý chênh lệch thánh phẩm, bọn hắn là nghe được tông chủ Ngọc Đỉnh Tông nói bóng gió, đây là muốn bảo đảm cho Khương Phàm. Dạ tông chủ, phải bồi dưỡng thật tốt, có cần gì, có thể đến Ngọc Đỉnh Tông. Ngọc Đỉnh Tông và Khương Phàm rất hữu duyên, các vị, nên nói vấn đề chuyện năm nay của các tông thôi. Tông chủ Ngọc Đỉnh Tông vỗ nhẹ bả vai Dạ Thiên Lan, sau đó đi vào đại điện. Hữu duyên. Dạ Thiên Lan có chút không hiểu thấu, bất quá Ngọc Đỉnh Tông xem ra muốn duy trì bọn hắn. Ngọc Hư Tông, Linh Cực Tông cùng các tông chủ khác tỏa sáng hai mắt, có Ngọc Đỉnh Tông đè vào phía trước. Bọn hắn cũng không sợ bọn người Thượng Thanh Tông sau này gây sự trả thù. Tông chủ Thiên Cương Tông và tông chủ Thượng Thanh Tông trao đổi ánh mắt. Thật bất ngờ, Ngọc Hư Tông lại có thể công nhiên tỏ thái độ như vậy. Nhưng bọn hắn vẫn phải đề nghị khu trục. Mê vụ che trời, hàn phong gào thét. Một lão già mù lúc này đang đứng ở chỗ sâu trong mây mù trên đỉnh núi, yên lặng, nhìn, phía hết thảy chuyện phát sinh ở dưới, nhìn thiếu niên toàn thân khí tức thành thục kia.
Yêu hỏa Chu Tước, phần thiên thần văn, thần hoàng à, ngài thật trở về rồi. Bách tộc chiến trường, đông nam thiên môn, 100.000 binh tướng khoác y giáp đang đợi. Côn Lôn quỷ thành, luân hồi đại đạo, trăm vạn anh linh nhất quan tài mà chiến. Chúng ta, chờ ngài đã ngàn năm. Lão nhân cẩn thận chỉnh lý tốt vạt áo, buộc lên tóc trắng tán loạn, đối với thiếu niên phía dưới quỳ xuống một gối. Thần, thiên mục đại tướng, bái kiến thần hoàng đã yên ổn, xin cho thần tạm lui, cho thần thời gian, thần sẽ đi khắp thương huyền, tìm kiếm thiên hậu luân hồi. Đời này, các ngươi sẽ còn gặp nhau. Khương Phàm ngẩng đầu nhìn về phía mây mù cuồn cuộn trên bầu trời, bỗng nhiên có một loại cảm giác kỳ diệu không nói được. Nơi đó có cái gì? Dạ An Nhiên kỳ quái trông qua. Khương Phàm lắc đầu, giống như không có gì, lại hình như có cái gì. Ta có một vấn đề, khả năng mạo muội, ngươi thật sự là con nuôi Khương Vương. Dạ An Nhiên đã từng nghe nói qua Khương Phàm bị người khác mang ra từ đại hoang nhưng luôn cảm thấy là Khương Vương cố ý làm một tuồng kịch. Vương gia chưa từng coi ta là con nuôi mà đối đãi. Người dạy ta rất nhiều đạo lý. Khương Phàm rất ít đi tới Khương Vương phủ, nhưng Khương Vương sẽ thường xuyên ở trong lúc cấp bách dành ra chút thời gian, tự mình đến trong rừng rậm đại hoang chỉ đạo hắn cùng Uyển Nhi. Phụ mẫu ruột của ngươi đâu? Dạ An Nhiên chú ý sắc mặt của Khương Phàm. Khương Phàm trầm mặc một lát, chỉ lắc đầu. Nếu như tìm được người của Khương gia, các ngươi ở lại La Phủ hay rời khỏi đây? Dạ An Nhiên dò hỏi. Phải xem mọi người Vương gia như thế nào. Ngươi không có dự định sao? Khương Phàm không có trả lời, mà chỉ nói. Cổ thành dưới mặt đất ở nơi nào? Từ nơi này theo hướng đông, không đến 500 dặm thì có thể thấy được. Làm sao lại đột nhiên hỏi ra cái này? Dạ An Nhiên rất bất đắc dĩ, đề tài cũng chuyển đi quá nhanh. Cứ như vậy không nguyện ý nói với nàng chút chuyện cá nhân sao? Nơi đó hiện tại là dạng gì? Khương Phàm nhớ tới lời lão nhân nói tối hôm qua. Đỉnh lô lại là mang ra từ cổ thành dưới mặt đất. Nơi đó có thể còn chôn lấy đồ tương quan cùng đỉnh lô hay không? Lúc đó đỉnh lô ngủ say, có thể tìm tới đều phải dựa vào vận khí. Hiện tại nếu đã thức tỉnh, có thể chủ động dẫn xuất cái gì hay không? 5 năm trước trận bạo loạn kia đã kéo dài đến nửa năm. Tất cả tông môn đều từ nơi đó đào bới ra số lượng lớn kỳ chân dị bảo. Nơi đó đơn giản chính là một bảo khố tự nhiên, là quà tặng thượng thương dành cho La Phù. Có người còn nói, thực lực tổng hợp của La Phù Sơn Mạch đều bởi vì cổ thành dưới mặt đất mà tăng lên. Dạ An Nhiên không quá nguyện ý đề cập tới cổ thành dưới mặt đất, nơi đó chính là quà tặng mang cho La Phù, nhưng lại mang đại nạn cho Thiên Sư Tông. Nhưng nếu Khương Phàm hỏi, nàng cũng nghiêm túc giới thiệu. Nửa năm sau, cổ thành dưới mặt đất bị càn quét không còn gì, đại tông đại phái lần lượt rút lui. Nhưng sau đó, bên trong tòa thành cổ sẽ đứt quãng xuất hiện một chút linh bảo, kích thích đám tán tu các nơi. Dần ra, cổ thành dưới mặt đất liền thành bảo địa thám hiểm nổi danh tại La Phù. Không chỉ có đám tán tu rất thích đến nơi đó tìm vận may, một ít đệ tử đại tông cũng sẽ tới đó lịch luyện. Tóm lại, vô cùng náo nhiệt. Dạ An Nhiên nhìn Khương Phàm bộ dáng như có điều suy nghĩ, bỗng nhiên đã hiểu. Ngươi cũng không phải là muốn đi tới cổ thành dưới mặt đất đấy chứ. Chỉ là hiếu kỳ. Khương Phàm không có nhiều lời. Ngươi muốn cái gì, trong tông đều có. Dưới mặt đất cổ thành coi như thôi đi. Đều đã nhiều năm như vậy, đồ nên đào đều đào không sai biệt lắm. Dạ An Nhiên nói đến đây liền không nhịn được cười. Phụ thân đều tự mình xin Khương Phàm đến Lăng Vân Các đi lấy bảo bối. Kết quả Khương Phàm cái gì cũng đều không đụng tới. Lần này Khương Phàm đại thắng hình luyện, phụ thân không thể không kéo lấy Khương Phàm đến Lăng Vân Các cứng rắn nhét bảo bối cho hắn chứ. Bầu không khí trên đỉnh núi vô cùng an tĩnh. Ngày trước, giữa đệ tử các tông đều sẽ lên đài luận bàn tỉ thí. Năm nay đầu ngọn gió đều bị Khương Phàm, Dạ An Nhiên cướp đi, bọn hắn thực sự không có tâm tư luận võ. Hình luyện, Cửu Nguyên Lương lạnh lùng nhìn chằm chằm nơi này. Bọn hắn kỳ thật đều có chút không cam tâm, cũng hầu như cảm thấy không có phát huy tốt. Nếu như sớm biết linh văn của Khương Phàm và Dạ An Nhiên, bọn hắn tuyệt đối sẽ không thua. Trong ánh mắt rất nhiều đệ tử tông môn cũng đều mang theo địch ý cùng cảnh giác. Thánh phẩm thú linh văn, thánh phẩm thiên thư văn. Đôi kim đồng ngọc nữ, này nếu có thể trưởng thành, thiên tài toàn La Phù Sơn Mạch đều sẽ biến thành vật làm nền. Cổ La nhìn Khương Phàm nhiên trước mặt, trong lòng lại cảm khái không thôi.
Ngay cả hắn đều có loại cảm giác bị đàn sói vây quanh, Khương Phàm vậy mà lại như không có việc gì. Tố chất tâm lý này, làm sao luyện được, hay là sinh ra như vậy? Giữa trưa, cửa điện nặng nề ù ù rộng mở, đỉnh núi náo nhiệt liên miên an tĩnh lại. Đi ra rồi. Lòng Dạ An Nhiên lập tức nhấc lên. Đám người Cổ La khẩn trương nắm chặt tay, lo lắng nhìn qua đám tông chủ đang từ bên trong đi ra. 18 vị tông chủ tại trước cửa điện gạt ra, biểu lộ cũng còn tính là bình tĩnh, rất khó từ trên mặt bọn họ nhìn thấy kết quả. Trục xuất khỏi 18 tông. Trục xuất khỏi 18 tông. Các đệ tử Thượng Thanh Tông, Thiên Cương Tông, Thánh Nữ Tông chăm miệng một lời mà nói nhỏ. Đến cùng là thế nào? Thiên Sư Tông có thể lưu lại 18 tông hay không? Đệ tử các tông nhỏ giọng nói nhỏ, mặc dù Thiên Sư Tông có hai vị thánh linh Văn Khương Phàm cùng Dạ An Nhiên, nhưng dù sao cũng đã đắc tội hai đại tôn chủ Thượng Thanh Tông cùng Thiên Cương Tông. Đại hội La Phù chính thức kết thúc. Một vị lão nhân đi đến phía trước, cao giọng tuyên bố. 18 tông này, không có bất kỳ biến động gì. Tốt! Đám người Cổ La kích động nhảy dựng lên, nhịn không được mà vỗ tay ôm lấy nhau. Quá tốt rồi! Đã chịu 5 năm khuất nhục, 5 năm chèn ép. Rốt cuộc sau cơn mưa trời cũng lại sáng. Thiên Sư Tông vẫn bảo trụ địa vị. Song Thánh Văn kích thích quá lớn. Hai vị Thánh Linh Văn, 8 tòa quặng mỏ tinh thạch, Thiên Sư Tông xem như chính thức vượt qua đám đông. Rất nhiều trưởng lão tông môn đều thấp giọng khẽ nói. Đối với Thiên Sư Tông mà nói, ý nghĩa bảo trụ địa vị này quá quan trọng. Mặc dù Thượng Thanh Tông cùng Thiên Cương Tông sẽ không dễ dàng buông tha cho Thiên Sư Tông, nhưng Thiên Sư Tông chí ít có thể nương tựa theo địa vị cùng ảnh hưởng của Thánh Linh Văn, phân chấn sĩ khí, cũng hướng La Phù Sơn Mạch mời chào lực lượng cường đại, nhất là tranh thủ duy trì quan hệ với các tông. Trên khuôn mặt lãnh tuấn của Dạ Thiên Lan lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Hôm nay đối với Thiên Sư Tông, không khác một lần tân sinh. Khương Phàm, không thể giữ lại. Trong lòng Hình Luyện, Cửu Nguyên Lương, Mộ Dung Sung, Tịch Giao cùng các thiên tài tông môn đồng thời hiện lên một đạo sát niệm. Thiên Sư Tông bảo trụ địa vị, Dạ Thiên Lan không thể chết, nhưng Khương Phàm có thể giết. Chân núi trong thành đá. Tông chủ Kim Cương Tông dẫm lên một bộ quan tài, ngước nhìn La Phù Sơn nguy nga. Bộ quan tài này chính là hắn chuẩn bị cho Dạ Thiên Lan. Chỉ cần Thiên Sư Tông bị trục xuất khỏi 18 tông, bọn hắn có thể thuận thế tiếp vị. Mặc dù còn có mấy tông môn khác cũng dã tâm bừng bừng, nhưng bọn hắn có Thiên Cương Tông toàn lực đến đỡ, có hy vọng lớn hơn. Đều đã giữa trưa, làm sao còn không có tin tức? Gấp cái gì, thời gian kéo lâu, nói rõ huyên náo hung, Thiên Sư Tông mới càng có thể bị đánh ra ngoài. Ta không chờ được nữa. Mọi người chờ đợi lo lắng, nhưng không có ai dám leo lên thềm đá nửa bước. Lúc này, một bóng người già nua đi tới biên giới đỉnh núi, đối với thành đá phía dưới lên tiếng hô to. 18 tông mới lần này, không có bất cứ biến động gì. Thanh âm uy nghiêm, quanh quẩn giữa bầu trời, truyền khắp dãy núi. Không thay đổi. Kim Bất Hoán khó có thể tin được mà nhìn qua đỉnh núi. Thượng Thanh Tông đều cùng Thiên Cương Tông liên thủ, làm sao lại còn không xử lý được một cái Thiên Sư Tông? Không có khả năng, Thiên Sư Tông bảo trụ địa vị. Chẳng lẽ Ngọc Đỉnh Tông đột nhiên duy trì cho Thiên Sư Tông rồi? Trong thành đá đầy tiếng nhao nhao, trong bọn họ có rất nhiều người cũng đã nhận định Thiên Sư Tông sẽ bị trục xuất 18 tông. Dù sao hai đại tôn chủ đều đã bắn tiếng. Kết quả thế nào lại là như dạng này? Đỉnh núi dần dần náo nhiệt. 18 tông dọc theo thềm đá đi xuống. Thành đá lại hết sức an tĩnh, đều vội vã muốn hiểu đã xảy ra chuyện gì. Kim Bất Hoán, chuẩn bị quan tài cho mình rồi à? Dạ Thiên Lan liếc mắt nhìn tông chủ Kim Cương Tông, mang theo bọn người Khương Phàm đi đến chỗ Thanh Lân Ưng. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Kim Bất Hoán bước nhanh nghênh tiếp Thiên Cương Tông. Dạ An Nhiên, Thiên Thư Thánh Văn, Khương Phàm, Thánh Phẩm Thú Linh Văn, Ngọc Đỉnh Tông nhúng tay. Sắc mặt tông chủ Thiên Cương Tông âm trầm nhìn Thanh Lân Ưng đi xa. Lần này nhận thua, nhưng đại hoàng tử sắp đến xâm lấn La Phù, Thiên Sư Tông phách lối không được bao lâu. Thiên Thư Thánh Văn, Thánh Phẩm Thú Linh Văn. Kim Bất Hoán quá sợ hãi, trong thành đá cũng vang lên tiếng kinh hô liên miên vì biết được tin tức kinh người này. Bọn hắn nhao nhao nhìn qua Thanh Lân Ưng đang phóng lên tận trời. Tốt thay cho một Thiên Sư Tông. Giấu quá sâu. Một tông song thánh văn, thiên sư tông bảo trụ địa vị. Thiên sư tông bảo trụ địa vị.
Thiên Sư Tông một thời lại về tới. Nhậm Thủy Hàn lạnh lùng đứng ở một bên, nhìn bọn người tông chủ không kiềm chế được nỗi lòng kia, trong lòng thở dài một tiếng. Là thời điểm làm quyết định. Kim Cương Tông, không cần thiết phải tiếp tục kiên trì. Lang Gia Quốc, Hoàng Thành. Khương Phàm đang ở La Phù Sơn Mạch, người của Khương gia thì sao? Tam Hoàng tử đau khổ chờ đợi 5 tháng, rốt cuộc cũng chờ được tin tức. Chỉ là tin tức này lại do đại ca đưa tới. Người đại điện hạ chỉ nói Khương Phàm đang ở Thiên Sư Tông, La Phù Sơn Mạch, mặt khác là để cho chúng ta tự mình điều tra. Điện hạ yên tâm, ta đã sắp xếp người đi đến La Phù. Nhất định sẽ mang đến cho ngài tin tức chính xác. Thị vệ rất trịnh trọng bảo đảm. Sắc mặt Tam Hoàng tử âm trầm ngồi xuống. La Phù, Thiên Sư Tông, Giả An Nhiên, tiểu nương bị ẩn giấu ở Thương Châu 3 năm, hắn đều không có động tới nàng. Thời điểm then chốt nàng lại dám nhúng tay vào chuyện của hắn. Đại điện hạ ở Tây Cương chờ đợi bao lâu rồi? Tam Hoàng tử rất nhanh đã khôi phục tỉnh táo. Hắn hiểu rất rõ vị đại ca này của mình, đưa tin tức tới không chỉ vì muốn nhục nhã hắn, rất có thể là còn có khác tính toán. Đến đã nửa năm, trong nửa năm này, hình như hắn cả một lần cũng đều không rời khỏi Hoàng gia võ viện. Nhưng thế thân của hắn một mực hoạt động ở xung quanh Hoàng thành, liên tiếp lộ diện. Người của hắn ở bên ngoài cho thấy, đại điện hạ đối với Hoàng vị đã nắm chắc thắng lợi trong tay, lúc này dứt khoát ở trong Hoàng thành an ổn chờ tin tức. Nhưng ta cho rằng, đại điện hạ rất có thể đã bố cục trong Tây Cương, dùng La Phù làm lễ vật tặng cho Hoàng thất. Thị vệ cẩn thận nói suy đoán của mình. Đại hoàng tử có thế thân, chuyện này giấu giếm rất sâu, nhưng tránh không khỏi điều tra của bọn hắn. Hắn dám động đến La Phù, tất cả tông môn võ viện ở Tây Cương cộng lại đều không bằng thập bát tông La Phù. Huống chi tông môn lớn nhỏ ở La Phù phải tới mấy ngàn cái, 18 tông lại có thủ địch đối với Lang Gia Quốc chúng ta. Hắn lấy cái gì bố cục, một khi làm La Phù Sơn Mạch tức giận, nơi đó phản kích cũng không kém gì đại hoang. Những năm này bị giáo huấn còn ít sao. Tam hoàng tử mặc dù nói như vậy, thế nhưng đại ca nếu chờ đợi nửa năm ở nơi đó, rất có thể nghĩ đến một phương pháp xảo diệu nào đó, đồng thời cũng có hiệu quả. Điện hạ, vậy chúng ta? Thị vệ cẩn thận hỏi. Thông báo đến thành Bạch Hổ, lập tức bắt Yến Tranh, Côn Bác, còn có Hùng Chiêm Nguyên cho ta. Đều bắt cả nhà bọn hắn, ai dám phản kháng, giết chết ngay tại chỗ. Còn có, cần phải để bọn người Bạch Ngao Thương tự mình áp giải. Cũng đừng quên mấy tên Khương Hồng Dương, Khương Nhân kia. Tam hoàng tử trầm giọng hạ lệnh. Nếu muốn câu cá lớn liền phải đưa mồi nặng. Yến Tranh, Côn Bác, Hùng Chiêm Nguyên nhất định phải đến. Bạch Ngao Thương, Triệu Nguyên Bá, Lý Thanh Dương, còn có Khương Hồng Dương một tên cũng không thể thiếu. Hắn phải dùng hai mồi câu này dẫn người Khương ra lên. Một mồi câu là không thể không cứu. Một mồi câu là sinh tử thù địch. Người của Khương ra đến cũng được. Không đến cũng phải đến. Kim Dương Cung thì sao? Nơi đó một mực không đồng ý thả Yến Khinh Vũ. Thị vệ lại hỏi. Ta tự mình đi đòi người. Bọn hắn cho cũng phải cho, không cho cũng phải cho. Tam hoàng tử lần này ăn chắc Khương gia, ai cũng đừng nghĩ ngăn cản hắn. Bắc Cương có 3 cung, 2 đại cung còn lại đều phải mời đến hiệp trợ, nhưng không thể để cho Kim Dương Cung xen vào. Hắn muốn đem nguy hiểm cùng chuyện ngoài ý muốn xuống đến thấp nhất. Lần này, tuyệt đối không thể thất bại nữa, nếu không đời này cũng chỉ có thể làm kẻ an nhàn. Điện hạ, lúc ấy Khương Phàm đi cùng Khương Vương Phủ. Khương Phàm lại bị Dạ An Nhiên mang đi, nhưng người của Khương gia chưa hẳn ở La Phù Sơn Mạch. Thị vệ cẩn thận từng ly từng tí nói ra đề nghị. Tam Hoàng tử khẳng định nói. Mặc kệ Khương Hồng Võ ở đâu, hắn khẳng định không yên lòng Bạch Hổ Quan, chỉ cần tin tức tràn ra, hắn ở chân trời góc biển đều sẽ tới. Đã hiểu. Sau khi thị vệ cung kính hành lễ liền quay người muốn rời khỏi. Chờ một chút, không nên áp tải bọn người Yến Tranh đến Hoàng Thành, ném tới Khôi Binh Thành cho ta. Tam Hoàng tử cần một nơi có thể buông tay làm lớn, không bị người khác quấy nhiễu, không cho phép có chuyện ngoài ý muốn. Khôi Binh Thành ở vào khu vực giao tiếp giữa địa vực Kinh Kỳ và địa vực Bắc Cương, vừa vặn phù hợp. Khương Phàm lần nữa từ chối nhã nhặn lời mời của Dạ Thiên Lan. Vừa trở lại trong tông liền chạy đi ra. Ngươi muốn đi đâu? Một đạo thân ảnh xinh đẹp nhanh như cầu vồng từ trong rừng đi tới. Ngươi là ai? Khương Phàm lập tức cảnh giác, lặng lẽ kích thích phân ấn hỏa dược phía sau lưng,
tùy thời chuẩn bị rời khỏi. Không nhận ra được. Thiếu nữ cười nói, đưa tay ngưng tụ ra một đoàn quang hoa, nhảy lên ở giữa đầu ngón tay, ngưng tụ thành một phù chú phong tự. Lại đoán xem. Dạ An Nhiên. Khương Phàm thốt ra. Thiếu nữ nhấc lên một cái màng mỏng óng ánh từ gương mặt kiều nột, lại nhẹ nhàng thả xuống. Đây là ngọc ngưng dao, có thể hơi thay đổi dung mạo. Ta không tin. Khương Phàm cảnh giác. Lần đầu tiên chúng ta gặp mặt ở đại hội giám bảo thành Bạch Hổ. Lúc ở trong sơn động đại hoang, người tỉnh dậy thì trên thân quấn lấy sợi đằng. Còn muốn nói kỹ lưỡng hơn sao? Người đến La Phù là bởi vì Khương gia sẽ đến. Dạ An Nhiên yên nhiên cười khẽ, cho dù thay đổi bộ dáng, lại che không được một màn xinh đẹp động lòng người kia. Khương Phàm buông xuống cảnh giác, đến gần đánh giá mặt của nàng. Không nhìn kỹ, thật đúng là nhìn không ra. Đến đây, ta chuẩn bị cho ngươi một chút. Dạ An Nhiên xuất ra một đoàn ngọc ngưng dao, bôi lên mặt Khương Phàm. Cổ thành dưới mặt đất so với chợ đen thì còn loạn lơn, người tùy tiện thế này đi đến đó rất dễ dàng bị tiếp cận. Đeo cái này vào, so với mang mặt nạ tốt hơn nhiều. Khương Phàm nhíu mày. Cô không phải cũng muốn đi đấy chứ? Thiên Sư Tông đã bảo trụ được địa vị trong 18 tông, tạm thời không ai sẽ đến gây phiền toái, ta cũng nên tu luyện. Dạ An Nhiên cẩn thận chuẩn bị tốt cho Khương Phàm, nhẹ gật đầu hài lòng, cũng không tệ lắm. Ta không chuẩn bị đi cổ thành dưới mặt đất. Khương Phàm do dự không biết làm sao cự tuyệt. Hắn không quen ở cùng một chỗ với người khác, hắn đi cổ thành dưới mặt đất là bởi vì Cửu Hoàng luyện thiên đỉnh. Ta muốn đi, ngươi có đi hay không, tùy ngươi. Hôm nay Dạ An Nhiên đi theo Khương Phàm, nàng không chờ mong hai người có thể trở nên thân cận hơn, nhưng ít ra cũng sẽ không còn xa lạ như hiện tại. Nếu không Khương Phàm ngày nào đó sẽ đi thật. Thậm chí trong tương lai, thời gian nào đó, thời điểm nhắc đến Thiên Sư Tông, trong đầu của hắn có lẽ sẽ chỉ có một ý niệm, nơi đó à, ta từng ở qua. Khương Phàm không có cách khác, chỉ có thể cùng nàng đi. Tiểu Xà không có nửa điểm không thích ứng, rất nhanh đã quen thuộc Dạ An Nhiên, vòng quanh nàng bay tới bay lui, còn thỉnh thoảng quấn đến trên tay, thân mật cúi cúi cái đầu nhỏ. Khương Phàm nhìn thấy mà lắc đầu, tiểu gia hỏa này cũng không có hôn hắn như thế. Ngươi tìm được con tiểu xà này từ chỗ nào? Dạ An Nhiên sinh ra ở La Phù, lớn lên ở La Phù, đối với chủng loại yêu thú cũng coi như hiểu rõ, thế nhưng nàng chưa từng thấy dạng yêu xà này. Không chỉ vô cùng có linh tính, còn có thể bay, thân thể mềm dẻo, lân phiến cứng rắn, nhất là cái đuôi, dài nhọn như đao, hiện ra hồng quang yêu dị. Toàn thân tiểu gia hỏa này giống như đều là vũ khí. Bây giờ nhìn đã rất dọa người. Không tưởng tượng được khi trưởng thành thì bộ dáng sẽ đáng sợ đến thế bào. Mang ra từ đại hoang, vừa ấp ra không được mấy tháng. Cụ thể là cái gì, ta cũng không rõ ràng. Khương Phàm nhảy lên nhảy xuông giữa khu rừng, cảnh giác mãnh thú và tán tu các nơi. Danh tự thì sao? Tiểu thương, tiểu binh, tiểu đao, gọi cái gì nó cũng đều nghe hiểu. Thật tùy ý. Dạ An Nhiên dở khóc dở cười. Cổ thành dưới mặt đất. Phạm vi sụp đổ đạt hơn 300 dặm, mê vụ cuồn cuộn, sâu không thấy đáy, tựa như là hố trời không đáy làm cho người khác e ngại. Biên giới hố sâu treo lượng lớn bậc thang dây leo, cũng bao quanh thềm đá đơn sơ. Số lượng lớn tán tu ra ra vào vào, còn có rất nhiều tông môn cưỡi mãnh cầm linh thú mà tới. Khương Phàm hiếu kỳ nhìn quanh, giữa không trung mây mù cuồn cuộn, chiếu xuống mảng lớn bạch quang tia sáng trắng. Một đầu yêu thú giống như thiên mã huy động cánh chim trắng noãn phá tan nồng vụ, từ trên trời giáng xuống. Độc giác thú của Thánh Nữ Tông. À, đó là... Dạ An Nhiên ngưng mắt nhìn ra xa. Thánh Nữ Tịch Giao. Độc giác thú xoay quanh giữa không trung, tiếng gáy to tê minh, trên lưng là một vị thiếu nữ mỹ lệ, dung nhan xinh đẹp, khuynh quốc khuynh thành. Da thịt như ngọc, áo khoác như tuyết, mái tóc nổi bật dưới độc giác thú trắng noãn, càng thánh khiết cao quý. Giống như tiên tử từ trên trời giáng xuống. Chỉ là trên trán lấp lóe hồng quang, lộ ra yêu dị mà quỷ bí. Đại hội La Phù vừa mới kết thúc, làm sao nàng lại tới chỗ này? Dạ An Nhiên nhẹ giọng tự hỏi. Lúc này, trong cổ thành dưới mặt đất quanh quẩn phát ra từng trận tê minh, lượng lớn độc giác thú mang theo rất nhiều nữ tử xinh đẹp phá tan bụi mù, xông lên trời, vần quanh đến xung quanh Tịch Giao giống như đang nói chút gì đó, Tịch Giao vung tay lên. Toàn bộ các nàng cưỡi độc giác thú tản ra, trở lại cổ thành dưới mặt đất.
Tịch Dao cũng cưỡi độc giác thú vọt xuống dưới. Đuổi theo ta. Khương Phàm không có tâm tư quản chuyện của Thánh Nữ Tông, thả người nhảy xuống hố sâu, bắt lấy bậc thang dây leo cấp tốc chìm xuống. Dạ An Nhiên dở khóc dở cười, bên cạnh có thềm đá, như thế không phải thô lỗ sao, ta là nữ hài tử mà. Từ bên ngoài nhìn xuống, phạm vi sụp đổ có 300 dặm, phía dưới lại bị đào móc khắp nơi, phạm vi càng lớn càng sâu. Bụi mù cuồn cuộn, tầm nhìn không đến 30 mét. Nơi này đầy phế tích, lượng lớn hố sâu dâng lên ánh lửa cháy hừng hực. Cảnh tượng rách nát thê lương khắp chốn. Nói là cổ thành nhưng sớm đã không thấy hình dáng thành trì. Đừng nói là linh bảo, coi như tường đá gạch ngói cũng đều bị dọn đi rồi. Nhưng vẫn là có rất nhiều tán tu khắp nơi tìm kiếm, không biết mệt mà đào lấy hố sâu, tìm kiếm bảo bối. Có người còn cố ý làm chút đồ rách dưới, làm bộ là may mắn phát hiện bảo bối, náo ra chút thanh thế, sau đó mang đi ra ngoài bán. Phạm vi nơi này vô cùng lớn, đi đến 10 ngày nửa tháng đều chuyển không hết. Ngươi thật sự định ở chỗ này tìm vận may. Dạ An Nhiên trước đó đã không ôm hy vọng gì đối với nơi này, sau khi nhìn thấy tình huống phía dưới, càng không ôm hy vọng. Vận khí ta một mực rất tốt, nói không chừng có thể phát hiện bảo bối gì đó. Khương Phàm nhìn bốn phía xung quanh, ý thức câu đỉnh lô thông trong khí hải, thử nghiệm xem có cảm ứng thứ gì hay không. Thế nhưng hắn thất vọng. Đỉnh lô mặc dù xuyên thấu qua thân thể của hắn phóng thích ra khí tức vô hình, nhưng hắn cũng không đạt được nửa điểm đáp lại. Từ từ sẽ đến thôi. Có thể tìm tới liền kiếm lời, tìm không thấy cũng không quan trọng. Khương Phàm tiếp tục kích thích đỉnh lô, kiên nhẫn đi trong phế tích dưới đất. Không ngừng có người từ bên cạnh đi qua bọn họ, nhưng không có ai nhìn nhiều hai người bọn họ, tất cả đều bận rộn tìm kiếm bảo bối. À, sau khi Khương Phàm đi mấy chục dặm, từ nơi sâu xa rốt cuộc cũng có một chút cảm giác. Có thể lại không phân rõ là huyễn tưởng, hay là thật có đáp lại. Dạ An Nhiên nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Khương Phàm, không đành lòng quấy rầy, chỉ có thể yên lặng bồi tiếp. Một độc giác thú từ đỉnh đầu bọn họ bay qua, cánh chim trắng noãn nhấc lên trận trận gió mạnh, tỏa xuống bạch quang giống như màn mưa. Một vị đệ tử Thánh Nữ Tông nở nang xinh đẹp cưỡi trên người nó, đang cẩn thận tìm kiếm cái gì đó. Người của Thánh Nữ Tông đang tìm cái gì? Dạ An Nhiên kỳ quái nhìn độc giác thú rời khỏi, lại nhanh bước đi theo Khương Phàm. Muốn tìm chút chủ đề tùy tiện tâm sự, nhưng lại không biết nói cái gì. Phía trước, Khương Phàm lại đi thật lâu, rốt cuộc cũng xác định cảm giác vi diệu kia không phải là do mình huyễn tưởng. Cái gì phía trước? Dạ An Nhiên kỳ quái hỏi. Khương Phàm bước nhanh tới, nhưng cảm giác quá yếu ớt, đi hơn 3 giờ, đều không mạnh lên quá rõ ràng. Thẳng đến 200 dặm, đỉnh lô trong khí hải bắt đầu đung đưa kịch liệt, như muốn tự mình lao ra. Toàn thân Khương Phàm đều nổi lên một cỗ sóng nhiệt. Ngươi làm sao thế? Đuổi theo, ngay tại. Khương Phàm đang muốn vọt mạnh đến phía trước, đột nhiên giống như đụng phải cái gì, không đợi kịp phản ứng, cảnh tượng trước mặt bỗng nhiên biến đổi. Từ mơ hồ đến rõ ràng, từ hỗn loạn đến tĩnh mịch. Nơi này không còn là cổ thành dưới mặt đất, mà là một mảnh tinh hải vô cùng mênh mông. Hàng vạn tinh thần lấp lóe, ngàn vạn ánh sáng xen lẫn, vừa đẹp đẽ vừa thần bí. Mênh mông mà rung động. Khó có thể tưởng tượng được cảnh sắc thần kỳ này. Khương Phàm trong lúc nhất thời nhìn đến ngây người, không biết dùng cái gì để diễn tả một màn kỳ diệu mỹ lệ trước mặt, trong đầu chỉ có một chữ oa, đang nhảy tới nhảy lui. Dạ An Nhiên, cô cũng thấy sao? Không phải một mình ta gặp ảo giác. Khương Phàm đang muốn hỏi Dạ An Nhiên sau lưng, lại đột nhiên phát hiện trước người sau người tất cả đều là biển lớn, tinh thần, vô biên, vô tận. Dạ An Nhiên không ở đó, tiểu xà cũng không ở đó. Hắn giống như một cước bước vào một thế giới khác. Khương Phàm lung lay đầu, ý thức kích thích linh văn tỉnh lại, nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn còn ở đó. Chân thật như vậy, lại chân thực đến để cho người ta không thể tin được. Đây là... Khương Phàm đưa tay đụng vào một tinh thần trôi nổi phía trước. Tinh thần ấy nhẹ nhàng chập trùng, mặc dù là ánh sáng xen lẫn, nhưng không có tản ra. Đan dược. Khương Phàm bỗng nhiên ngộ ra, cái này không phải là tinh thần, gì cả, rõ ràng chính là lít nha lít nhít đan dược. Hàng vạn đan dược trải đầy thiên địa, sáng lạn như sao, nhiều như tinh hải. Đây là một hình ảnh rung động như thế nào? Khương Phàm hít một hơi khí lạnh, lập tức mời Cửu Hoàng Luyện Thiên Đỉnh ra. Liệt diễm dâng lên, oanh minh kịch liệt,
Cửu Hoàng luyện thiên đỉnh bay lên không. Cấp tốc phóng đại trong tầm mắt Khương Phàm giống như mặt trời, nguy nga bao la hùng vĩ, trấn áp tinh hải, nhấc lên mênh mông quang mang như sóng lớn. Từng vòng như ngân hà đại bạo động. Khương Phàm đều bị chấn động đến khí huyết sôi trào, không phân rõ hiện thực hay là hư ảo. Cửu Hoàng luyện thiên đỉnh kịch liệt xoay tròn, hào quang màu vàng sôi trào, chiếu rọi tinh hải vô biên khắp nơi, đánh thẳng vào tất cả những tinh thần kia. Một viên đan dược chuyển động, từ phương xa gào thét mà đến, như lưu tinh xẹt qua tinh không, xông về đỉnh lô. Ngay sau đó viên thứ hai, viên thứ ba, viên thứ mười, càng ngày càng nhiều đan dược gào thét mà tới. Tinh hải bạo động mãnh liệt. Khí thế kinh thiên động địa. Tinh không vô biên đều bị đan dược xẹt qua chiếu sáng. Cửu Hoàng luyện thiên đỉnh lắc lư, ánh sáng thông thiên đều dung nạp tất cả đan dược, giống như tinh hải mênh mông đều đã áp xúc đến trong đỉnh lô. Khương Phàm rung động nhìn một màn này, cũng ở trong ý thức nhận lấy vô số tin tức phức tạp dày đặc. Giống như mỗi một viên thuốc, đại biểu cho một loại thuật luyện đan. 10 khỏa đại biểu 10 loại, 100 khỏa đại biểu 100 loại. Lít nha lít nhít đan dược đi vào trong đỉnh lô, thuật luyện đan thì lít nha lít nhít xông vào ý thức. Toàn bộ đầu Khương Phàm đều muốn nổ, muốn rớm máu, thống khổ không chịu nổi. Nhưng hắn gắt gao cắn chặt răng, ngoan cường chống cự lại. Cái gì gọi là cơ duyên? Phụ mẫu nó, cái này mới gọi là đại cơ duyên đây. Khương Phàm mặc dù còn chưa bắt đầu nghiên cứu luyện đan, nhưng biết rõ giá trị của thuật luyện đan đối với tất cả luyện đan sư. Tựa như võ pháp đối với võ giả. Một võ pháp, nhất là võ pháp cường đại, đó chính là mệnh. Thuật luyện đan cũng giống như vậy. Khương Phàm còn chưa bắt đầu nghiên cứu liền đạt được thuật luyện đan kinh người như thế, sao có thể không phấn chấn? Hàng vạn tinh thần đều hội tụ. Mênh mông tinh hải bỗng nhiên an tĩnh. Cửu Hoàng luyện thiên đỉnh sôi trào ánh sáng ngập trời cũng đều dần dần bình tĩnh. Khương Phàm ngồi bệch dưới đất, kịch liệt thở hổn hển. Ý thức hỗn loạn lại nhói nhói, tất cả thuật luyện đan đều biến mất không còn hình ảnh, chỉ có bốn chữ lớn chiếu thấu ý thức hải dương, đan hoàng cổ kinh. Tinh hải dần dần mông lung cho đến khi hoàn toàn biến mất. Khương Phàm lúc này mới phát hiện mình đang đứng ở trong một tòa đại điện rộng rãi thê lương. Đại điện cao tới 100 mét, nguy nga khổng lồ. Bên trong có rất nhiều cột đá xếp hàng đứng đấy, mỗi cây cột đều cao chừng 5 mét, phía trên khắc đầy đường vân thần bí. Nơi này không biết đã bị mai táng bao nhiêu năm, bị tầng đất đọng lại thay đổi hình dạng, nhưng vẫn có thể cảm nhận được quy mô đã từng ở đây. Sâu trong cung điện có một pho tượng hình nam tử ngồi đó, toàn thân nở rộ bạch quang nhàn nhạt. Thấy không rõ cụ thể bộ dáng, lại có một cảm giác uy nghiêm đập vào mặt. Đan hoàng cổ kinh, Cửu Hoàng luyện thiên đỉnh. Chẳng lẽ vị này chính là người đã từng chủ nhân của bọn chúng? Tiền bối, ta là... Khương Phàm chỉnh lý y phục, trịnh trọng nghiêm túc hạ thấp mình hành lễ, pho tượng đột nhiên truyền đến âm thanh băng liệt trầm muộn. Ánh sáng bắt đầu tiêu tán, mặt ngoài pho tượng sụp ra vết nứt thô to. Bành! Một khối ngọc thạch rớt xuống nhưng không có vỡ vụn mà trực tiếp hóa thành bụi. Ngay sau đó, quang hoa càng lúc càng mờ nhạt, vết nứt càng ngày càng nhiều. Số lượng lớn ngọc thạch liên miên chóc ra. Cả tòa cung điện cũng bắt đầu lắc lư. Khương Phàm lập tức thu đỉnh lô, cấp tốc lui về phía sau. Cùng với một đạo quang hoa cuối cùng biến mất, pho tượng nguy nga ầm vang sụp đổ, bụi mờ dày đặt lấp đầy cung điện. Bên trong bụi mù... Một đạo bạch quang lặng yên không tiếng động rơi xuống trên thân Khương Phàm, không có tiến vào khí hải mà lưu lại một ấn ký nhàn nhạt phía sau gáy của hắn. Khương Phàm không có cảm giác chút nào, cảnh giác nhìn bốn phía. Cung điện bắt đầu sụp đổ toàn diện, vết nứt dữ tợn xé rách tầng đất phía ngoài, lan tràn ra bốn phương tám hướng. Tiếng vang đinh tai nhức óc từ cung điện truyền khắp tầng đất, xông về cổ thành dưới mặt đất. Tòa cung điện này cách cổ thành hiện dưới mặt đất chỉ có 200-300 mét. Nếu như các tông năm đó tiếp tục đào xuống, nói không chừng có thể đụng phải nơi này. Đó là động tĩnh gì? Đám người đang tìm bảo vật bên trong tòa thành cổ liên miên bị kinh động. Chẳng lẽ lại có trọng bảo xuất thế? Lượng lớn cường giả kìm nén không được vui mừng, co cẳng phóng tới. Ầm ầm, oanh minh kịch liệt quanh quẩn cổ thành. Vết nứt lan tràn trào ra khí lãng kinh người, mặt đất sụp đổ diện tích lớn, phạm vi tới hơn 1000 mét. Rất nhiều người trở tay không kịp, sợ hãi kêu to mà rớt xuống. Khương Phàm kinh ngạc ngắm nhìn bốn phía, theo địa tầng băng liệt mà xuất hiện số lượng lớn cung điện cỡ nhỏ,
sâu chuỗi cùng tòa đại điện này vào nhau. Đơn giản chính là một dãy cung điện. Trong những cung điện cỡ nhỏ này còn để rất nhiều binh khí, pháp điển cổ lão. Nhiều như vậy, không khách khí. Khương Phàm tránh né hòn đá đang rơi, xông về một tòa tiểu điện phía trước. Bên trong sắp hàng mười mấy món vũ khí, có lưỡi búa nặng nề, có chiến kích sắc bén, còn có một cung tiễn nhìn rất không tệ. Tòa cung điện này rất có thể là của chủ nhân mộ địa cũng là chủ nhân của Cửu Hoàng Luyện Thiên Đỉnh. Vật siêu tập năm đó cũng chôn cùng hắn. Cửu Hoàng Luyện Thiên Đỉnh, Thiên Hoàng Cổ Kinh, Đan Hải Tinh Thần. Hoàn toàn có thể tưởng tượng được thân phận chủ nhân năm đó không tầm thường. Những kho tàng này khẳng định không đơn giản. Thuộc về ta. Khương Phàm một phát bắt được vui cung tiễn, bỗng nhiên nhấc lên. Mặc dù đã loang lổ vết sỉ nhưng trở về dùng kim hỏa nung khô, hẳn có thể khôi phục bộ dáng ban đầu. Tựa như tàn đao, nhưng, răng rắc. Khương Phàm nhấc một cái lên đến, cung tiễn lại trực tiếp đổ nát, trên đất rơi đầy mảnh rỉ vỡ. A! À, Khương Phàm khẽ giật mình, lại chụp vào lưỡi búa bên cạnh, kết quả vừa mới đụng, cũng thành mảnh vỡ. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ do thời gian quá lâu? Khương Phàm phát ra liệt diễm cuốn về phía những vũ khí khác, vũ khí cấp tốc hòa tan, biến mất sạch sẽ. Oa a a! Bảo điện, phụ mẫu nó, rốt cuộc ta cũng tìm được bảo bối. Ông trời mở mắt trời. Lượng lớn cường giả theo cự thạch rơi xuống, nhìn thấy bảo bối trưng bày các nơi trong thạch điện, đều reo hò sao động. Ta! Phụ mẫu nó, ai cùng ta đoạt, lão tử liều mạng với hắn. Bọn hắn không để ý đá vụn rơi xuống đầy trời, giống như nổi điên xông về cung điện. Xung quanh, Dạ An Nhiên cũng từ nơi đó rơi xuống, vừa mới ổn định thân thể, cũng bị một màn xung quanh làm kinh hãi. Khương Phàm lập tức vò tới trong cung điện nhỏ bên cạnh, nơi đó bày biện rất nhiều sách cổ. Cút ngay, một nữ tử xinh đẹp như thiểm điện xông vào tiểu điện, phất tay đánh ra một cỗ gió mạnh màu đỏ, giống với mùi vị máu tanh nồng đậm, cuốn về phía Khương Phàm. Khương Phàm ngừng lại, hướng về bên cạnh tránh đi. Cỗ khí tức này mạnh hơn hắn nhiều lắm. Nữ tử lập tức muốn cuốn đi sách cổ trong thạch điện, thế nhưng sau khi cuồng phong cuốn qua, toàn bộ sách cổ đều biến thành bụi, cái gì cũng đều không lưu lại. Chuyện gì xảy ra, đồ đâu? Nữ tử khí thét lên. Địa tầng tiếp tục sụp đổ, lượng lớn thạch điện liên tiếp xuất hiện, chỉ ít có 10 tòa. Dẫn đến số lượng lớn tán tu vọt mạnh về những nơi đó. Rất nhiều người trên nửa đường liền chém giết lẫn nhau. Khương Phàm chau mày, chẳng lẽ không có một cái hoàn hảo? Pho tượng. Khương Phàm đột nhiên quay đầu, xông về pho tượng bên kia. Những binh khí sách cổ kia có lẽ đã từng là bảo bối, nhưng bất đắc dĩ thời gian mai táng quá lâu, nói không chừng đến có mấy ngàn thậm chí trên vạn năm. Nhưng nếu như có thể tồn tại hoàn chỉnh, khẳng định là tuyệt thế trọng bảo. Bảo bối như vậy, cũng chỉ khả năng ở gần pho tượng. Khương Phàm. Dạ An Nhiên cũng đang muốn phóng tới thạch điện xung quanh, lại chú ý tới thân ảnh mạnh mẽ kia, lập tức ngưng tụ phong linh chú, vòng quanh người nàng đuổi về phía Khương Phàm. Pho tượng đan hoàng đã sụp đổ, biến thành cho bụi. Ghế đá vẫn còn, nhưng cũng bị tảng đá rơi xuống đập ra vết nứt. Khương Phàm chạy tới nơi này, lập tức chú ý tới bên trong ghế đá toát ra ánh sáng kỳ dị. Trong cái khe còn bay ra mùi thuốc nồng nặc. Mở ra cho ta. Khương Phàm tế ra tàn đao, huyết khí sôi trào, trùng kích mạch máu ra thịt toàn thân. Một tiếng rít lên, tàn đao phát sáng, bá liệt chạm một cái, ghế đá theo đó vỡ nát. Trong chớp mắt, cường quang chói mắt, trùng thiên nở rộ. Năm trùng sáng xoay tròn lấy lao nhanh ra ngoài như mãnh bị cầm thoát khốn, nhanh chóng lao vùn vụt. Khương Phàm đã sớm chuẩn bị, hắn vung thanh đồng tiểu tháp lên, một cái hung hăng lọt vào bên trong. Mờ thanh trầm đục. Đoàn ánh sáng kia bị thanh đồng tiểu tháp cưỡng ép thu nạp. Dạ An Nhiên, bắt lấy cái kia. Khương Phàm chú ý tới Dạ An Nhiên, sau khi lo lắng nhắc nhở thì hắn liền vội vã triển khai hỏa dược phóng lên tận trời, đuổi bắt lấy một đoàn trốn tới không trung. Thứ gì? Dạ An Nhiên không hiểu chuyện gì xảy ra, lại quả quyết làm ra phản ứng, số lượng lớn ánh sáng chiếu xuống nhảy vọt trên đầu ngón tay, xen lẫn thành từng đạo phù chú, liên tiếp đánh về phía đoàn quang mang kia. Mặc dù tốc độ, trùng sáng, rất nhanh, nhưng cũng có lẽ là vừa mới thức tỉnh, hoặc cũng có thể là do thời gian quá lâu, năng lượng tiêu hao quá nhiều nên đã bị phù chú cuốn lấy. A! À,
Rất nhiều tán tu chú ý tới chùm sáng chạy trốn tứ phía, hai mắt tỏa sáng như ác lang bổ nhào qua. Dạ An Nhiên trong lúc nhất thời đã tạo thành sơn hà chú, triệt để vây khốn đoàn ánh sáng kia, thu vào nhẫn không gian. Tiểu nha đầu, giao linh bảo ra. Một nam tử cưỡi một đầu bạch sư hùng tráng nhào về phía nơi này. Lui. Dạ An Nhiên nắm sơn hà chú trong tay, cuốn ra năng lượng kinh người, như sơn hà bạo động, ầm ầm đánh bay nam tử kia. Hai mảnh phong linh chú được thành hình. Gió mạnh tụ tập, vòng quanh Dạ An Nhiên phóng lên tận trời, Khương Phàm đuổi theo đoàn ánh sáng kia xông ra khỏi cổ điện, đang muốn bắt lấy. Một tiếng tê minh từ trên trời giáng xuống, nương theo đó là hào quang đầy trời. Tịch Dao cưỡi độc giác thú phá tan mê vụ, đang muốn quan sát phía dưới là cái gì thì bỗng một đoàn linh quang bay về phía nàng. Khương Phàm. Tịch Dao theo bản năng đưa tay một phát bắt được đoàn linh quang kia, lại nhìn thấy nam tử đối diện vọt tới. Đôi hỏa dực kia quá bắt mắt. Trước tiên đã nghĩ đến Khương Phàm. Tịch Dao. Khương Phàm cưỡng ép phanh lại, tiếc nuối nhìn đoàn ánh sáng bị Tịch Dao khống chế kia. Thật là ngươi, làm sao ngươi lại ở đây? Tịch Dao vừa cẩn thận nhìn một chút, ngoại trừ bộ dáng hơi khác biệt, mặt khác hoàn toàn tương tự. Nhất định là Khương Phàm đang dịch dung. Tên điên này không ở Thiên Sư Tông tiếp nhận phong thưởng, làm sao lại ở nơi này? Dạ An Nhiên vừa xông ra mê vụ, một đạo xiềng xích quấn đầy bụi gai phóng lên tận trời, phá tan mê vụ cuốn lấy mắt cá chân của nàng. Bắt lại, Dao bảo bối ra đây. Một nam tử cưỡi thanh phong ưng xông ra, dữ tợn cười to, xiềng xích phóng lên tận trời. Dạ An Nhiên hét thảm một tiếng, bị thô lỗ túm lấy giữa không trung. Khương Phàm không lo được Tịch Dao, triển khai hỏa dực, đuổi theo. Toàn thân hắn sôi trào kim viêm, sáng chói mắt, mãnh liệt hội tụ thành tam trọng hỏa triều, trùng thiên cuồn cuộn. Sau khi tiến vào linh nguyên cảnh, võ pháp trở nên càng mạnh càng to lớn. Tam trọng hỏa triều giống như cuồng phong lại như đại dương mênh mông nhấc lên kinh đào hải lãng, sóng to gió lớn. Nam tử kia là linh nguyên cảnh nhị trọng thiên, hắn há mồm phun ra thủy triều mãnh liệt, cấp tốc hội tụ giống như là hồ nước ép về phía hỏa triều. Lập tức dẫn phát bạo tạc kịch liệt. Uy thế thủy triều mặc dù không kịp kim viêm, nhưng thắng ở số lượng khổng lồ, quả thực là đã chặn lại tam trọng liệt diễm. Con quỷ nhỏ, đem bảo bối Dao ra. Nam tử cưỡi thanh phong ưng cấp tốc rời khỏi, mạnh bão xé rách xiềng xích, muốn kéo Dạ An Nhiên đến bên cạnh. Nhưng, Khương Phàm vừa mới phóng thích hỏa diễm cũng không phải là tập kích, mà là dẫn phát hỗn loạn, che đậy ánh mắt. Lúc hỏa diễm cùng thủy triều va chạm, một khắc này, hắn khống chế hỏa dực, di chuyển nhanh tạo ra một đạo đường cong xuất hiện ở bên cạnh nam tử. Hổ khiếu quyền. Liệt hỏa cuồn cuộn, mãnh hổ thành hình, hổ khiếu mát lạnh vang vọng bụi mù, nhào về phía nam tử. Người từ đâu xuất hiện? Sắc mặt nam tử hơi biến, tạo lên thủy triều cường thế phản kích. Nhưng, quá vội vàng. Thủy triều còn không có thành hình, mãnh hổ màu vàng đã lao tới. Ầm ầm. Kim hỏa cuồn cuộn đầy trời, kim hổ đè ép thủy triều đánh tới nam tử, trong nháy mắt bạo tạc, nuốt sống nam tử cùng thanh phong ưng. A, đây là võ pháp gì? Nam tử và thanh phong ưng kêu la đầy thê lương thảm thiết, liều mạng xua tan ngọn lửa màu vàng. Lúc này, tiểu xà rốt cuộc cũng xuất kích. Cái đuôi đỏ bừng như máu, khuấy động nhiệt độ cao kinh người, giống như là thần binh rút ra từ trong nham tương, một kích liền chặt đứt bụi gai xiềng xích. Khương Phàm từ trên trời rơi xuống, ôm chặt lấy Dạ An Nhiên, vỗ cánh thoát đi. Danh con, phụ mẫu nó, ngươi chán sống sao? Nam tử tức giận gào thét, cưỡi thanh phong ưng đuổi theo. Khương Phàm, Dạ An Nhiên, tinh lực hai người này thật thịnh vượng. Tịch Dao thật bất ngờ ở chỗ này gặp được hai nhân vật phong vân. Toàn La Phù chỉ sợ đều cho rằng bọn hắn giờ phút này đang ở Thiên Sư Tông tiếp nhận chúc mừng. Nếu không Thượng Thanh Tông và Thiên Cương Tông kia đã sớm đi ra lùng bắt. Đây là... Tịch Dao nhìn đan dược nhảy vọt trong tay một chút, lại lập tức thu vào trong nhẫn không gian. Bởi vì xung quanh bụi mù cuồn cuộn, số lượng lớn cường giả đã hội tụ thành đàn tới, liên tiếp nhảy xuống hố sâu. Trong hố sâu hỗn loạn tưng bừng, tiếng kêu, giết, rầm trời. Một chùm sáng không thể lao ra, bị người ta tóm lấy, lập tức gây nên vây quét điên cuồng. Một đoàn ánh sáng thì xô ra bụi mù, xông về cổ thành dưới mặt đất rộng lớn. Lại một cái. Khương Phàm không có rời xa,
mà sau khi chạy khỏi truy sát lại trở về tới, vừa vặn tiếp cận chùm sáng kia, khống chế hỏa dực, dùng tốc độ cao nhất đuổi tới. Đó là thứ gì? Dạ An Nhiên nhìn xuống đau nhức kịch liệt, ôm chặt Khương Phàm. Đi vào. Khương Phàm kích phát thanh đồng tiểu tháp, thu Dạ An Nhiên vào. Vướng bận. Khương Phàm huy động hỏa dực màu vàng, hắn dùng tốc độ cao nhất vọt mạnh. Tốc độ chùm sáng thật nhanh, nhưng bởi vì ngủ say quá lâu hoặc cũng có thể là do năng lượng còn thừa không nhiều, xông ra không có bao xa liền rơi xuống dưới. Nhưng, phía dưới đang có số lượng lớn cường giả đang phóng tới. Khương Phàm đuổi theo quang mang phá tan mê vụ, một đầu đụng tới. Đám người kinh hãi, lập tức lẻn đến bên cạnh, tránh ra một khu trống rỗng. Sắc mặt Khương Phàm cứng đờ, cảnh giác bọn hắn. Bầu không khí hơi yên tĩnh, thế nhưng ánh mắt mọi người rất nhanh đã rơi xuống viên đan dược óng ánh long lanh trên mặt đất. Đan dược vô cùng to lớn, lóe ra ánh sáng tươi đẹp. Từng luồng mùi thuốc nồng đậm đến say lòng người cấp tốc tràn ngập ra, thấm vào ruột gan. Chỉ là hút vào một hơi liền có một loại cảm giác phiêu miểu hoảng hốt, phảng phất như linh hồn đều được gột rửa. Tất cả mọi người an tĩnh, ánh mắt lại càng ngày càng sáng. Các ngươi không cần tiếp tục, đan dược của ta bị rơi. Khương Phàm lập tức chộp tới đan dược. Rõ ràng là của ta rơi. Tiểu Hoa Nhi ngươi chán sống, cũng dám lấy đồ của gia gia. Một tráng hán nâng lên một cước, dẫm mạnh lên trên mặt đất. Một cỗ chấn động mãnh liệt trong nháy mắt quét sạch bốn phương tám hướng, mặt đất bừa bộn ầm vang sụp đổ, nuốt sống đan dược. Chính hắn cũng cấp tốc chìm vào trong đất. Số lượng lớn tán tu hốt hoảng lui về phía sau, nhưng cũng chỉ là mấy bước đã liên tiếp vọt tới. Bọn hắn mặc dù không biết tình huống cụ thể, nhưng, kinh nghiệm nói cho bọn hắn, đó là đại bảo bối. Ầm ầm, loạn thạch xuyên không, bụi mù mãnh liệt. Tráng hán kia nắm lấy đan dược. Từ dưới đất vọt lên. Cũng không có chờ cao hứng, một nam tử khác sượt qua người hắn, trường đao sắc bén chặn ngang chặt đứt. Huyết thủy văng khắp nơi, nhìn thấy mà giật mình. Hắn đoạt lấy đan dược, đạp trên đá vụn liền muốn rời khỏi. Nhưng, một nữ tử lăng không rơi xuống, một cước giẫm trên vai của hắn. Gió mạnh gào thét, toàn thân nàng mãnh liệt, hóa thành vô số phong đao đổ ập đánh xuống. Người kia kêu thảm, huyết nhục văng tung tóe. Nữ tử bắt lấy đan dược, toàn thân phát ra cuồng phong mãnh liệt, phóng lên tận trời. Đó là của ta. Một nam tử cuồng hống, đạp tan mặt đất, bay lên không bạo kích, vung lên cương khí kinh khủng như thủy triều dâng, đánh tới nữ tử kia. Đám tán tu giết tới cùng một chỗ. Tàn nhẫn. Táo bạo. Khương Phàm âm thầm rút đi. Cảnh giới của hắn chỉ là nhất trọng thiên, còn ứng phó không được nhiều tán tu hung tàn như vậy. Chém giết hỗn loạn càng ngày càng nghiêm trọng, tràng diện không thua gì một đám mãnh thú đang cắn xé. Một người cưỡng ép thu đan dược vào bảo khí, kết quả ngay cả người và bảo khí cũng bị nện nát như. Một tên nam tử hùng tráng từ đằng xa băng băng mà tới, xông về đám người. Tóc hắn tung bay, sắc mặt dữ tợn, khí thế như hung thú, một tiếng bạo hống chấn động hoang dã, vung lên trọng quyền đánh nát mặt đất. Một cỗ khí lãng cuồng mãnh bắn nổ đá vụn như vòi rồng quét sạch hơn 300 mét. Tất cả cường giả hỗn chiến đều bị vô tình cuốn bay, kêu thảm hỗn loạn. Đan dược đều bị cương khí và đá vụn đánh bay, xông về không trung. Khương Phàm nhìn chằm chằm vào đan dược, lợi dụng đúng cơ hội lập tức bắt tới. A! À, nam tử đứng giữa đại địa hét lên một tiếng, đá vụn hỗn loạn xung quanh đột nhiên băng liệt, hóa thành lít nha lít nhít sủi đá, nổ bắn lên bầu trời. Ra đầu Khương Phàm tê dần, mạo hiểm tránh né. Dùi đá trùng thiên mà oanh kích, cũng đụng vào đan dược. M thanh tranh minh, dùi đá vỡ vụn, đan dược hoàn hảo không chút tổn hại nhưng lại bị đánh bay ra ngoài, trong nháy mắt biến mất trong sương mù. Ngu xuẩn, cuốn lấy hắn. Mấy nam tử ngưng tụ lại cây mây tráng kiện như cự mãng điên cuồng, từ bốn phương tám hướng nhào về phía nam tử, cưỡng ép quấn chặt lấy hắn. Ngay sau đó một nữ tử phóng xuất ra mê vụ nồng đậm, bao phủ hơn 300 mét. Khi nam tử điên cuồng xé nát dây leo, xung quanh một mảnh trắng xóa, hắn cái gì cũng đều không nhìn thấy, cũng đã mất đi phương hướng. Những người khác thì thành đàn tiến lên phía trước, tiếp tục đuổi bắt lấy đan dược. Khương Phàm khống chế cánh chim, hắn là kẻ đầu tiên xông ra ngoài. Mặc dù cổ thành dưới mặt đất bụi mù rất nặng, nhưng mùi thuốc của đan dược quá nồng nặc. Rất nhanh đã hấp dẫn chú ý.
tìm được rồi, ngươi là của ta. Một nam tử anh tuấn tìm thấy đầu tiên, đang muốn nắm tới. Khương Phàm huy động hỏa dược ngút trời, vừa mới rơi xuống đất, hỏa diễm mãnh liệt trùng kích, cũng đánh bay đan dược. Nam tử tức giận né tránh. Khương Phàm đuổi theo đan dược. Ở chỗ này, tiểu tử, cách đan dược kia xa một chút. Ở đâu ra điểu nhân, dám động đan dược, lão tử nấu ngươi. Số lượng lớn cường giả từ trong bụi mù lao ra, nhào về phía Khương Phàm. Khương Phàm vồ một cái về phía đan dược, huy động hỏa dược ở sau lưng, sau một khắc liền muốn rút đi. Nhưng, một cỗ ba động quỷ dị đột nhiên từ chỗ sâu mê vụ đập vào mặt. Khương Phàm vội vàng không kịp chuẩn bị, linh hồn nhói nhói một trận, nghẹn ngào ôm đầu gào lên đau đớn, ngay cả hỏa dược đều kém chút mất đi khống chế. Ngay cả số lượng lớn cường giả xông tới cũng ôm đầu kêu thảm, cảm giác tựa như là một thanh hàn đao trực tiếp cắm vào linh hồn. Loại cảm giác kia phát tán từ trong ra ngoài, rét lạnh cùng nhói nhói để toàn thân bọn hắn cứng ngắc. Một thân ảnh màu tím từ ở giữa bụi mù đi ra, nhặt lên đan dược. Là ngươi. Nữ hài đang muốn rời khỏi, lại thấy được Khương Phàm đang chống đỡ thân thể đứng lên. Là cô. Khương Phàm đang muốn bổ nhào qua, chợt cảm giác nữ hài có chút quen thuộc. Giao đan dược ra đây. Có người kháng trụ cỗ xâm nhập kia, gào thét đánh tới. Cho ngươi. Nữ hài nhi hơi do dự, lại đưa đan dược cho Khương Phàm. Khương Phàm hơi kinh ngạc, có chút ngoài ý muốn, cũng có chút xúc động. Lấy đi. Khương Phàm đột nhiên quay người, toàn thân sôi trào liệt diễm, một đầu voi lớn màu vàng hùng tráng thành hình, kim quang chói mắt, liệt diễm như thủy triều, nó giơ lên vòi voi, đạp trên lên liệt diễm mãnh liệt, đụng về phía trước. Thần sắc nữ hài phức tạp nhìn Khương Phàm, nắm chặt đan dược, lui về trong bụi mù. Ta ở đây. Khương Phàm triệu viên đan dược trong thanh đồng tiểu tháp ra, lập tức xông vào bụi mù. Hắn cố ý dừng lại một lát, để sau khi mùi thuốc tràn ngập liền thu hồi đan dược, cấp tốc biến mất. Số lượng lớn tán tu xông về phía nơi này. Thế nhưng, không có người, mùi thuốc cũng dần dần tản đi. Ầm ầm, cung điện sụp đổ trong vùng lôi đình đang bạo tạc, một đầu lôi thú phá tan bụi mù, phóng lên tận trời. Lôi thú nhìn như hùng sư, lại mọc ra đầu ưng to lớn, hai cái cánh triển khai tới mười mấy mét. Một tên nam tử thô cuồng ngồi xổm trên lôi thú, toàn thân đẫm máu, nắm trong tay đan dược đang phát sáng, mắt đầy cuồng nhiệt. Liêu Nguyên Giáp, độc giác thú dưới thân tịch giao sao động một trận, huy động cánh chim trắng tuyết lao lên trời, tránh đi uy thế lôi thú đang táo bạo kia. Nàng không biết nam tử này, lại nghe nói qua hung danh của hắn. Đây là hung đồ nổi danh La Phù, hắn là Lôi Sơn Linh Văn, thương lôi thú là chiến sủng của hắn. Nam tử lạnh lùng liếc mắt nhìn tịch giao, linh văn trên trán như đại sơn, lại bao quanh lôi điện, khí tức cả người cuồng bạo lại hùng hồn, phảng phất chính là một tòa lôi đình đại sơn nguy nga, có thể nứt thương khung trấn sơn hà. Giống, thương lôi thú gào thét, lôi chiều vần quanh toàn thân, tốc độ kinh người, mang theo hắn biến mất giữa trời cao. Trong hố sâu, bụi mù dần dần tiêu tán, một mảnh hỗn độn rách nát, thi hài huyết thủy đầy đất. Mười mấy phút ác chiến ngắn ngủi mà thôi vậy mà đã khiến trên trăm vị tán tu tử vong. Cung điện hoàn toàn đổ sụp, binh khí sách cổ trưng bày một cái cũng không còn tồn tại, đều biến thành bụi. Mọi người không cam tâm, tiếp tục đào móc khắp nơi, tìm kiếm bảo vật. Hỗn loạn ở nơi này cũng cấp tốc truyền khắp cổ thành rộng lớn dưới mặt đất khiến cho vô số cường giả chen chúc mà tới. Ròng rã 5 năm, người người đi vào nơi này đều đang tìm vận may mà thôi. Bởi vì ai cũng đều rõ ràng nơi này đã bị càn quét không sai biệt lắm, không có gì có thể tìm nữa. Tuyệt đối không nghĩ tới, phía dưới cổ thành dưới mặt đất đã bị người của các tông đào hơn ngàn mét mà vẫn lại còn chôn giấu bảo bối. Tất cả mọi người điên cuồng. Tịch giao cưỡi độc giác thú ở giữa bụi mù tìm kiếm muội muội. Các nàng là tỷ muội song sinh, lại có xen lẫn linh văn, giữa nhau có cảm ứng vi diệu. Khi nàng đi vào bên trong tòa thành cổ liền đã mơ hồ cảm nhận được. Muội muội rất có thể thật còn sống. Thế nhưng nàng không rõ, muội muội rõ ràng đã vào N oán chàng, chưa hề đi ra liền mang ý nghĩa chết rồi. Vì cái gì lại còn sống? Vì sao lại tới đây? Trong một hố sâu bình thường, Tịch Nhan điều động linh lực, khống chế ngọc bàn to bằng một bàn tay. Ngọc bàn tỏa ra ánh sáng trắng yếu ớt. Hướng chỗ càng dưới mặt đất sâu tạo nên tầng tầng gợn sóng.
Hố sâu giống như vậy ở cổ thành dưới đất không có 10.000 cũng có 8.000, có một ít là bị đào ra, có một ít là dấu vết chiến đấu lưu lại. Bình thường đến không thể lại bình thường hơn. Có hố sâu cũng bị người khác giày vò qua, không có bảo bối, cho nên không có người nào để ý tới. Nhưng giờ này khắc này, theo Ngọc Bàn dẫn dắt, hố sâu dưới mặt đất tạo nên gợn sóng càng ngày càng mãnh liệt. Chỉ chốc lát sau, một cái hộp đá chừng khoảng nửa mét dần dần trồi lên mặt đất. Thật giống như thăng lên từ mặt hồ vậy. Trầm Thạch Bàn. Một tiếng nói đột nhiên từ bên ngoài hố sâu truyền đến. Thần sắc trên mặt Tịch Nhan khẽ động, quay người cảnh giác bóng người xinh đẹp đứng cạnh hố sâu kia. Trầm Thạch Bàn, cũng là bảo khí của tông môn, ngươi lúc đó đã mang theo. Ánh mắt Tịch Giao phức tạp nhìn muội muội ở phía dưới. Ngọc bàn này cũng không tính là bảo bối quá quý giá, nhưng nó cũng có chỗ phi phàm. Chỉ cần hộp đá chạm đến trong đất liền sẽ giống như đụng phải mặt hồ, từ từ chìm xuống, cũng phiêu đãng bốn chỗ trên mặt đất. Vô thanh vô tức, không có ba động chút nào. Trừ phi dùng ngọc bàn dẫn dắt, nếu không nó sẽ vĩnh viễn trôi nổi xuống dưới. Tịch Nhan một câu cũng không nói, chỉ lạnh lùng nhìn tỷ tỷ Tịch Giao. Làm sao ngươi lại còn sống? Tịch Giao hẳn là nên cao hứng, thế nhưng trong lòng càng nhiều hơn chính là nghi hoặc. Ta đáng chết sao? Ánh mắt Tịch Nhan rất lạnh, ngữ khí càng lạnh hơn, lạnh như người xa lạ. Nói cho ta biết, là ai cứu được ngươi? Ngươi muốn giết hắn? Hắn cứu mệnh ngươi, chính là cứu mệnh của ta thay ngươi trả. Mệnh của ta, chính ta trả. Tịch Nhan thu ngọc bàn cùng hộp đá. Tịch Giao đoán được trong hộp đá chứa cái gì, nhưng không ngăn cản, cũng không có lại ép hỏi. Vì cái gì không trở về tông môn? Trở về, chờ chết sao? Tịch Nhan, ta là tỷ tỷ của ngươi, ta làm hết thảy cũng vì bảo vệ ngươi. Nếu ngươi còn sống mà ra khỏi N oán chàng, hết thảy đều có thể xóa bỏ. Tịch Giao đau lòng, nhưng cũng có mấy phần tự trách. Việc làm lúc đó có lẽ đều hơi chút cực đoan, nhưng dưới tình cảnh đó, đó là biện pháp duy nhất có thể bảo vệ nàng. Tịch Nhan lại không nói gì, đạp hòn đá nhô ra hố sâu, đằng không mà lên, đi ra bên ngoài. Cùng ta trở về đi, có chuyện gì, tỉ muội chúng ta cùng nhau đối mặt. Ngữ khí Tịch Giao ôn nhu mà nhẹ nhàng chậm chạp, đây cũng là lúc đối mặt với muội muội mới có một mặt mềm mại. Không chịu đựng nổi, Tịch Nhan lại mặt không biểu tình, lui lại hai bước, vọt vào trong bụi mù. Tịch Nhan, Tịch Giao lập tức đuổi theo, nhưng bụi mù nồng đậm, rất nhanh đã mất bóng dáng muội muội. Khương Phàm xông ra khỏi cổ thành dưới mặt đất, chui vào trong rừng rậm tươi tốt. Vừa rồi là chỗ nào? Dạ An Nhiên bị Khương Phàm phóng xuất, một mặt quái dị nhìn hắn. Không chỉ có thể thu người sống, phạm vi không gian còn vô cùng lớn. Bên trong lại có tầng thứ hai, âm khí âm u, giống như là lao ngục. Khương Phàm đụng đụng thanh đồng tháp. Là thứ này, chân cô bị thương thế nào? Ăn viên thuốc, đã bắt đầu khép lại. Dạ An Nhiên nhấc chân, miễn cưỡng có thể đứng được. Thánh nữ tông có một người tên Tịch Nhan, chết rồi sao? Nữ hài lúc ấy Khương Phàm cứu kia là một nữ hài tóc tai bù xù, sắc mặt tái nhợt, mà cũng không chú ý bộ dáng chút nào, cho nên chỉ là có ấn tượng mơ hồ. Cho đến khi vừa rồi gặp nhau, một khắc này rốt cục cũng thấy rõ ràng. Trước tiên lại nghĩ đến Tịch Giao. Quá giống. Chết rồi, thế nào? Chết như thế nào? Bị các nàng ném vào trong N oán chàng mà chết. Vì cái gì ném lại ném vào N oán chàng? Khương Phàm giật mình, thật chẳng lẽ chính là nàng? Ngươi làm sao lại đột nhiên hỏi chuyện này? Cụ thể ta cũng không quá rõ ràng, tựa như là trộm thứ gì đó, lúc chạy đi thì bị tỷ tỷ nàng bắt về. Khương Phàm truy vấn. Trộm thứ gì? Dạ An Nhiên nghĩ nghĩ, nói. Tựa như là một loại cấm kỵ nào đó trong tông. Tông chủ vô cùng tức giận, không để ý Tịch Giao cầu tình, trực tiếp muốn xử tử. Tịch Giao dưới tình thế cấp bách, đánh phế muội muội nàng, hy vọng trước có thể giữ được tính mạng. Tỷ tỷ đánh phế đi muội muội. Khương Phàm âm thầm hít một hơi lạnh, điên rồi. Nghe nói lúc ấy tông chủ thánh nữ tông thật sự rất tức giận, Tịch Giao không có cách nào, chỉ có thể lấy lui làm tiến. Trước tiên bảo đảm tính mệnh Tịch Nhan. Lấy thân phận Tịch Giao, sau đó có thể bái phòng Ngọc Đỉnh Tông, mời đến tạo hóa đan. Thế nhưng, tông chủ thánh nữ tông nhìn thấu tính toán của nàng, khăng khăng xử tử Tịch Nhan. Tịch Giao không có cách, lại nghĩ tới N oán chàng.
Thời gian Dạ An Nhiên về La Phù không dài, rất nhiều chuyện cũng không hiểu rõ, đây cũng là nàng nghe người trong tông nghị luận nên thuận miệng hỏi. Với thiên phú của Tịch Giao, tương lai rất có thể sẽ trở thành tông chủ mới. Vị tông chủ thánh nữ tông này vì cái gì lại khăng khăng xử tử muội muội nàng? Tịch Nhan đến cùng đã lấy đi cái gì? Khương Phàm kỳ quái, chuyện gì lại có thể làm cho một tông chủ phẫn nộ thành dạng này, cơ hồ mất lý trí? Không rõ. Dạ An Nhiên càng kỳ quái hơn. Hắn làm sao lại đột nhiên quan tâm tới chuyện của Tịch Nhan? Khương Phàm nhíu mày nghĩ đi nghĩ lại, chẳng lẽ sau khi Tịch Nhan khôi phục kinh mạch cũng không có trở về, Tịch Giao tới đây chính là tìm muội muội của mình. Ngươi đến cùng là thế nào? Không có việc gì, cô đi vào trước, chúng ta về Thiên Sư Tông. Khương Phàm lại muốn thu Dạ An Nhiên vào Thanh Đồng Tháp. Dạ An Nhiên không còn gì để nói, ngươi coi ta là cái gì? Chính ta có thể đi. Cô xác định. Vô cùng xác định. Được rồi, ta cõng cô trở về đi. Cái này còn tạm được. Dạ An Nhiên đưa tay đang muốn dựng đến trên vai Khương Phàm, chợt có chút do dự, tư thế này. Hình như có chút thân mật. Nhanh lên đi, vạn nhất có người tiếp cận chúng ta thì rất phiền toái. Ngươi, cần phải thành thật một chút. Có ý tứ gì, ta còn chưa có phát dục đâu. Ngươi. Dạ An Nhiên xấu hổ, kém chút muốn đẩy hắn ra. Tin tức cổ thành dưới mặt đất xuất hiện lần nữa đổ sụp cấp tốc truyền khắp La Phù Sơn Mạch. Trận oanh động 5 năm trước còn rõ mồn một trước mắt, các tông môn đạt được số lượng lớn dị bảo quý hiếm, rất nhiều tán tu bởi vậy mà thay đổi vận mệnh. Ai cũng không nghĩ tới, phía dưới cổ quốc, còn có cổ điện. Rất nhiều tông chủ tông môn đều tự mình dẫn đầu chạy tới cổ thành dưới mặt đất. Hàng ngàn hàng vạn tán tu tuôn tới đó. Khương Phàm trở lại Thiên Sư Tông, trốn đến chỗ ở của mình, lấy đan dược ra. Viên đan dược kia cùng viên của Dạ An Nhiên, Tịch Nhan mang đi một viên kia, cơ hồ giống nhau như đúc. Không có gì bất ngờ xảy ra, hai viên khác hẳn là cũng không sai biệt lắm. Nói cách khác, đây là năm viên có đan dược công hiệu như nhau sao? Sau khi, đan hoàng, chết tự mình phong ấn, hay là đan dược giống nhau như đúc? Mang ý nghĩa bọn chúng là đan dược mà, đan hoàng, cực kỳ kiêu ngạo, không có cái thứ hai. Năm viên đan dược này cũng rất có thể có công hiệu thần kỳ như đoạt tạo hóa thiên địa. Nhưng Khương Phàm có chút do dự, không dám ăn. Không làm rõ ràng công hiệu, cũng không biết năng lượng mạnh yếu, vạn nhất bạo thể mà chết thì sao? Cái này dù sao cũng là chân tàng của đan hoàng nha. Nếu có các loại công hiệu gì đó như thâu thiên đổi mệnh, bây giờ ăn cũng quá lãng phí. Đúng rồi, đan hoàng cổ kinh. Khương Phàm bỗng nhiên nghĩ đến, đan thư, thần kỳ trong ý thức, lập tức ngưng thần cảm ngộ. Trong khí hải yên lặng dần dần lóe lên ánh sáng nhàn nhạt. Từng viên đan dược như ngôi sao lấp lóe. Nhưng, lần này còn lâu mới có được hàng vạn tinh thần, tráng lệ như tinh hải như lúc ấy. Chỉ 10 khỏa đan dược phát sáng. Chẳng lẽ tạo nghệ không đủ, hay là số lượng thánh hỏa không đủ? Khương Phàm thử nghiệm cảm thụ một viên đan dược trong đó. Một mảnh tin tức lập tức tràn vào trong đầu. Hồi nguyên đan. Tài liệu cần thiết. 30 gốc ngưng huyết thảo, 20 đóa sinh cốt hoa, 36 thiên hạt quả, 50 gốc hoạt khí thảo. Hiệu dụng, chữa thương, bổ khí, tu xương. Khương Phàm nếm qua loại đan dược này, là đan dược chữa thương rất thường gặp. Ngay sau đó tin tức mấy khỏa đan dược khác theo thứ tự tràn vào trong đầu. Huyết liên đan. Tài liệu cần thiết, 3 viên huyết liên tinh phách, 20 cây huyết tinh thảo, 16 cây đan sâm, 7 đóa huyết mãng hoa. Hiệu dụng, bổ huyết, sinh thịt, nâng cao tinh thần. Hỏa linh đan. Tài liệu cần thiết, 50 gốc hỏa diễm hoa, 13 cây liệt diễm cô, 22 khỏa chu quả, 6 đóa bổ đề hoa. Hiệu dụng, bổ sung linh lực. Cuồng lực đan. Tài liệu cần thiết, viên huyết, tượng huyết, hùng huyết tất cả 10 thăng, phẩm cấp cần hoàn toàn bằng nhau, lấy cân bằng duy trì. Còn có 30 khỏa huyết tinh yêu quả, 15 khỏa kim linh tử. Hiệu dụng. Mạnh xương, tụ lực, nâng cao tinh thần. Một viên có thể tăng 10 cân lực quyền. 10 khỏa đan dược này đều rất phổ biến, nhưng cũng là đan dược vô cùng thực dụng. Khương Phàm lập tức chạy đến Dược Sơn, dựa theo ký ức tìm đủ các loại linh thảo linh quả, trở lại đình viện bắt đầu dốc lòng luyện hóa. Vừa mới bắt đầu không quá thuần thục, liên tiếp thất bại.
nhưng hắn có kinh nghiệm luyện chế linh dịch cùng hồi thiên đan rồi nên rất mau đã tìm được bí quyết. Từng cây linh thảo bay vào cửu hoàng luyện thiên đỉnh, rèn luyện trong liệt diễm cuồn cuộn, rút ra tinh hoa bên trong. Các loại tinh hoa cùng nhau ngưng tụ, cùng nhau giao hòa, cho đến khi hình thành đan dược mượt mà. Khương Phàm còn chạy đến Lăng Vân Các, lấy 10 loại đan dược hồi nguyên đan, huyết liên đan, cuồng lực đan trở về cùng so sánh đan dược của mình. Từ buổi sáng đến đêm khuya, lại đến ngày thứ hai, từng khỏa đan dược liên tiếp thành hình, bay ra khỏi đỉnh lô. Lại có cảm giác hưng phấn không nói được. Luyện đan hình như cũng không phải buồn tẻ như vậy, mà dùng thánh hỏa cùng cửu hoàng luyện thiên đỉnh luyện chế đan dược, dược hiệu hình như tốt hơn như vậy một chút. Bóng đêm bao phủ La Phù, ánh lửa tô điểm lấy chợ đen yên tĩnh. Thị vệ tam hoàng tử mang theo mặt nạ, hất lên áo choàng tiến vào nơi này. Khương Phàm, ha ha, người tới chính đúng thời điểm, tin tức mới mẻ xuất hiện, chúng ta phải tốn rất nhiều công sức mới tìm được. Muốn biết sao, 20.000 khối tinh thạch trung phẩm. Người sau bàn đá mang theo mặt nạ, hất lên áo choàng, thâm trầm mà cười cười. Đây là 200 khối tinh thạch thượng phẩm, đem mọi chuyện ngươi biết đều nói cho ta. Thị vệ không cùng hắn cò kè mặc cả, trực tiếp ném qua một túi tinh thạch. Trong mắt người kia lóe ra tinh quang, cẩn thận đếm, hài lòng nhận lấy. Thân phận Khương Phàm, hắn và La Phù không hề có quan hệ. Hắn kỳ thật đến từ Lang Gia Quốc, Bắc Cương, Bạch Hổ Quan, Thương Châu, Khương Vương Phủ. Năm tháng trước, Khương Vương Phủ bị Hoàng thất hãm hại, suýt nữa diệt môn. Khương Hồng Võ mang theo tộc nhân Khương gia giết ra khỏi cứ điểm, trốn vào đại hoang. Tuy nhiên, trong lúc đang chạy trốn, Khương Phàm lại tách khỏi Khương gia, hắn liền đến nơi này. Hắn có thể tới đây là bởi vì nữ nhi của Dạ Thiên Lan Tông chủ Thiên Sư Tông, Dạ An Nhiên bí mật đem hắn từ Thương Châu đưa đến đây. Một người vừa vặn trở về, một người vừa vặn đào mệnh, hai người ăn nhịp với nhau. Người sau bàn đá vừa lấy được tin chi tiết, đây cũng là hắn lần đầu tiên mở miệng nói với người ngoài. Thị vệ tức giận, dùng sức vỗ bàn đá. 200 khối tinh thạch thượng phẩm liền nói mấy câu đó, ngươi lừa ta. Người kia khô cằn cười nói. Đây là tin tức độc nhất vô nhị, ngươi là người đầu biết đến, 200 tinh thạch thượng phẩm, giá trị. Khương Hồng Võ cùng và của Khương ra đâu, ta có thể nói cho ngươi biết là, không ở trong Thiên Sư Tông. Khương Phàm và Thiên Sư Tông có quan hệ thế nào? Thế nào? Người sau bàn đá bỗng nhiên híp con mắt. Ngươi không phải người La Phù Sơn Mạch. Trong lòng thị vệ run lên, cũng rất nhanh chấn định lại. Nói. Người sau bàn đá duỗi ra năm đầu ngón tay. Năm mới khối tinh thạch, thượng phẩm. Thị vệ tức giận. Ngươi coi ta dễ ức hiếp. Người kia cười lạnh. Nơi này không phải Lang Gia Quốc. Ngươi dám nháo sự. Ta cam đoan ngươi ngay cả chợ đen cũng đều đi ra không được. Thị vệ cắn răng nhịn một chút, lại lấy ra 50 khối tinh thạch thượng phẩm, đưa tới trước mặt người kia. Nói rõ ràng. Người kia cẩn thận đếm xong tinh thạch, mới không vội vã mở miệng. Khương Phàm dựa vào thú linh văn, đi vào La Phù phát ra hào quang rực rỡ. Mấy tháng ngắn ngủi đã giúp Thiên Sư Tông ổn định sĩ khí, còn thay Thiên Sư Tông thắng trở về ba tòa quặng mỏ tinh thạch. Hắn cũng được Dạ Thiên Lan thu làm đại đệ tử chân truyền. Bất quá bởi vì một trận ngoài ý muốn đã đắc tội Thượng Thanh Tông. 10 ngày trước trên đại hội La Phù, Thượng Thanh Tông muốn liên hợp Thiên Cương Tông, trục xuất Thiên Sư Tông, sau đó giết Dạ Thiên Lan, trừ Khương Phàm. Nhưng là, ha ha, Khương Phàm vậy mà cho bọn họ thấy thánh phẩm thú linh văn, kinh động đến các đại tông môn, càng dẫn tới Ngọc Đỉnh Tông ra sức bảo vệ Thiên Sư Tông. Cho nên, người nói hắn cùng Thiên Sư Tông quan hệ thế nào? Dạ Thiên Lan hận không thể coi hắn là con nuôi. Đương nhiên, người ta lại có một nữ nhi bảo bối, dung mạo như thiên tiên, lại là thiên thư thánh văn, có thể chốt được Khương Phàm. Thời điểm người sau bàn đá nhắc đến việc này, ngữ khí rõ ràng có chút biến hóa. Thánh phẩm thú linh văn, thánh phẩm thiên thư văn. Thiên Sư Tông một khi xoay mình, người người kính sợ. Nếu như Thượng Thanh Tông cùng Thiên Cương Tông ép không được Thiên Sư Tông sẽ càng ngày càng mạnh. Thị vệ hít một ngụm khí lạnh, thánh phẩm thú linh văn. Thú linh văn vậy mà có thể tới thánh phẩm. Càng không thể lưu lại. Còn muốn biết cái gì không? Nam tử sau bàn đá cười ha hả nhìn hắn, có rất ít người trực tiếp dùng thượng phẩm tinh thạch đến mua tình báo. Hôm nay, có thể kiếm một khoản lời. Thị vệ từ trong nhẫn không gian ném ra một cái túi nặng nề.
ta mang đến 800 khối tinh thạch thượng phẩm, ngươi lấy đi 250 viên, phần còn lại có thể cho hết ngươi. Ta có hai yêu cầu. Người sau bàn đá đưa tay đè xuống túi, sáng mắt lên. Nói, Khương Phàm làm không biết mệt, lặp đi lặp lại việc nghiên cứu, đan hoàng cổ kinh. Trước sau luyện hơn 50 khỏa, trong ý thức vậy mà lại sáng lên đan dược mới. Chỉ có 5 loại, cũng đều là đan dược trụ cột nhất, nhưng nhu cầu đối với linh thảo linh quả bắt đầu gia tăng, đối với khống chế hỏa diễm cùng nhiệt độ cũng có yêu cầu. Luyện chế đan dược, mấu chốt nhất vẫn là hỏa diễm. Muốn tăng lên nhiệt độ hỏa diễm, kích phát tiềm lực thánh hỏa, cần tăng lên cảnh giới. Tu võ, luyện đan, quả nhiên hỗ trợ lẫn nhau. Khương Phàm thu hồi cửu hoàng luyện thiên đỉnh, lấy ra ngọn cổ đăng kia từ trong thanh đồng tiểu tháp. Mặc dù đã lâu không có dùng đến, nhưng cổ đăng lại yên lặng thiêu đốt, ánh lửa yêu dị toát ra giống như máu tươi. Khương Phàm vận chuyển đại diệu thiên kinh, dẫn dắt huyết quang ở bên trong cổ đăng, tiến vào thân thể. Hỏa điều trong khí hải gáy to, tắm rửa ánh lửa giống như huyết vũ. Khương Phàm có thể rõ ràng cảm nhận được sự hưng phấn của nó, ngay cả linh văn trên trán đều tự phát thức tỉnh, phát ra hào quang màu vàng. Trong kim quang, mơ hồ có một chút huyết quang. Ngọn cổ đăng này đến cùng có lai lịch ra sao? Khương Phàm luôn luôn có mấy phần kiêng kỵ đối với cổ đăng, thậm chí không nguyện ý dùng nhiều. Nhận chủ thử một chút. Khương Phàm cắn ngón tay, nhẹ nhàng điểm về phía cổ đăng. Nhưng do dự mãi về sau lại thu hồi. Bá đao và thanh đồng tiểu tháp đều không phải là phàm phẩm, có thể mang đến cho hắn một cảm giác rất bình thường, nhưng cổ đăng lại vô cùng tà khí. Lúc này, tiểu xà vọt về sân nhỏ, vòng quanh hai vòng trên người Khương Phàm. Khương Phàm quả quyết thu hồi cổ đăng. Khương Phàm, ngươi dùng viên đan dược kia chưa? Dạ An Nhiên vội vã đi vào sân nhỏ, phía sau còn đi theo Dạ Thiên Lan. Còn chưa, thế nào? Khương Phàm kỳ quái nhìn bọn hắn. Dạ An Nhiên thần sắc ngưng trọng nói. Hiệu quả của đan dược khiến La Phù Sơn Mạch cũng oanh động. Hiệu quả gì? Khương Phàm biết những đan dược này khẳng định có một loại công hiệu thần kỳ nào đó. Thăng hoa linh văn. Thăng hoa. Khương Phàm nhất thời không hiểu được. Một tên tán tu tên là Liêu Nguyên Giáp, là cuồng đồ vô cùng nổi danh ở La Phù Sơn Mạch. Hắn có được lục phẩm linh văn, lôi sơn linh văn. Có người nói là lôi linh văn dị biến. Có người nói là song linh văn, tóm lại thực lực của hắn vô cùng cường đại. Hắn quanh năm từ chợ đen lĩnh lệnh truy sát, kiếm tinh tệ sau mua sắm võ pháp, tạo nghệ lôi điện vô cùng cao. Hắn từ cổ thành dưới đất đạt được một viên đan dược. Mà ngay tại hôm trước, linh văn hắn thăng hoa, lôi sơn linh văn tiến vào thất phẩm thánh linh văn. Dạ An Nhiên thần sắc ngưng trọng, càng khó nén phần rung động kia. Dạ Thiên Lan đều nghiêm mặt, dùng sức nắm chặt nắm đấm. Lục phẩm linh văn, thăng hoa đến thất phẩm. Linh văn còn có thể thăng hoa vượt qua phẩm cấp. Khương Phàm hít một hơi khí lạnh. Không có võ giả nào không rõ ràng tầm quan trọng của phẩm cấp linh văn, nó trực tiếp quyết định đẳng cấp võ pháp ngươi có thể tu luyện, độ cao cảnh giới ngươi có thể tới, thậm chí địa vị ngươi có thể có. Lục phẩm linh văn đến thất phẩm, không thể nghi ngờ là bay vọt về chất. Đại địa Thương Châu, trong 200 năm mới có một người như Khương Phàm. Bên trong mấy vạn võ giả đại tân sinh ở La Phù Sơn Mạch mới giải rác mấy kẻ. Lại có người sau khi phục dụng đan dược liền có đại biến hóa. Đây quả thực là nghịch thiên cải mệnh. Tâm tình Khương Phàm khó mà bình tĩnh, trách không được phía dưới pho tượng đan hoàng sẽ phong tồn 5 viên đan dược dạng này. Cái này có thể là đan thuật kiêu ngạo nhất của vị đan hoàng kia. Cũng có thể là tinh túy mà hắn đã nghiên cứu suốt đời. Lúc trước hắn là linh nguyên cảnh bát trọng thiên, bây giờ lại tiến vào linh hồn cảnh. Thăng hoa linh văn, lại thúc đẩy sinh trưởng cảnh giới. Viên đan dược kia, quá trái ý trời. Dạ Thiên Lan lắc đầu liên tục. Tin tức này đâu sẽ chỉ oanh động La Phù, rất có thể truyền khắp những nơi khác, gây nên oanh động vô tận. Đan dược có thể thăng hoa linh văn, cả thế gian không thấy, chưa từng nghe thấy. Nếu ai có thể nắm giữ dạng đan thuật này, người đó có thể sẽ để quần hùng thiên hạ cúng bái, tranh nhau mà cung phụng người đó. Hiện tại toàn La Phù đều đang tìm kiếm tin tức mấy khỏa đan dược khác. Dạ An Nhiên cũng vô cùng rung động, đây tuyệt đối là nghịch thiên cải mệnh. Mà chưa kể đan dược đều ngủ say dưới đất hơn mấy ngàn vạn năm, sau khi đi ra còn có công hiệu như vậy,
khó có thể tưởng tượng được lúc vừa mới rèn luyện ra, phải chăng từng dẫn phát thiên thế. Viên kia của ngươi đâu? Khương Phàm cảm xúc chập trùng, bên trong đan hoàng cổ kinh sẽ có ghi chép của viên đan dược kia hay không? Nếu quả thật có thể có, bộ cổ kinh này chính là tuyệt thế trọng bảo. Ta vẫn không có dùng, đang đợi tin tức phía ngoài. Bây giờ chuẩn bị cho phụ thân rồi. Dạ An Nhiên mặc dù cũng rất chờ mong hiệu quả của đan dược, có thể để cho thiên thư thánh văn của mình lần nữa thăng hoa. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, không bằng giao cho phụ thân. Nếu như phụ thân thăng hoa linh văn, cảnh giới, thực lực hay các loại phương diện đều sẽ tăng lên. Đối với Thiên Sư Tông mà nói đó mới thật sự là cần thiết. Khương Phàm gật đầu, nếu quả thật có kỳ hiệu thăng hoa linh văn, hắn cũng chuẩn bị cho Khương Vương, báo đáp ân tình 8 năm dưỡng dục. Khương Phàm, người thế nào tìm được những đan dược này? Dạ Thiên Lan từ trong miệng Dạ An Nhiên cẩn thận hiểu rõ tình huống lúc ấy. Khương Phàm vừa kết thúc đại hội La Phù liền khăng khăng đi cổ thành dưới mặt đất, ở nơi đó tìm lại tìm, sau đó cổ thành dưới mặt đất liền đổ sụp. Cổ điện xuất hiện, đan dược xuất thế. Nếu nói là vận khí, chính là coi hắn là đồ đần. Khương Phàm lại nhếch miệng cười một tiếng. Chính là thần kỳ như vậy, vận khí tới, cản cũng đỡ không nổi. Dạ Thiên Lan cùng Dạ An Nhiên đồng thời trợn mắt chừng một cái, thật xem chúng ta là đồ đần. Liêu Nguyên Giáp đi đâu? Khương Phàm vội vàng nói sang chuyện khác. Hắn sợ bị bắt nghiên cứu, trốn rồi. Dạ Thiên Lan thấy Khương Phàm không muốn nhiều lời, cũng không cưỡng cầu, bất quá càng nhìn tiểu tử này càng thuận mắt. Từ sau khi Khương Phàm đến, vận khí Thiên Sư Tông tốt liên tục. Thiên Sư Tông không chỉ đã ổn định địa vị, còn thắng được danh dự, khí thế phấn chấn, ngay cả mỏ tinh thạch đều đạt đến 8 tòa. Nếu như hắn thật có thể lột xác thành Thánh Linh Văn, Thiên Sư Tông liền sẽ trở về đỉnh phong. Tiểu gia hỏa này nhất định phải giữ lại. Chờ người của Khương gia tìm tới, hắn muốn đề nghị thông gia. Hắn tin tưởng sau khi Khương Hồng Võ nhìn thấy tiềm lực của Thiên Sư Tông, khẳng định sẽ vui vẻ đồng ý. Lại nói, nữ nhi của hắn xinh đẹp như hoa, muốn thiên phú có thiên phú, muốn khí chất có khí chất, muốn bối cảnh có bối cảnh, Khương Hồng Võ có thể có con dâu như thế, vụng trộm mà vui. Cổ thành dưới mặt đất ngoại trừ tòa cổ điện đổ sụp kia ra cũng không có phát hiện linh bảo khác. Tinh lực các tông đều chuyển rời đến tìm kiếm mấy viên đan dược này. Nhưng cổ điện chỉ đi ra hết thảy mấy khỏa, lại đang trong tay ai, không ai biết được. Phụ thân, con thấy thừa dịp các tông không có tinh lực để ý tới Thiên Sư Tông chúng ta, người nắm chắc thời gian bế quan đi. Dạ An Nhiên đang mong đợi hiệu quả của đan dược. Hôm nay ta liền bế quan. Khương Phàm, đây là lễ vật ta cho ngươi. Tông chủ Linh Cực Tông tự mình chế tạo cho ngươi. Dạ Thiên Lan tới nhét linh bảo đến cho hắn, Khương Phàm muốn cũng phải muốn, không muốn cũng phải muốn. Đây là... Khương Phàm tiếp nhận hộp đá nặng nề, xốc lên xem xét, lại là một trường cung tinh mỹ. Cung dài 1m2, trên dưới hai đầu như hỏa rực đang dương cao, chỉnh thể như hỏa điểu hoa lệ, bên trong mang theo cỗ khí thế cường đại. Vị trí nắm cung vô cùng tinh tế, tinh thạch tinh mịn sắp xếp thành hoa văn phức tạp, bộ dáng giống như là mặt trời, khuấy động sóng nhiệt kinh người. Khương Phàm lần đầu tiên nhìn thấy liền thích, đưa nhấc lên, linh lực xuyên qua linh văn. Liệt diễm trong tay phun trào, trường cung lập tức tách ra ánh sáng cường thịnh, bị liệt diễm bao phủ. Đường vân mặt trời nơi đó không chỉ hấp thu linh lực Khương Phàm, càng là cướp đoạt lấy hỏa nguyên lực giữa thiên địa. Linh Cực Tông am hiểu chế tạo binh khí, mặc dù quy mô và ảnh hưởng không bằng Ngọc Đỉnh Tông nhưng vũ khí bọn hắn chế tạo đều rất không tệ. Chuôi liệt dương cung này chính là ta tìm tông chủ Linh Cực Tông mời hắn tự mình chế tạo. Nó không cần mũi tên. Ngưng tụ hỏa diễm thì có thể hóa thành mũi tên xạ kích. Người nắm liệt dương văn là dùng tinh thạch hỏa diễm cực phẩm khảm nạm mà thành. Đừng thấy nhỏ bé, hỏa nguyên lực của nó mạnh vô cùng. Một tòa quặng mỏ tinh thạch một năm đều ra không được mấy cực phẩm tinh thạch. Thiên Sư Tông chúng ta có 6 viên, Linh Cực Tông có 7 viên, ta lại đến chợ đen tìm 5 viên, tổng cộng là 18 khỏa. Dạ Thiên Lan mỉm cười giới thiệu. Tông chủ có lòng. Khương Phàm vội vàng hướng Dạ Thiên Lan nói lời cảm tạ, sau khi đi đến La Phù, đối mặt nhiều địch nhân, Ô Cương Cung có chút lực bất tòng tâm, chuôi cung tiễn này tới quá kịp thời. Người trước người sau, người cũng có thể gọi ta là sư phụ. Dạ Thiên Lan nhìn Khương Phàm hài lòng, tâm tình rất cao hứng, vỗ vỗ vai Dạ An Nhiên. Ta trở về bế quan, người bồi Khương Phàm. Bồi,
Dạ An Nhiên dở khóc dở cười, phụ thân đây là đưa nữ nhi tặng đi mà không che giấu chút nào. Nếu không phải hai người còn nhỏ, nói không chừng phụ thân có thể đã làm chút gì rồi. Khương Phàm bắt đầu dốc lòng nghiên cứu cung tiễn. Nó đúng là chế tạo riêng vì Khương Phàm, các phương diện đều được cân nhắc đến. Quan trọng nhất là đường vân liệt dương chính là một pháp trận cỡ nhỏ, một khi bị linh lực kích hoạt, có thể trong thời gian cực ngắn hướng về chung quanh cướp đoạt hỏa nguyên lực, tăng cường uy lực hỏa tiễn cực lớn. Ngoài ra, tạo hình hai đầu hỏa dược thật ra là hai thanh lưỡi dao, có thể coi như vũ khí mà sử dụng cận chiến. Hai ngày sau, liệt dương tiễn, Khương Phàm đưa tay trái nâng cung, nghiêng nâng về phía ngọn núi. Linh lực kích thích hỏa trận, hướng lên giữa trời hấp thu hỏa nguyên lực, ánh sáng liệt dương hừng hực, càng ngày càng mãnh liệt. Liệt bằng bạo liệt, dương bằng mặt trời. Tay phải dẫn dắt kim viêm thánh hỏa nồng đậm, ngưng tụ thành một thanh trường tiễn vàng óng ánh. Nhìn như hỏa thương. Hắn hét dài một tiếng, kim viêm trường tiễn nổ bắn ra trời cao, dẫn dắt pháp trận ngưng tụ hỏa diễm, cuốn lên thanh thế liệt hỏa kinh người. Ầm ầm. Hỏa tiễn bay cao hơn 100 mét, đánh vào trên núi, toàn bộ đâm xuyên vào, ngay sau đó dẫn dắt hỏa diễm bổ nhào tới, va chạm ngọn núi, hình thành bạo tạc mãnh liệt. Nhưng mà, hỏa tiễn cũng không có nổ tung, chỉ bởi vì mất đi khống chế, tạo thành liệt diễm mãnh liệt, từ nơi đó lao nhanh ra. Vẫn chưa được. Khương Phàm tiếc nuối lắc đầu. Hỏa thương hắn thả ra chính là liệt hỏa phần thiên thức thứ ba. Lấy thánh văn thôi động huyền cấp võ pháp, đem hỏa thương xem như hỏa tiễn, có thể phát huy uy lực tập kích cực lớn. Nhưng Khương Phàm mong đợi thời điểm đâm thủng qua sẽ hình thành bạo tạc. Tựa như vạn thú thiên hoàng quyền, hổ khiếu quyền cùng cự tượng quyền, một khi va chạm, lập tức mang theo nổ tung. Cứ như vậy, hỏa thương tập kích và bạo phá, lực sát thương khẳng định vô cùng kinh người. Tùy theo liệt hỏa chiều cường mà đi, hình thành hỗn loạn cùng yểm hộ, tranh thủ thời gian cho Khương Phàm phát ra mũi tên thứ hai. Lại lần nữa, Khương Phàm bình tĩnh lại tiếp tục nghiên cứu. Nếu là tập kích, liền phải đem uy lực phát huy đến lớn nhất, đem hiệu quả phóng thích đến cực hạn. Khương Phàm sư đệ, ra là ngươi ở đây. Đãi ngộ của đại đệ tử thật tốt, độc hưởng một ngọn núi. Một vị đệ tử thiên sư tông nở nang mỹ lệ tìm tới nơi này, nhìn Khương Phàm nở nụ cười xinh đẹp. Hồng sư tỷ. Khương Phàm tản ra linh văn, mỉm cười gật đầu. Đây là đệ tử thân truyền của Văn Thải Y, đại hội La Phù vài ngày trước, trong mấy vị đệ tử tùy hành có nàng. Vóc người xinh đẹp, tính cách còn rất vui tươi. Ta nghe nói tông chủ tự mình tìm tông chủ Linh Cực Tông chế tạo binh khí cho ngươi, chính là cái này. Hồng sư tỷ nhìn cung tiễn hoa lệ trong tay Khương Phàm, lung lay ngón cái, đãi ngộ này, xác thực rất tốt. Tuy nhiên Khương Phàm cũng gánh chịu nổi phần đãi ngộ này. Vị thánh phẩm thú linh văn đầu tiên của La Phù, vị trí tông chủ tương lai của Thiên Sư Tông, đều có thể giao cho trong tay Khương Phàm. Dù sao, hắc hắc, cũng là con rể nha. Sư tỷ tới tìm ta có chuyện gì không? Ấn tượng của Khương Phàm đối với vị sư tỷ này không tệ, nhưng bây giờ lại không tâm tư nói chuyện phiếm chơi đùa. Không có việc gì liền không thể tới nhìn ngươi một chút. Hi hi, không đùa ngươi nữa. Để An Nhiên nhìn thấy, sẽ ăn dấm. À, ngươi có một phong thư, đệ tử thủ vệ đưa tới, ta vừa vặn đụng phải. Hồng sư tỷ đưa cho Khương Phàm một tấm ngọc thạch đẹp đẽ, bên trong kẹp lấy một miếng da. Ai đưa tới? Khương Phàm kỳ quái nhận lấy. Không biết, hình như là nữ, ta đoán chừng là tiểu muội muội nào đó ngưỡng mộ ngươi, thực sự không chịu nổi nên biểu lộ tâm tình với ngươi. Hồng sư tỷ yêu kiều cười hai tiếng. Ngươi nha, ăn nhiều uống nhiều nhiều rồi rèn luyện. Trong La Phù Sơn Mạch này không biết có bao nhiêu tiểu tỷ tỷ đang chờ ngươi lớn lên đây. Ta đều phát sầu thay An Nhiên, cái này như thế nào mới có thể chốt được. Khương Phàm dở khóc dở cười lắc đầu, tiện tay muốn ném đi. Hồng sư tỷ tranh thủ thời gian ngăn lại. Đừng ném, mở ra nhìn xem. Ta còn muốn tu luyện, loại sự tình này. Khương Phàm tiện tay giật tấm ngọc thạch ra, sắc mặt hơi đổi một chút. So với phiến đá đẹp đẽ bên ngoài. Phía trên lại là chữ viết bằng máu dã rời bắt mắt. Huyết thư. Khương Phàm căng thẳng trong lòng, lập tức mở ra. Yến Tranh, Côn Bác, Hùng Chiêm nguyên ý đồ mưu phản, tội chết. Hành hình tại thành Khôi Binh. Yến gia, Côn gia, Hùng gia, toàn tộc lão và trẻ nhỏ đều cùng chịu tội.
Hô hấp của Khương Phàm dần dần gấp rút, ánh mắt lắc lư, dùng sức nắm chặt quyển sách bằng da. Thế nào? Hồng sư tỷ cẩn thận hỏi, sao sắc mặt đột nhiên khó coi như vậy? Tam hoàng tử quả nhiên ra tay với Bạch Hổ Quan. Toàn tộc, tử hình. Khương Phàm nắm quyển sách bằng da muốn lao ra ngoài, nhưng lại ngừng. Đến cùng à đã xảy ra chuyện gì? Hồng sư tỷ nóng nảy thúc hỏi, vừa rồi không phải còn đang tốt sao? Trong lòng Khương Phàm giãy giụa một trận, lời vừa tới miệng liền biến thành một câu. Nói cho Dạ An Nhiên, ta ra ngoài mấy ngày. Cái này rất có thể chính là một cái bẫy. Tam hoàng tử phải dùng bọn người Yến Tranh dẫn hắn trở lại Lang Gia Quốc. Nhưng mà, hắn đã đáp ứng Yến Khinh Vũ, muôn lần chết chắc chắn sẽ trở lại. Hắn nhất định phải trở về, dù có nguy hiểm hơn nữa. Nhưng hắn không có lý do kéo lấy Thiên Sư Tông cùng mình đi chịu chết. Khương Phàm, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Hồng sư tỷ cản không nổi Khương Phàm, lập tức đi tìm Dạ An Nhiên. Chạy! Dạ An Nhiên không hiểu thấu, không phải đã nói trong khoảng thời gian này xe ở lại Thiên Sư Tông sao, lại náo cái gì nữa đây? Hắn nhận được một phong thư, sắc mặt liền trở nên vô cùng khó coi. Còn để cho ta nói với muội, qua mấy ngày nữa hắn liền trở lại. Hồng sư tỷ càng nghĩ càng không đúng. Mặc dù cùng tiếp xúc Khương Phàm không nhiều, nhưng tiểu gia hỏa này lại có tỉnh táo không hề tầm thường, nhưng tình huống lúc đó lại thật giống như bị hù dọa. Là tin gì, ai đưa tới? Dạ An Nhiên lại càng kỳ quái. Tin bị Khương Phàm mang theo đi. Ta đi đến phía trước tông môn hỏi qua, không ai nhận ra nữ nhân kia, người kia cũng chỉ nói một câu là bị người khác nhờ vả. Hồng sư tỷ nói ra những gì mình biết. Tại thời điểm huyết thư đưa đến trên tay Khương Phàm, Chợ Đen đã đồng thời an bài người lao đến các nơi La Phù, giải đi tin tức của Khương Phàm cùng biến cố tại Bắc Cương. Mặc dù sự tình đan dược ở cổ điện hấp dẫn chú ý của vô số người, nhưng tin tức này lại đưa tới oanh động không nhỏ cho rất nhiều tông môn. Khương Phàm đến từ Lang Gia Quốc, Bắc Cương. Dạ An Nhiên những năm này trốn vào Bắc Cương sao? Người của Khương gia ở đâu? Thượng Thanh Tông nhận được tin tức, đồng thời cảm thấy ngoài ý muốn, cũng bắt đầu cảnh giác. Lấy tình huống suy yếu hiện tại của Khương gia, Khương Phàm tương đương không có bối cảnh đặc thù. Nhưng, Khương gia chính là bởi vì suy yếu mới có thể phụ thuộc Thiên Sư Tông, cũng sẽ tăng cường thực lực cho Thiên Sư Tông. Trong tin tức không có tình huống của Khương gia, chỉ có tin của Khương Phàm cùng biến cố tại thành Bạch Hổ. Các trưởng lão Thượng Thanh Tông đối với tin tức này thì cảm thấy vô cùng bất ngờ, cũng đều mẫn cảm nghĩ đến trọng điểm, Khương Phàm sẽ làm như thế nào, Thiên Sư Tông sẽ làm như thế nào. Tam hoàng tử xuống tay với Bạch Hổ Quan rồi. Tông chủ Thiên Cương Tông đã sớm biết tình huống cụ thể của Khương Phàm, kỳ quái là chuyện của Tam hoàng tử. Tin tức rất đột nhiên, lại rất tấn mãnh. Rõ ràng là có người vào La Phù truyền lời. Tin tức là từ Chợ Đen truyền tới. Các trưởng lão Thiên Cương Tông đều gom lại trong điện. Dựa theo kế hoạch đã định, thời gian đại hoàng tử tập kích La Phù chỉ còn nửa tháng, lúc này đột nhiên truyền đến dạng tin tức này. Bọn hắn đều có chút ngoài ý muốn mà cảnh giác. Mấu đầu ngón tay tông chủ Thiên Cương Tông nhẹ nhàng đụng vào nhau, tính toán thời gian. Hắn có một suy đoán, có phải là sau khi đại hoàng tử nhận được tin tức, cố ý đưa cho tam hoàng tử hay không? Nhưng bất kể nói thế nào, đây đúng là tin tức tốt. Khương Phàm nhận được tin tức, rất có thể sẽ nghĩ cách đi cứu viện. Thiên Sư Tông không có khả năng sẽ để Khương Phàm tự mình đi. Cứ như vậy. Lực lượng thủ vệ của Thiên Sư Tông liền sẽ vô cùng suy yếu. Chúng ta không phải có thể yêu cầu Đại Hoàng tử, trọng điểm chiếu cố Thiên Sư Tông sao? Nếu như Dạ Thiên Lan chết trong Lang Gia Quốc, Thiên Sư Tông liền sẽ phải xóa tên. Nếu như Dạ Thiên Lan còn sống trở về, cũng là cho hắn một vùng phế tích. Có trưởng lão đưa ra đề nghị, lập tức được các trưởng lão khác tán thành. Tông chủ Thiên Cương Tông lại lộ ra dáng tươi cười rất tàn nhẫn. Đại hoàng tử không có khả năng nghe chúng ta an bài. Nếu như Dạ Thiên Lan chết tại Lang Gia Quốc, chính chúng ta xử lý Thiên Sư Tông là được. Nếu như còn sống trở về, vừa vặn cõng nồi cho chúng ta. Ta muốn để toàn bộ La Phù lên án, để Thiên Sư Tông vạn kiếp bất phục. Kim Cương Tông. Tốt, quá tốt rồi. Kim Bất Hoán ở trong điện đi qua đi lại, kích động mà xoa tay. Khương Phàm lại là từ Lang Gia Quốc chạy nạn tới. Lang Gia Quốc hiện tại sẽ dẫn hắn trở về, giết chết. Cha cho ta, cha xem Khương Phàm sẽ đi hay không.
cha xem Thiên Sư Tông có phản ứng gì. Kim Bất Hoán lớn tiếng ra lệnh. Hắn lo lắng Kim Cương Tông sẽ gặp nguy hiểm, không nghĩ tới lại đột nhiên có cơ hội tới. Nếu Lang Gia Quốc giải tin tức đến, khẳng định sẽ bày ra thiên la địa võng. Khương Phàm không quay về thì thôi, nếu trở về thì hẳn là phải chết. Thiên Sư Tông thấy chết không cứu vẫn còn tốt, nếu như bồi tiếp đi qua, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bọn hắn vừa vặn có thể thừa cơ hội Thiên Sư Tông rời đi, cưỡng ép đoạt lại vài tòa quặng mỏ tinh thạch. Đến lúc đó coi như Dạ Thiên Lan có thể còn sống trở về cũng là tổn thất nặng nề, không có cách nào bắt bọn hắn được. Tông chủ, trước tiên không nên kích động. Dạ Thiên Lan không ngốc, biết rõ nơi đó có bẫy, hắn làm sao có thể đi mạo hiểm. Sắc mặt đại trưởng lão âm trầm, tâm tình vô cùng hỏng bét. Cháu trai bị Khương Phàm giết chết, đệ tử xem trọng lại bị Thánh Nữ Tông thông đồng. Hắn mấy ngày nay luôn cảm giác giống như ăn phải con ruồi. Điều tra thêm liền biết. Kim Bất Hoán có dự cảm Khương Phàm sẽ trở về, Thiên Sư Tông cũng sẽ bồi tiếp. Không biết vì cái gì, chính là cứ có loại dự cảm này. Thiên Sư Tông. Đây tuyệt đối là âm mưu của Tam Hoàng Tử. Tin tức giải nhanh như vậy, chính là bọn hắn đang dở trò. Sau khi Dạ An Nhiên nhận được tin tức cũng rất gấp. Lại là bọn người Yến Tranh, lại là Bạch Ngao Thương. Đây rõ ràng chính là muốn dẫn dụ Khương Phàm trở về. Nàng cơ hồ có thể tưởng tượng được, tâm tình Khương Phàm khi nhận được tin tức. Thế nhưng, chuyện quan trọng yếu như vậy Khương Phàm lại không đến thương lượng cùng với nàng. Một mình liền xông về sao? Dạ An Nhiên nóng nảy, đồng thời cũng có chút chua xót. Năm tháng, bọn hắn vẫn giống như người xa lạ. Chúng ta làm sao bây giờ, trơ mắt nhìn hắn trở về chịu chết sao? Bọn người Hồng Sư Tỷ, Cổ La đều gom lại nơi này. Rốt cuộc cũng biết được thân phận Khương Phàm, lại không nghĩ rằng sẽ là dưới tình huống như thế này. Khương Phàm dù sao cũng còn trẻ con, quá vội vã rồi. Các ngươi chờ ở đây, ta đi tìm phụ thân. Dạ An Nhiên đi tới nơi phụ thân bế quan, yên lặng chờ ở đó, cũng tại tỉnh táo lại suy nghĩ về chuyện này. Cứu, khẳng định là phải cứu. Nhưng mà, làm sao cứu? Thiên Sư Tông gần đây khí thế dâng cao, lực ảnh hưởng phóng đại. Nhưng này vẻn vẹn chỉ là bởi vì Thánh Linh Văn mang tới oanh động. Trải qua 5 năm thảm bại đó, tông môn thực lực kỳ thật yếu đi rất nhiều, hiện tại lại phân ra rất nhiều cường giả đóng giữ 3 tòa quặng mỏ tinh thạch mới có được, người có thể sử dụng càng ít. Nàng thật sợ phụ thân sau khi suy nghĩ lại sẽ từ bỏ Khương Phàm. Dạ Thiên Lan vào đêm khuya đã xuất quan. Chính như mong đợi, Linh Văn toàn diện thăng hoa, thành tựu thất phẩm Thánh Linh Văn. Thánh Linh Văn. Hắn tuyệt đối không nghĩ đến chính mình có thể đạt tới phương diện thần thánh như vậy. Loại kỳ tích này chưa bao giờ nghe thấy mà cứ như vậy phát sinh ở trên người hắn. Bởi vì thăng hoa linh văn kích thích, cảnh giới cơ hồ muốn trực tiếp rảo bước tiến lên đến sinh tử cảnh. Ngay cả khí chất đều càng trở nên nho nhã thêm, càng có uy nghiêm thêm. Nhưng đột nhiên xuất hiện tin tức để vị tông chủ còn đắm chìm trong cuồng hỉ này trở mặt tại chỗ. Khương Phàm không rên một tiếng liền chạy. Hắn đây là tự mình chịu chết. Dạ Thiên Lan vừa vội vừa giận. Rõ ràng là cái bẫy, còn muốn tới nhảy vào. Đứa nhỏ này bình thường thông minh như thế bây giờ biến đi đâu hết rồi. Khương Phàm mặc dù chỉ mới 13 tuổi, nhưng là người trọng tình trọng nghĩa, không có khả năng trơ mắt nhìn bọn hắn chết tại trong tay Tam Hoàng Tử. Hắn cũng biết đó là chịu chết, cho nên không có cho chúng ta biết. Sau khi Dạ An Nhiên tỉnh táo lại cũng đã hiểu suy nghĩ của Khương Phàm. Nếu Tam Hoàng Tử bố cục thiên la địa võng trong thành Khôi Binh, khẳng định đã nắm chắc vây chết hắn. Nếu như hắn thỉnh cầu Thiên Sư Tông hỗ trợ, chẳng khác nào mời Thiên Sư Tông chịu chết. Hắn không mở được cái miệng kia. Khương gia đâu, còn không có tin tức sao? Sắc mặt Dạ Thiên Lan nghiêm túc, mặc dù kỳ quái tin tức của Khương Phàm làm sao nhanh như vậy đã chuyển đến chỗ Tam Hoàng Tử nơi đó, nhưng sự thật đã phát sinh, chỉ có thể nghĩ biện pháp ứng đối. Còn không có. Tuy nhiên, Tam Hoàng Tử muốn giết không chỉ là Khương Phàm, còn có người của Khương gia. Bọn hắn không đến, tử hình sẽ không bắt đầu. Khương Phàm rất thông minh, hẳn cũng có thể nghĩ đến điểm này. Hắn sốt ruột chạy tới đó, là muốn tụ hợp cùng Khương gia. Trong lòng Dạ An Nhiên rất gấp, nhưng không có thúc giục phụ thân. Dạ Thiên Lan đi qua đi lại, lặp đi lặp lại suy nghĩ. Hắn không thể thấy chết không cứu. Nhưng mà...
Muốn cứu người thì phải có đầy đủ nhân thủ. Thiên Sư Tông, căn bản không bỏ ra nổi. Mà lại chuyện này náo đã đến mức mọi người ở La Phù Sơn Mạch đều biết, một khi hắn mang người rời đi, Thiên Cương Tông rất có thể sẽ đến đỡ Kim Cương Tông tới trả thù. Không chỉ có quặng mỏ tinh thạch sẽ bị tổn thất, tông môn cung đều sẽ bị thương nặng. Cứ mặc kệ như vậy sao? Không được. Trước kia, Khương Phàm là vì Thiên Sư Tông mà đã làm rất nhiều chuyện, hắn cũng không thể không có lương tâm như thế. Thiên Sư Tông càng không thể để các tông La Phù chế nhạo. Thật lâu sau đó, Dạ Thiên Lan hít một hơi thật sâu, thái độ kiên quyết. Truyền lệnh tám đại quặng mỏ tinh thạch, tất cả trưởng lão cùng đệ tử đóng giữ, toàn bộ rút lui trở lại cho ta. Cái gì, toàn bộ? Sắc mặt Dạ An Nhiên hơi biến, từ bỏ quặng mỏ. Đây chính là căn cơ của Thiên Sư Tông. Nàng lúc đầu chuẩn bị đề nghị phụ thân từ bỏ ba tòa, không nghĩ tới phụ thân còn ác hơn, trực tiếp rút về toàn bộ. Quặng mỏ ngay tại đó, Kim Cương Tông muốn chiếm, tùy cho bọn hắn chiếm. Chúng ta nếu như có thể còn sống trở về, coi đây là cái cớ diệt Kim Cương Tông hắn. Nếu như về không được. Dạ Thiên Lan đương nhiên biết rõ ý nghĩa quặng mỏ tinh thạch, nhưng không đem người ở đó rút về, bọn hắn không có năng lực xâm nhập Lang Gia Quốc. Ngay cả tông môn đều không có người đóng giữ. Con sẽ lập tức đi thông chi. Dạ An Nhiên thưởng thức nhất chính là thời điểm phụ thân gặp được sự kiện đột phát liền có phần quả quyết cùng phán đoán kia. Nếu như bọn hắn thật có thể trở về, mang về không chỉ có là tình cảm của Khương Phàm, càng có cường giả của Khương gia. Đây là đánh cược, càng là khôn khéo. Trước khi rút về, đem tinh thạch có thể mang đi toàn chuyển về tới. Thông báo tiếp đến trưởng lão Độc Cô Thương. Để hắn đi Cổ Lan Sơn, một chuyến. Điều kiện tùy tiện bọn hắn đưa ra, ta muốn 20 sát thủ đỉnh tiêm, tàn nhẫn nhất. Dạ Thiên Lan hít sâu một hơi, không cứu liền không cứu, muốn cứu liền phải dùng toàn lực mà cứu. Ta lại đi Ngọc Hư Tông cùng Linh Cực Tông một chuyến, nhìn xem có thể mượn mấy trưởng lão hay không. Ừm. Dạ An Nhiên dùng sức gật đầu, bước nhanh rời đi. Khương Phàm tung hoành giữa rừng rậm, hướng Lang Gia Quốc mà xông. Đánh tan. Hắn sẽ chờ đến khi chính mình xuất hiện, càng sẽ mang theo Khương gia hiện thân. Lấy tính tình Vương gia, chỉ cần nhận được tin tức liền nhất định sẽ đi. Cứ như vậy, liền có thể gặp Vương gia ở thành Khôi Binh cùng. Nhưng, Vương gia có thể nhận được tin tức hay không, lại sẽ cứu người như thế nào? Khương Phàm cau mày. Nơi đó chắc chắn là thiên la địa võng, chút thực lực ấy của mình, có thể làm thứ gì? Tiểu xà lao vùn vụt ở phía trước, thay Khương Phàm điều tra lấy mãnh thú gần đó để kịp thời né tránh. Trong lòng Khương Phàm khẽ động, tập trung vào tiểu xà. Lấy tính cách Vương gia, nếu như đi liền không chỉ có là cứu người, sẽ còn báo thù. Nhất là Tam Hoàng Tử. Có lẽ nó có thể giúp được một đám, dù chỉ là công sức rất nhỏ. Tiểu đao, chúng ta phải phối hợp làm một chuyện. Khương Phàm gọi tiểu xà lại. Lấy Liệt Dương cung ra. Hắn muốn trước khi đuổi đến thành Khôi Binh, cùng tiểu xà luyện được sự ăn ý. Dạ Thiên Lan mặc dù truyền lệnh rút người đóng giữ quặng mỏ tinh thạch về, nhưng cũng không có công khai ra ngoài. Đầu tiên là bất động rút trưởng lão về, để các đệ tử mặc y phục của trưởng lão, làm bộ tiếp tục trấn thủ. Một khi gặp phải tập kích, lại quả quyết rút lui. Trong quặng mỏ cũng tiếp tục khai thác, không cần biết ngày hay đêm mà tiến hành. Dạ Thiên Lan từ tổ chức sát thủ, Cổ Lan Sơn, mời đến 20 tên sát thủ, đến Ngọc Hư Tông, Linh Cực Tông mượn được vài trưởng lão, cũng đều trong 5 ngày ngắn ngủi bí mật tiến vào Thiên Sư Tông. Sau 5 ngày, Dạ Thiên Lan ngay cả đệ tử tông môn cũng đều không có kinh động, trong đêm khuya lặng yên rời đi. Chỉ để lại bộ phận trưởng lão chủ trì sự vụ. Vô hồi thánh địa, Khương Tuyền cũng đã nhận được tin tức biến cố tại Lang Gia Quốc, Bắc Cương. Nàng không phải nghe nói từ La Phù Sơn Mạch, mà sau khi huynh trưởng Khương Hồng Võ rời đi đã tự mình phái đệ tử của nàng đi đến Lang Gia Quốc, kịp thời hiểu rõ tình huống nơi đó. Thời điểm khi bọn người khi Yến Tranh bị cưỡng ép bắt đi, cũng do bọn người Khương Hồng Dương, Bạch Ngao Thương tự mình áp hướng thành Khôi Binh, vị đệ tử kia trước tiên thả lôi tước ra, truyền tin tức về Vô Hồi Thánh Địa. Xin sư tôn mau chóng cứu lấy huynh trưởng. Khương Tuyền quỳ gối trước điện. Lễ bái mời sư tôn mới từ Đại Hoang trở về. Trong cung điện rộng rãi, một vị lão nhân đầu tóc trắng xóa cụp mắt xuống suy nghĩ, đạm mạc không nói.
Trong điện còn có 8 vị nam nữ tử trung niên đều cung kính đứng đấy, không có người nào dám nói chuyện. Xin sư tôn mau chóng cứu huynh trưởng. Xin sư tôn mau chóng cứu huynh trưởng. Xin sư tôn mau chóng cứu huynh trưởng. Khương Tuyền lần lượt lễ bái, lần lượt hô to. Đủ rồi. Lão nhân kia rốt cục cũng dương mắt nhìn, đôi mắt thâm thúy sáng lạn như tinh thần lại hiện ra hàn quang thấu xương. Dù ngươi đập nát đầu, ta cũng không có khả năng đến Lang Gia Quốc cứu người. Thánh địa ước hẹn thiên hạ, không phải tình huống đặc biệt, không được nhúng tay sự vụ nhân quốc. Người vi phạm, xử phạt. Người ở Vô Hồi Thánh địa chờ đợi 20 năm, điểm quy củ ấy cũng không hiểu. Gương mặt lão nhân tang thương mà lạnh lùng, ngữ khí lạnh nhạt lại nghiêm khắc. Ta chỉ thỉnh cầu xin sư tôn cứu huynh trưởng, không phải nhúng tay vào quốc vụ. Khương Tuyền dùng sức nắm chặt tay. Ý đồ vị tam hoàng tử kia hết sức rõ ràng, cơ hồ mọi người đều biết, lại hoàn toàn bắt lấy mệnh môn huyệt chết của huynh trưởng. Biết rõ là cái bẫy, nhưng huynh trưởng vẫn sẽ liều chết thử một lần. Thành Khôi Binh, nhất định sẽ mai táng rất nhiều người. Tam hoàng tử bố cục Thương Châu, vì kế thừa hoàng vị. Đây không phải quốc vụ lại là cái gì? Sắc mặt lão nhân âm trầm xuống. Những nam nữ tử hầu hạ bên cạnh đều cảm nhận được áp bách nồng đậm, còn có uy thế như thấu thể mà vào, chạm đến linh văn. Bọn hắn không thể không cúi thấp đầu, cũng không dám thở mạnh. Ngài là một trong thất túc lão của Vô Hồi Thánh Địa. Nói không phải, chính là không phải. Ai dám phản bác? Khương Tuyền chống cự lại áp lực đập vào mặt trong cung điện, cắn răng tiếp tục hô to. Hoang đường. Lão nhân bỗng nhiên đưa tay đập vào ghế đá hắc thạch kịch liệt lắc lư, cả cung điện cũng đều ù ù rung động. Như mãnh thú hoang cổ phát ra tiếng rít gào trầm trầm. Khương Tuyền bị khí lãng đập vào mặt làm cho sắc mặt tái nhợt, khí huyết không khoái, nhưng vẫn kiên trì nói. Chỉ là, cứu người, không phải, giết người. Lui ra. Xin, sư tôn, cứu huynh trưởng. Khương Tuyền vươn người đứng dậy, trùng điệp quỳ xuống, cái trán trắng noãn đập vào sàn nhà băng lãnh. Ta nói, lui ra. Xin, sư tôn, cứu huynh trưởng. Khương Tuyền lần nữa đứng dậy, quỳ xuống, dập đầu. 8 vị nam nữ tử trong điện âm thầm nhếch miệng, không dám khuyên Khương Tuyền, lại càng không dám khuyên sư tôn. Địa vị của bọn hắn và Khương Tuyền trong thánh địa đều là trưởng lão tôn quý, nhưng cũng không dám làm cản ở trước mặt sư tôn. Lão nhà đầu ngươi nghe không hiểu lời ta nói sao? Người đâu, kéo xuống cho ta, nàng dám rời đi nửa bước, đánh gãy chân của nàng cho ta. Lão nhân giận dữ đứng dậy, muốn rời khỏi. 8 người lại đồng thời cứng đờ, xong. Ngoài điện, Khương Tuyền ngẩng đầu, nhìn chằm chằm bóng người khô gầy trong điện kia. Lão nhà đầu. Hỏng, nói sai rồi. Khóe mắt lão nhân kéo ra, khí thế uy nghiêm đều yếu đi mấy phần. Lão nương ta 20 năm còn chưa có gả đi, là ai? Ta trước sau lĩnh về 5 người, người ngại kẻ không thiên phú, kẻ thì bộ dáng không xinh đẹp. Tên cuối cùng, còn nhìn hắn không thuận mắt, lão nương hiện tại đều không có người muốn lấy, người gọi ta là gì? Lão nha đầu. Khương Tuyền càng nói càng tức. Trong điện. Một vị nam tử coi như anh tuấn ho nhẹ một tiếng. Sư muội, ta muốn. Lăn. Khụ khụ. Nam tử kia vội vàng cúi đầu xuống, làm bộ ho khan che giấu xấu hổ. Chính ngươi tính khí nóng nảy, còn nói ta, ngươi nhìn xem ngươi lĩnh trở về đều là cái quái gì. Nói rõ ra chính là cố ý qua loa, tên cuối cùng còn chỉ mới 19 tuổi, phụ mẫu nó, ta có thể nhìn thuận mắt sao? Lão nhân quay đầu chỉ vào Khương Tuyền mà quát tháo. 19 tuổi thì thế nào? Lão nương xinh đẹp như hoa, vĩnh viễn 19 tuổi. Khương Tuyền cũng chỉ vào cung điện kêu to. Phản, phản rồi, không biết lễ phép, người đâu, kéo xuống cho ta, giam lại. Lão nhân giận dữ quát to, tức giận đến râu ria hai bên đều bay lên. Thế nhưng, 8 người cung kính đứng trong điện đấy, từng người đều cúi đầu rủ mắt xuống. Làm bộ không nghe thấy. 9 đệ tử thân truyền của ngài đều 40-50 tuổi, một người cũng đều không có gả đi, một người cũng đều không có cưới được thê tử. Không do thì ngươi do ai? Còn lão nha đầu, ngài dùng cái này mắng nàng, hay là chửi chúng ta? Điếc hết rồi sao? Lão nhân giận dữ không có chỗ phát tiết. 8 người chỉnh tề gật đầu. Vừa điếc, lăn, ngài bớt giận. 8 người quay đầu bước đi. Trở về.
Sư tôn, xin phân phó. Tám người lập tức dừng lại, khom người nghe lệnh. Lão nhân chỉ vào bọn hắn điểm điểm chỉ tay một hồi, nửa ngày không có xuất nổi một câu. Khương Tuyền giận dữ quay người. Người không cứu, tự ta cứu. Đứng lại cho ta, quy củ chính là quy củ, người không được hồ nháo. Người đã là người của thánh địa liền phải theo quy củ của thánh địa. Lang gia quốc, người không được đi. Lão nhân nghiêm túc mà nói. Vô hồi thánh địa thuộc về thánh địa, trách nhiệm là đóng giữ một phương, không thể nhúng tay sự vụ nước khác. Nếu không, chính là xúc phạm tối kỵ. Đừng nói hắn không gánh nổi Khương Tuyền, ngay cả thánh chủ cũng đều không gánh nổi. Ngươi trông coi quy củ của ngươi mà sống hết đời đi. Khương Tuyền không quay đầu lại, dứt khoát rời khỏi nơi này. Càng ngày càng làm càn. Mặt mo lão nhân căng cứng, ngồi về trên ghế. Tám vị đệ tử đều cung kính đứng ở phía dưới, ai cũng không nói chuyện, cũng không ai rời đi. Bọn hắn hiểu rõ tâm tình của sư muội, nhưng, bọn hắn cũng có thể hiểu rằng sư tôn khó xử như thế nào. Đều thất thần ở đó làm gì? Giữ nàng lại cho ta, giải vào thiết lao. Ngày nàng gia nhập thánh địa trở đi thì đã là thuộc về thánh địa, không thuộc về gia tộc. Chuyện của Khương gia tự mình giải quyết. Lão nhân trầm mặt hạ lệnh. Nếu như Khương Hồng Võ chết trong Lang gia quốc, chỉ sợ là sư muội sẽ không tha thứ cho ngài. Một vị nữ đệ tử dùng thanh âm rất nhỏ nói nhỏ. Khương Hồng Võ không phải hài tử, đã quyết định cứu người, sẽ chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Nếu như Khương gia chết rồi, oán chính hắn, oán hoàng thất Lang gia. Lão nhân không có tinh lực xử lý loại chuyện nhỏ nhặt này, nhiệm vụ thiết yếu của vô hồi thánh địa chính là cảnh giác đại hoang. Cô, còn không có tin tức của phụ thân sao? Khương Uyển Nhi nhìn thấy Khương Tuyền, lập tức đứng dậy nghênh đón. Mặc dù thời gian tại thánh địa rất bình tĩnh, cũng đã nhận được chỉ đạo của thánh địa, tu tập võ pháp mới, nhưng trong lòng từ đầu đến cuối vẫn nhớ mong tới phụ thân. Không có tin tức, chính là còn rất tốt. Khương Tuyền không có ý định nói cho người của Khương gia biết, như thế sẽ chỉ loạn hơn. Nghị ca ca thì sao? Cũng không có tin tức của huynh ấy sao? Khương Uyển Nhi lo lắng hơn là Khương Phàm, dù sao hắn cũng chỉ có một mình, còn lưu lạc tại đại hoang. Hắn có còn sống hay không? Hắn làm sao để sống sót? Sư tôn mới từ đại hoang trở về, mấy ngày nay sẽ bắt đầu giúp đỡ tìm kiếm. Tin tưởng thực lực chúng ta, tinh lực kiềm chế đại hoang trước đó đều có thể đi. Hiện tại bọn hắn đã trở về, rất nhanh có thể giúp ngươi tra được. Khương Tuyền nhẹ giọng trấn an nàng, chỉ là trong lòng cũng không ôm hy vọng. Ở tình huống lúc đó, Khương Phàm khả năng vào buổi chiều đầu tiên liền chết rồi. Nhiều ngày trôi qua như vậy, xương cốt đều không thừa nổi. Tìm. Đi nơi nào tìm? Khương Tuyền mặc dù đang mong đợi kỳ tích, nhưng lại không tin có kỳ tích. Ta tới xem một chút, có còn cần cái gì không? Khương Tuyền cố gắng giữ nét mặt tươi cười. Khương Uyển Nhi không nhìn ra vấn đề, mỉm cười nói. Chúng ta nơi này cái gì cũng có. Vậy là tốt rồi, ta phải rời khỏi mấy ngày, nhớ kỹ phải tu luyện thật tốt. Khương Tuyền căn dặn vài câu sau đó cũng rời khỏi khu rừng này. Sư muội, ngươi không thể rời khỏi thánh địa. Một mình ngươi, cũng không giúp được một tay. Tám vị sư huynh sư tỷ đợi nàng đi ra, đều vây lại quanh nàng. Đừng nói nhảm, giống thường ngày, tới đi. Khương Tuyền thường xuyên chuồn êm ra ngoài, các sư huynh sư tỷ cũng sẽ phối hợp đùa giỡn một trận. Làm bộ không địch lại. Sư muội, lần này không được, ngươi thuộc về thánh địa, cũng sẽ đại biểu thánh địa. Chúng ta không thể để cho ngươi đi. Tám vị sư huynh sư tỷ lần lượt kích hoạt linh văn lên, thái độ kiên quyết. Khương Tuyền nhíu mày. Các ngươi nghiêm túc. Sư muội, ngươi phải đến thiết lao đợi. Trong tám người, đại sư huynh đi đến phía trước nhất, linh văn lấp lóe, cương khí cuồn cuộn, xung quanh hắn hình thành một đầu địa long kinh khủng. Chấn động sơn dã, gào thét đến trời cao. Các ngươi. Khương Tuyền lắc lư ánh mắt, thật lâu, thanh âm hơi run. Ca ca ta, làm sao bây giờ? Thành khôi binh. Bắc Cương chủ yếu đóng quân trong thành, phụ trách tuyến phòng ngự thứ ba của Tây Cương cung cấp vũ khí cùng quân tốt. Nơi này quanh năm náo nhiệt. Rất nhiều tử đệ bần hàn, một vài người linh văn phẩm cấp thấp đều sẽ lựa chọn tới đây tiếp nhận kiểm nghiệm để trở thành luyện thể giả. Đến cứ điểm tích lũy công tích. Ở thế giới linh văn vi tôn này,
Đây là một cơ hội cho những người có thân phận hèn mọn như bọn hắn thay đổi vận mệnh. Mà trong thời gian gần nhất, thành Khôi Binh vốn thường náo nhiệt lại trở thành oanh động. Mục đích của Tam Hoàng tử rất rõ ràng, chính là muốn dẫn dụ người của Khương gia trở lại Bắc Cương. Chúng ta đều thấy rõ, nhưng phải xem người của Khương gia quyết định như thế nào. Chu Thanh Thọ xô đẩy đám người chen chúc trên đường phố, đi tới một khu trong thành Khôi Binh. Thương Châu Võ Viện mặc dù không bị điều động, nhưng hắn không chịu nổi cảnh tịch mịch nên đã vụng trộm chạy tới đây. Bắc Cương đều đang lan truyền tin tức, với tính cách Khương Hồng Võ, hắn khẳng định sẽ tới cứu người. Nơi này nhất định sẽ diễn ra một trận hỗn chiến. Ngươi cảm thấy, ai sẽ thắng? Tiêu Phượng Ngô không che giấu được hưng phấn, dạng hỗn chiến ân oán này khẳng định vô cùng đặc sắc. Người khác đều nói Khương gia hẳn đã chết rồi. Nhưng Khương gia không phải kẻ ngu ngốc, Khương Hồng Võ càng là người khôn khéo cay độc. Nếu như bọn hắn dám đến, liền khẳng định sẽ có tính toán. Vậy phải xem Tam Hoàng tử nghĩ nhiều, bố trí càng nhiều, hay là Khương Hồng Võ càng giảo hoạt, càng chuẩn bị đầy đủ. Chu Thanh Thọ mặc dù trẻ tuổi, nhưng đối với cục diện tại thành Khôi Binh hắn nhìn rất thấu triệt. Khương gia, mau tới đi. Tiêu Phượng Ngô cũng đã chờ không kịp. Không có khả năng nhanh như vậy. Khương gia đã sớm rời khỏi Lang Gia Quốc, chờ đến khi nhận được tin tức, lại gấp gáp trở về, tối thiểu cũng phải nửa tháng trở lên. Vậy cũng chưa hẳn, Tam Hoàng tử vì cái gì mà đột nhiên ở thời điểm này lại bắt người, khả năng chính là đã phát hiện tung tích Khương gia. Vậy cũng đúng. Ngươi nói, tên Khương Phàm kia còn sống không? Chỉ sợ là đã chết trong đại hoang rồi. Đáng tiếc. Tiêu Phượng Ngô một mực nhớ mãi không quên cái ngày trong thành Bạch Hổ đó đã nhìn thấy thú linh văn như thế nào. Thánh phẩm thú linh văn, quả thực là kỳ tích. Hắn lúc ấy đều hận không thể đi cùng theo Khương Phàm rời đi. Bọn hắn xuyên qua đám người, đi tới khu sân hành hình trong thành. Nơi này vốn là tràng luyện binh, sau khi được bố trí tỉ mỉ đã biến thành pháp trường. Yến Tranh, Côn Bác, Hùng Chiêm Nguyên, còn có hơn 700 nhân khẩu già trẻ lớn bé của ba gia tộc. Toàn bộ đều đang quỳ gối trên hình dài lạnh lẽo. Cái cổ, cổ tay, cổ chân, còn có trên lưng đều đang quấn quanh lấy xiềng xích nặng nề. Mỗi một xiềng xích đều chôn sâu bên trong mặt đá tại hình đài. Xung quanh hình đài có trên trăm vị cường giả có nham thổ linh văn ngồi đó, khống chế nham thạch thành gai bén nhọn trên mặt bàn. Một khi ra lệnh hành hình, những thứ này sẽ đâm xuyên qua thân thể đám người Yến Tranh trước tiên. Xung quanh pháp trường còn có số lượng lớn cường giả binh linh văn. Bọn hắn có một số đến từ Tam Đại Vương Phủ Thương Châu, có một số thì lại đến từ hai tông môn mạnh nhất Bắc Cương là Cửu Tiêu Cung và Huyền Thiên Cung. Cảnh giới đều từ linh nguyên cảnh trở lên, toàn thân tản ra khí tức lăng lệ tựa như vũ khí sắc bén, cảnh giác đám người chen chúc bên ngoài, cũng quét mắt nhìn bọn người Yến Tranh trên hình dài. Bọn người Yến Tranh đều bị phong tỏa kinh mạch, bọn hắn mỏi mệt lại hư nhược quỳ ở đó. Rất nhiều hài tử đã không kiên trì nổi, nằm nhoài trên hình dài. 9 ngày rồi. Bọn hắn đã quỳ ở chỗ này ròng rã 9 ngày rồi. 9 ngày này đối với bọn hắn mà nói không chỉ là khuất nhục, còn có phẫn nộ bi thống phía sau rét lạnh. Lạnh từ trong lòng. Bọn hắn đối với Bạch Hổ Quan, đối với Thương Châu, thậm chí đối với Hoàng Thất, triệt để thất vọng. Mấy chục năm kiên trì, trung thành cùng thủ hộ, cuối cùng đổi lấy kết quả như thế. Lúc này, đám người bên ngoài bỗng dâng lên một trận rối loạn. Một thiếu nữ áo xanh bị thô lỗ kéo đến. Nữ tử tóc dài tán loạn, trên quần áo là loang lổ vết máu, suy yếu lại chật vật, cơ hồ đứng cũng không vững. Khinh Vũ. Trong lòng Yến Tranh lập tức tuôn ra một cơn lửa giận, vừa muốn giãy giụa, lại động tới thương thế toàn thân, đau đến sắc mặt đều trắng bệch. Khinh Vũ, làm sao nàng cũng bị bắt cơ chứ? Đám người trên hình dài vô cùng bất ngờ, cũng tuyệt vọng. Ý vị này tức là Kim Dương Cung đã từ bỏ Khinh Vũ, không thể vì bọn hắn cầu tình, cũng không có khả năng tới cứu bọn hắn. Đều thành thật một chút, đừng ép chúng ta động thủ. Dù sao vài trăm người các ngươi, sớm chết mấy tên cũng không ảnh hưởng. Cường giả xung quanh hình đài lập tức cảnh cáo. Yến Khinh Vũ bị lôi kéo đến trên hình dài, phủ lên xiềng xích nặng nề. Kim Dương Cung cứ như vậy giao con ra. Yến Tranh có thể đoán được nhất định là Tam Hoàng tử đã tự mình bái phỏng Kim Dương Cung. Sư phụ đã tận lực rồi. Yến Khinh Vũ suy yếu nói nhỏ, xiềng xích sắt vào cái cổ mảnh khảnh của nàng. Ta đã nhắc nhở qua con,
có cơ hội liền rời khỏi Kim Dương Tông, đi càng xa càng tốt. Yến Tranh thống khổ nhắm mắt lại. Yến gia, triệt để xong rồi. Trấn thủ cứ điểm mấy chục năm, đây chính là kết quả mà chúng ta nhận được. Đáng thương. Côn Bác ngẩng đầu, nhìn đám người chỉ trỏ bên ngoài, thê thảm cười một tiếng. Có Hải Đồng ở phía sau nhẹ giọng nói nhỏ. Mẫu thân, con thật phải chết sao? Con, mới 8 tuổi, con đã làm sai điều gì? Mẹ Tiểu Hài cúi đầu xuống, thân thể gầy gò nhẹ nhàng run rẩy, muốn nói lời an ủi nhưng đều nói không ra. Trên tháp cao xung quanh pháp trường, Khương Hồng Dương, Khương Nhân, còn có đại trưởng lão nhị trưởng lão đang cẩn thận nhìn chằm chằm bầy người bên ngoài pháp trường, tìm kiếm thân ảnh khả nghi. Bọn hắn hiểu rất rõ Khương Hồng Võ. Chỉ cần nhận được tin tức, hắn khẳng định sẽ tới. Sau đó sẽ lăn lộn đến trong đám người, vụng trộm quan sát tình huống pháp trường. Chỉ có khi xác định được bọn người Khương Hồng Võ đến, trò chơi đặc sắc này mới có thể chính thức bắt đầu. Phụ thân, chẳng lẽ chúng ta cứ nhìn chằm chằm suốt ngày như vậy? Khương Nhân nhìn đến nỗi con mắt đều đau nhức, đều không phân ngày đêm mà đã nhìn đến 9 ngày rồi, còn muốn nhìn tới khi nào? Đây là mệnh lệnh của Điện Hạ, chúng ta hiểu Khương Hồng Võ nhất nên chỉ chúng ta mới có thể ở tại nơi này quan sát. Khương Hồng Dương cũng nhìn đến mệt mỏi rồi, nhưng hắn cũng không dám chống lại mệnh lệnh. Coi như Khương Hồng Võ tiến vào thành cũng chưa chắc sẽ đích thân xuất hiện, hoặc là ở xa xa nhìn vài lần, hoặc là phái mấy người đến tìm hiểu tin tức. Ta ngược lại đã nghĩ ra một kế có thể gây chú ý, nói không chừng có thể kích thích đến bọn hắn. Chỉ là... Khương Nhân dùng sức trà sát con mắt mệt mỏi, nhìn về mấy trăm nhân khẩu chen chúc trên hình dài. Nơi này không có người ngoài, có gì cứ việc nói. Khương Hồng Dương cùng hai vị trưởng lão đều thu hồi ánh mắt, quá mệt mỏi, đều nhìn đến mệt mỏi. Cách mỗi một giờ, ngẫu nhiên giết một tên, ta cũng không tin Khương Hồng Võ vẫn có thể bình thản. Đáy mắt Khương Nhân hiện lên sát ý tàn nhẫn. Đây cũng là ý kiến hay. Bọn người Khương Hồng Dương trao đổi ánh mắt. Dù sao cuối cùng đều phải xử tử, sớm giết mấy tên, thậm chí giết mấy chục mấy trăm tên thì cũng đều không có vấn đề gì. Cứ thế này một đao vỗ xuống một cái, khẳng định sẽ kích thích Khương Hồng Võ ở chỗ tối. Nói không chừng còn có thể buộc bọn hắn sớm động thủ, sau đó loạn trận cước. Nhị trưởng lão hơi có chút không đành lòng, nhưng nghĩ đến tình cảnh của bọn hắn lại không thể không kiên trì làm như thế. Các ngươi chờ đó, ta đi xin phép Điện Hạ, quan sát cho kỹ, chớ có biếng nhác. Khương Hồng Dương lập tức rời khỏi tháp nhìn. Chủ ý này mặc dù hung ác, nhưng đúng là ý kiến hay. Có thể thỉnh công. Tam hoàng tử không ở gần pháp trường mà núp ở tửu lâu cao nhất cũng xa hoa nhất thành Khôi Binh. Cả tòa tửu lâu đều bị bao hết, do thị vệ hoàng thất tự mình đóng giữ, đề phòng vấn đề. Tam hoàng tử đang ngồi ở tầng cao nhất, tầng thứ 16. Xuyên qua cửa sổ trước mặt, ngắm nhìn hướng pháp trường. Bọn người Yến Tranh đã quỳ ở nơi đó 9 ngày, hắn cũng ngồi ở nơi này 9 ngày rồi. Bên trong tầng cao nhất còn có 3 vị vương gia Thương Châu là Bạch Ngao Thương, Lý Thanh Phong, Triệu Nguyên Bá, bọn hắn không phân ngày đêm hầu ở nơi này. Ngoại trừ bọn hắn ra, trong phòng này còn có thêm một nhân vật đặc biệt. Tam ca, ta cảm giác ván này ngươi không thắng được. Một thiếu nữ ngây ngô ngồi trên giường êm. Tuổi tác không lớn, lại là một mỹ nhân tuyệt đối bại hoại. Da như mỡ đông, mắt như thu thủy, mũi ngọc tinh xảo ngạo nghễ ưỡn lên, môi đỏ trơn bóng, hàm răng như ngọc. Hình dáng nghiêng nước nghiêng thành mỹ lệ mà đơn giản, váy dài hoa lệ càng làm nổi bật khí chất tôn quý của nàng. Nàng là cửu công chúa Lang Gia Quốc, tướng mạo mỹ lệ, trí tuệ thông minh, lại là lục phẩm linh văn. Rất được nhân hoàng yêu thích. Nữ tỳ bên cạnh tam hoàng tử bất mãn nhìn nàng một cái, quá đáng ghét, còn chưa bắt đầu đã nói ra lời như thế. Tam hoàng tử thản nhiên nói. Nơi này nguy hiểm, cửu muội nếu như sợ, hay là sớm trở về đi. Ta không phải quan tâm ngươi thắng thua thế nào, ta quan tâm mặt mũi hoàng thất, ngươi cố ý làm lớn chuyện, oanh động huyên náo, phải chờ sau khi chuyện thành công, cũng sẽ khuếch đại công lao, để hoàng thất hài lòng, không truy cứu trách nhiệm của ngươi nữa. Nhưng, ngươi dùng sức quá mạnh, chuyện này lúc đầu có thể làm vô cùng tinh diệu rốt cuộc lại trở nên thô giáp. 50.000 tinh binh Cửu Tiêu Cung và Huyền Thiên Cung, đây là toàn bộ lực lượng trong tay ngươi, Khương Hồng Võ tra một cái liền rõ ràng. Ngươi mặc dù nắm những con tin này, nhưng Khương Hồng Võ lại có thời gian chủ động. Hắn không xuất hiện,
người cũng chỉ có thể chờ, hắn có thể kiên nhẫn tìm kiếm lỗ thủng, cẩn thận tính toán. Cứ như vậy, rõ ràng là ngươi đang làm cục, ngược lại lại biến thành ngươi ở ngoài sáng, hắn ở trong tối. Cửu công chúa thực sự nhìn không được, đều rất huyền chuyển nói hắn sẽ không thắng, nàng thậm chí cho rằng hắn còn sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Nàng sở dĩ tới đây chủ yếu là muốn gặp Thánh Linh Văn Khương gia kia một lần. Nhưng sau khi nhìn thấy Tam Hoàng tử bố cục, lại có chút thất vọng. Cửu muội, ngươi rất thông minh, nhưng ta cục diện bố trí, tuyệt đối không chỉ như thấy ngươi thế này thôi. Tam Hoàng tử bất phi sở động không có động tính, không bị thuyết phục. Lực lượng trong tay của hắn chính là những thứ này, nhưng lực lượng Khương Hồng Võ có thể sử dụng, đều còn đó. Coi như Thiên Sư Tông theo Khương Phàm tới, cũng không bằng 1/5 toàn bộ lực lượng của hắn. Bọn hắn, ai cũng đừng hòng trốn ra khỏi thành khôi binh này. Ta mặc kệ ngươi còn có bố trí như thế nào, nhưng ngươi ngồi ở chỗ này sẽ rất nguy hiểm. Ta nghe nói ngươi đã chuẩn bị thế thân, vì cái gì lại không dùng đến. Cửu công chúa ngồi ở trong góc, rất cẩn thận, đây không phải sợ chết mà là nếu đem mình làm bia sống ngồi tạ ở phía trước cửa sổ thì thật sự quá ngu xuẩn. Muốn câu cá lớn, há có thể dùng mồi giả. Tam Hoàng tử tin tưởng Khương Hồng Võ sẽ đến, nhưng lấy sự khôn khéo của Khương Hồng Võ, hắn sẽ không trực tiếp đi tới pháp trường cướp người. Phương pháp tốt nhất chỉ có một, bắt giặc trước bắt vua sau. Khương Hồng Võ sẽ ở thành khôi binh cẩn thận tìm kiếm hắn, vụng trộm quan sát hắn, không đến vạn phần xác định thì sẽ không có khả năng xuất thủ. Hắn đương nhiên biết ngồi ở chỗ này rất nguy hiểm. Nhưng chỉ có thế này mới có thể chân chính dẫn dụ Khương Hồng Võ tới. Điện hạ, Khương Hồng Dương đi vào tầng cao nhất, cung kính hành lễ với Tam Hoàng tử. Phát hiện Khương Hồng Võ rồi. Tam Hoàng tử nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Tinh thần bọn người Bạch Ngao Thương chấn động. Còn không có, Khương Hồng Võ vô cùng giàu hoạt, chỉ sợ sẽ không tùy tiện xuất hiện. Ta đã nghĩ đến chủ ý có thể kích thích bọn hắn đến. Nếu như bọn hắn thật ở trong thành liền sẽ loạn trận cước, sớm xuất thủ. Nếu như còn không có vào thành khôi binh, sau khi nhận được tin tức thì hắn cũng sẽ bằng tốc độ nhanh nhất chạy tới. Sau khi Khương Hồng Dương nói xong, ho nhẹ vài tiếng, hạ giọng nói. Ta đề nghị, cách mỗi 1 giờ, ở trước mặt mọi người xử tử 1 tên. Bọn hắn nhiều người, giết 4-5 ngày cũng chỉ mới 100 người. Nhưng thế này lại có thể kích thích cực lớn đến Khương Hồng Võ. Nét mặt của bọn người Bạch Ngao Thương lập tức quái dị. Chủ ý này điên rồi. Tuy nhiên, lại rất hữu hiệu. Dù sao bọn hắn đối mặt cũng là Khương Hồng Võ, mà trận dụ sát này chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại. Chuẩn, thông chi pháp trường, lập tức chấp hành. Nhóm đầu tiên, trước hết giết 10 tên. Tam Hoàng tử gật đầu, chủ ý này quả thật không tệ. Ta đi chấp hành ngay. Khương Hồng Dương hạ thấp mình lui lại. Chờ một chút. Mấy người Khương gia các ngươi cũng đều tới đây đi, bồi tiếp ta, sẽ an toàn hơn. Tam Hoàng tử không chỉ có đem mình làm mồi nhử, Bạch Ngao Thương, Triệu Nguyên Bá, Lý Thanh Dương cũng đều là mồi nhử. Đã có biện pháp kích thích Khương Hồng Võ sớm xuất thủ, bọn người Khương Hồng Dương cũng nên đến đây. Bên trong pháp trường, Phó Cung Chủ Cửu Tiêu Cung, Tống Thiên Hùng tự mình đi đến trước sân hành hình. Phụng lệnh điện hạ, thay đổi phương thức hành hình. Bọn người Yến Tranh, Côn Bác, Hùng Chiêm Nguyên liên tiếp ngẩng đầu. 3 nhà tộc nhân đều âm thầm khẩn trương, trực tiếp giết không được sao, còn muốn tra tấn bọn hắn. Tống Thiên Hùng để cho trong ngoài pháp trường đều yên lặng, cao giọng hô to. Lập tức lên, cách mỗi 1 giờ, giết 1 tên. 736 người, giết hết mới thôi. Bên ngoài pháp trường lập tức xôn xao. Bọn người Yến Tranh thì sắc mặt trắng bệch. Giết từng người. Để bọn hắn tận mắt nhìn thân nhân chết ở trước mắt sao? Có còn nhân tính hay không? Coi bọn họ là thành cái gì rồi? Tam Hoàng tử, người cút ra đây cho ta. Chúng ta trấn thủ Đại Hoang 20 năm, chưa bao giờ lui nửa bước. Chúng ta xứng đáng với Thương Châu, xứng đáng với Bắc Cương. Hùng Chiêm Nguyên đột nhiên nổi giận, điên cuồng xé rách lấy xiềng xích. Giết! Tống Thiên Hùng thét lên 1 tiếng ra lệnh, giận dữ chỉ vào mặt Hùng Chiêm Nguyên. 100 vị cường giả thổ linh văn xung quanh hình đài lập tức phóng thích minh mông thổ nguyên lực, trùng kích đâm đến trên hình dài. 10 mấy cây chùy nhọn đâm vào, xuyên thủng thân thể hùng tráng của Hùng Chiêm Nguyên. Chiêm Nguyên! Phụ thân! A a a! Không, không!
Đám người trên hình dài kịch liệt giãy giụa, muốn rách cả mí mắt. A! À, Hùng Chiêm Nguyên trừng trừng hai mắt, trùng điệp quỳ trên mặt đất, chỉ lên trời bi thương gầm thét. Tam hoàng tử, người như vậy mà lãng phí võ tướng cứ điểm, tất lạnh 100.000 thiết quân trái tim Bạch Hổ Quan. Một khi đại hoang có biến, thủ hộ cứ điểm bất lợi, ai đến ngăn cản mãnh thú ác linh, ai đến thủ hộ 100.000 con dân Thương Châu. Ngươi, ngươi! Hùng Chiêm Nguyên nói, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, vô lực cúi đầu. Yến Tranh cùng Côn Bác gắt gao nắm chặt nắm đấm, đè nén lửa giận cuồn cuộn trong lồng ngực. Giờ khắc này, bọn hắn không chỉ là thất vọng, càng là vô cùng oán hận. Điện hạ có lệnh, đợt thứ nhất, bắt 10 tên trước, lý do công bằng, ngẫu nhiên lựa chọn. Tống Thiên Hùng lạnh lùng nhìn bọn hắn, tựa như nhìn ra xúc đợi làm thịt, phung ra 10 giọt máu tươi, vẩy hướng về phía pháp trường, nhỏ đến trên thân 10 người trong đó. Không được, ta không muốn chết. 10 người hoảng sợ hãi thét lên, kịch liệt giãy giụa. 10 vị đệ tử Cửu Tiêu Cung nhảy đến trên hình dài, mở xiềng xích ra, thô lỗ lôi ra 10 người được tuyển chọn. Bọn xúc sinh các ngươi, để ta trước, trả nữ nhi của ta lại đây. Buông ra, con bé chỉ mới 5 tuổi, 5 tuổi thôi. A a a, Tam hoàng tử, lão tử làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Đổi thành ta, đến đây, đổi thành ta. Người thân trên hình dài điên cuồng giãy giụa, bị xiềng xích xé rách máu me be bét khắp người. Giết! Tống Thiên Hùng quát to một tiếng chói tai, 10 cái đầu lăn xuống tại chỗ. Giờ khắc này, bên ngoài pháp trường đã vô cùng xôn xao bạo động, đều bị một màn tàn nhẫn này kích thích. Rất nhiều cường giả trên tháp quan sát xung quanh hình thành bên lập tức ngưng mi quan sát, tìm kiếm lấy thân ảnh khả nghi. Thế nhưng, xem đi xem lại, thực sự cũng không nhìn ra cái gì. Chu Thanh Thọ và Tiêu Phượng Ngô lẫn trong đám người, nhìn một màn bi thảm phía trước, trên mặt không còn có nửa điểm nhẹ nhõm. Vốn là tới xem náo nhiệt, trong lòng lại cứ như bị thứ gì đó nắm lấy. Đây là đang bức Khương Hồng Võ xuất hiện sao? Muốn giết cứ giết, có nhất định phải như vậy hay không? Tam hoàng tử không sợ Bạch Hổ Quan tạo phản. Sắc mặt Chu Thanh Thọ cực kỳ khó coi, máu tươi đầy đất kích thích hắn thật sâu. Quá hèn hạ, là chủ ý của người nào? Có còn nhân tính hay không? Tiêu Phượng Ngô chau mày, dùng sức nắm chặt nắm đấm. Vào lúc này, thú linh văn trên trán của hắn đã nổi lên vài tia ấm áp, giống như đang chỉ dẫn cho hắn cái gì đó. Cỗ khí tức này. Tiêu Phượng Ngô lập tức quay đầu lại nhìn qua đám người hỗn loạn chen chúc ở phía sau. Khương Phàm bôi ngọc ngưng dao trên mặt, thay đổi bộ dáng, dưới chân đệm lên khối gỗ, tăng thêm chiều cao, ngay cả bên trong y phục đều lấp thêm đồ vật. Chợt nhìn tựa như một nam tử trung niên. Hắn không đành lòng đi xem thảm kịch ở pháp trường, cũng không dám lập tức rút, để tránh bị người khác tiếp cận. Tam hoàng tử, bất kính với hoàng thất là trách nhiệm của Khương gia. Bọn hắn, tội gì lại phải chịu như thế? Trong mắt ngươi, Bạch Hổ Quan đến cùng tính là gì? 13 vạn tướng sĩ Bạch Hổ Quan, trong mắt ngươi lại là cái gì? Trong lòng Khương Phàm đầy ngập lửa giận, gắt gao nắm chặt hai tay đang run rẩy lấy. Vì dẫn dụ Khương gia trở về, vì cái gọi là mặt mũi hoàng tử, tam hoàng tử vậy mà lại có thể tổn hại tính mệnh trung lương như thế. Ác độc, hèn hạ. Khương Phàm thật hận không thể thể tự mình bắt tam hoàng tử, cũng kéo tới nơi này dùng một đao chặt xuống. Chúng ta hình như đã gặp qua ở đâu rồi. Sau lưng Khương Phàm đột nhiên vang lên một tiếng nói. Trong lòng Khương Phàm căng thẳng, làm bộ không nghe thấy tiếp tục nhìn qua pháp trường. Mùi của ngươi. Rất quen thuộc. Tiêu Phượng Ngô đụng ở bên người Khương Phàm, lại ngửi ngửi mấy lần, ánh mắt sáng lên, quả nhiên là hắn. Chu Thanh Thọ kỳ quái đánh giá Khương Phàm vài lần, lại nhìn Tiêu Phượng Ngô. Người kia là ai? Ta còn tưởng rằng ngươi đã chết, đừng lo lắng, ta không có ác ý, cũng sẽ không hèn hạ như vậy. Tiêu Phượng Ngô không có lập tức nói ra, cũng làm bộ không quen biết nhìn qua phía trước. Người của võ viện cũng tới. Khương Phàm nghe được âm thanh nhưng cũng không buông lỏng cảnh giác. Lúc bắt đầu chúng ta cũng nghĩ sẽ bị điều đi, nhưng võ viện hình như cũng không có nhận điều lệnh. Chu Thanh Thọ bỗng nhiên hiểu rõ người này là ai, trong lòng lập tức nhấc lên từng trận sóng lớn. Tên quái vật này còn sống. Thánh phẩm linh văn. Hay là thú linh văn. Khương Phàm kỳ quái, làm sao lại không đến, chẳng lẽ là lo lắng Dạ An Nhiên liên lụy võ viện. Những người khác đâu? Tiêu Phượng Ngô cố nén xúc động không nhìn xung quanh.
Không biết. Khương Phàm đã tới được 3 ngày, một mực tìm kiếm bọn người Vương gia nhưng đến hiện tại cũng không hề có phát hiện được gì cả. Không biết hay là không muốn nói. Tiêu Phượng Ngô truy vấn. Các ngươi tại sao tới nơi này? Khương Phàm hỏi ngược lại một câu. Xem náo nhiệt. Tiêu Phượng Ngô mới vừa nói xong, Chu Thanh Thọ bên cạnh dùng sức chọc lấy hắn một cái. Náo nhiệt sao? Khương Phàm lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Tiêu Phượng Ngô nhún nhún vai, không nói thêm lời. Trên hình dài, Yến Khinh Vũ hư nhược ngẩng đầu, xuyên qua tóc dài xốc xếch, nhìn xem đám người hỗn loạn bên ngoài. Nàng giống như cảm nhận được một ánh mắt không giống với những ánh mắt khác. Giống như, hắn đã tới. Thế nhưng, xem đi xem lại, tất cả đều là những khuôn mặt lạ lẫm lại lạnh lùng. Yến Khinh Vũ đắng chát cười một tiếng, từ từ cúi đầu. Ảo giác. Chờ đợi. Hắn, còn sống không? Một giờ dài dằng dặc nhưng lại ngắn ngủi, Tống Thiên Hùng đúng giờ lại rảo bước tiến lên lôi chàng. Một giờ đã qua, lần này xem ai không may. Tống Thiên Hùng tùy tiện vung ra một giọt máu tươi, vẩy vào trên thân một lão nhân. Đệ tử Cửu Tiêu Cung lập tức thoát ra ngoài, không để ý hình đài đang phẫn nộ cùng chửi mắng, thô lỗ lôi lão nhân ra. Giết! Tống Thiên Hùng nói một tiếng sát lệnh, đầu người rơi xuống đất. Một giờ đã qua. Giết! Một giờ đã qua, lại giết! Trận chém đầu tàn nhẫn đã oanh động thành khôi binh, cũng kích thích mọi người từ bốn phương tám hướng hội tụ tới. Bên trong pháp trường tức giận gào thét cùng bên ngoài oanh động náo nhiệt, tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Các cường giả hoàng gia bên trên tháp quan sát thì khẽ nhíu mày, tràng diện càng ngày càng loạn. Một nửa người toàn thành hầu như đều gom lại ở nơi này, không nhìn thấy bờ. Dưới tình huống này, bọn hắn không chỉ có rất khó quan sát tung tích đám người Khương Hồng Võ, một khi bọn người Khương Hồng Võ thừa dịp xông đến loạn kích pháp trường sẽ rất phiền toái. Bắt đầu thanh lý đám người. Bên ngoài pháp trường giữ lại nhiều nhất 3.000 người. Bọn hắn không thể không hạ lệnh thanh lý. Khương Phàm nhìn thật sâu đám người tuyệt vọng trên hình dài, theo biển người hỗn loạn rời khỏi pháp trường. Tiêu Phượng Ngô muốn đuổi theo Khương Phàm, lại sắp bị biển người tách ra, cũng tìm không được nữa. Tửu lâu, tầng cao nhất, Tam Hoàng tử vẫn ngồi ngay ngắn tại đó, chỉ là sắc mặt đã trở nên ngưng trọng. Trời tối. Giết hết 16 người. Khương Hồng Võ vẫn không có xuất hiện. Đến cùng là không đến. Hay là cố gắng bình thản. Cửa thành một mực không có tin tức gì sao. Tam Hoàng tử cảm giác mình ngược lại đã không giữ được bình tĩnh nữa. Từ lúc truy nã Yến Tranh đến lúc bắt giữ tới nơi này, từ lúc bố trí pháp trường lại cho đến hiện tại, đều đã đi qua nửa tháng. Xem như Khương Hồng Võ ở chỗ sâu nhất trong La Phù thì hẳn là cũng nên chạy tới không lâu. Thị vệ sau lưng lập tức bẩm báo. Một mực không có tin tức truyền tới. Chú ý hình thể, khí tức, dáng người. Nhất là Khương Phàm, hắn chỉ là một hài tử 13 tuổi. Tiếp cận tất cả hài tử vào thành cho ta. Trong giọng nói của Tam Hoàng tử cũng có bất mãn. Khương Phàm, hắn còn sống. Khương Nhân khẽ giật mình, tiểu hỗn đản kia không phải đã chết trong đại hoang rồi sao? Bọn người Khương Hồng Dương cũng đều trao đổi ánh mắt, Tam Hoàng tử chỉ nói là vây quét Khương Hồng Võ. Không có nói đến Khương Phàm. Hắn đâu chỉ còn sống, hắn còn có thể mang theo giúp đỡ tới đây. Tam ca, người cần phải coi chừng người của Thiên Sư Tông. Cửu công chúa nhắc nhở Tam Hoàng tử. Thiên Sư Tông ốc còn không mang nổi mình ốc, tới không được mấy người. Tam Hoàng tử không có nhiều lời, tiếp tục chờ tin tức. Thiên Sư Tông sẽ là một biến số, không thể chủ quan. Khương Hồng Võ, Thiên Sư Tông. Bọn hắn đều sẽ từ một nơi bí mật gần đó xông tới. Ngươi lại đem chính mình đặt chỗ sáng. Đến cùng là ai đang tính kế ai? Cửu công chúa giống như không có chú ý tới sắc mặt Tam Hoàng tử, một lần lại một lần không hề cố kỵ mà nhắc nhở. Nơi nào đó tại Hoàng Thành? Người của chúng ta đều đã ẩn nấp kỹ hết chưa? Dạ Thiên Lan cải trang thành lão nhân, chắp tay đứng trong lữ điếm đơn giản, nhìn qua hướng pháp trường. Từng nhóm tiến đến. Đều phân tán đi ra, khắp nơi trong thành đều là tai mắt, bọn hắn không dám tới gần trung thành khu, đều ở khu ngoại thành. Thần sắc Dạ An Nhiên ngưng trọng. Phòng ngự thành khôi binh so với bọn hắn mong muốn quả thật rất nghiêm mật, từ 10 dặm bên ngoài thành khôi binh chú ý tới quan sát trên tường thành, trên đường phố, khắp nơi đều có thể thấy được tai mắt ẩn nấp. Bọn hắn phát hiện, những kẻ âm thầm ẩn núp khẳng định càng nhiều.
chú ý ẩn nấp, tuyệt đối không nên hành động thiếu suy nghĩ. Chúng ta là tới cứu người, không phải tới làm mồi nhử. Dạ Thiên Lan không hy vọng còn chưa bắt đầu đã bị Hoàng Thất tưởng lầm là Khương gia mà tiếp cận. Phụ thân, người nói Khương gia thật tới rồi sao? Dạ An Nhiên có chút không cầm chuẩn. Pháp trường đó mỗi một giờ liền giết một người, cũng hầu như là đều truyền ra tiếng kêu đau đớn thảm thiết cùng âm thanh dãy giụa tức giận. Ngay cả bọn hắn là những người ngoài này đều nghe không vô, Khương Hồng Võ làm sao có thể nhịn được. Ta đoán chừng là đã tới. Khương Hồng Võ là một kẻ hung hãn. Dạ Thiên Lan tự nhận chính mình cũng không nghe được những tiếng kêu thảm như thế này. Đó dù sao cũng là thuộc cấp trung thành nhất của Khương Hồng Võ, đã từng bảo đảm cho Khương gia thoát khỏi Bạch Hổ Quan. Khương Hồng Võ nếu mạo hiểm tới, đã nói lên mình trọng tình trọng nghĩa như thế nào, cũng càng chịu không được những tiếng kêu thảm nơi đó. Nhưng, ngay cả một điểm động tĩnh cũng đều không có. Cái này hoàn toàn có thể thấy rõ tính tình Khương Hồng Võ, cũng nói Khương Hồng Võ đang mưu đồ gì đó. Không động thủ, chỉ là thời cơ chưa tới. Không biết Khương Phàm đang ở đâu, có cùng Khương gia tụ hợp hay không? Dạ An Nhiên nhìn vào bóng đêm đen nghịt, nhẹ giọng tự nói. Chờ một chút đi, mặc kệ Khương Hồng Võ đang mưu đồ cái gì, muốn giết ra thành khôi binh này cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Bóng đêm dần dần sâu, bởi vì thành khôi binh cấm đi lại ban đêm mà càng trở nên trầm tĩnh. Khắp nơi trên đường phố không có một ai. Chỉ có Hoàng Thất cùng các cường giả hai cung Bắc Cương tiềm phục tại chỗ tối, sẵn sàng trận địa đón quân địch. Nơi pháp trường đó cách mỗi một giờ liền sẽ vang lên tiếng kêu thảm cùng những tiếng gầm thét, phiêu đãng trong màn đêm bao phủ thành khôi binh, thanh âm tê tâm liệt phế vừa tuyệt vọng vừa thống khổ, để cho người ta khó mà ngủ được. Một đêm bình tĩnh. Sáng sớm hôm sau, khi tia sáng mặt trời đầu tiên dâng lên, thành khôi binh lần nữa dần dần náo nhiệt lên, rất nhiều người chen chúc đi tới pháp trường, muốn xem tình huống như thế nào. Nhưng, bọn người Khương Hồng Võ vẫn không có xuất hiện. Pháp trường vẫn còn tiếp tục chém đầu. Tống Thiên Hùng tựa như là diêm la lấy mạng, tùy tiện vung ra một giọt máu tươi, rơi xuống trên thân ai thì người đó liền phải chết. Loại này phương thức hành hình này đã kích thích thần kinh của tất cả mọi người trong tam đại gia tộc. Bọn hắn phẫn nộ, cũng thấp thỏm. Bọn hắn sợ hãi, thần sắc khẩn trương cao độ. Có một số người đã sụp đổ mà bất tỉnh đi. Đảo mắt qua một đêm, Khương gia vẫn không có xuất hiện. Rất nhiều người đều không giữ được bình tĩnh. Mọi người từ nơi khác chạy đến xem náo nhiệt cũng bắt đầu nghị luận, Khương gia đến cùng có tới hay không? Phụ thân, Vương gia, người, sẽ đến không? Yến Khinh Vũ hừ nhược cúi đầu, thì thào nói nhỏ. Con hy vọng hắn tới sao? Yến Tranh đã quỳ 10 ngày, không có linh lực chèo chống, hắn cũng sắp gánh không nổi nữa. Con, không biết. Đôi môi Yến Khinh Vũ khô khốc có chút đóng mở. Ý thức cũng bắt đầu hôn mê. Ta không hy vọng Vương gia tới. Ta đưa Khương Vương phủ rời đi, là kính trọng Khương Vương đã thủ vững 20 năm, là thay ngàn vạn con dân Thương Châu, trả lại cho Khương Vương phủ ân tình 200 năm thủ hộ. Nếu như còn có thể làm lại, ta vẫn là lựa chọn giống vậy. Khinh Vũ, làm người, làm việc phải không thẹn với lương tâm. Yến Tranh theo bản năng muốn dạy Khinh Vũ đạo lý làm người, nhưng khi vừa mở miệng trong lòng lại tê dần. Con mắt ẩm ướt. Bọn hắn ai cũng không có tương lai nữa, còn nói đạo lý gì? Nếu như, ta nói là nếu như. Côn Bác thấp giọng khẽ nói cho các tộc nhân sau lưng nghe. Nếu như Vương gia thật tới, có hy vọng còn sống, các ngươi phải chạy, cái gì cũng không cần quản, cứ việc chạy. Côn Bác cảm giác Vương gia sẽ trở về, nhưng hắn cũng không nghĩ Vương gia có thể mang vài trăm người bọn hắn đây rời khỏi thành khôi binh. Đến lúc đó, nếu mấy huyết mạch có thể chạy khỏi, như vậy là đủ rồi. Hắn, chỉ mong giữ lại được đoạn hậu. Nếu như, Vương gia không tới, không cần oán trách Vương gia. Các ngươi, có thể oán ta. Có lỗi với các ngươi, là ta. Côn Bác cũng không hối hận khi đưa Khương Vương ra khỏi thành Bạch Hổ, nhưng hắn vì kiên trì lựa chọn trung nghĩa lại tống táng toàn bộ Côn gia. Chớ ồn ào, thời gian đã đến, kế tiếp. Tống Thiên Hùng phất tay. Một giọt máu tươi vung ra trên người Yến Khinh Vũ. Thân thể Yến Khinh Vũ run lên, giọt máu tươi kia mặc dù ấm áp, nhưng khi rơi vào trên người nàng lại thật giống như lạnh thấu xương. Phụ thân, không thể tận hiếu với người rồi. Con, không hối hận. Yến Khinh Vũ nhẹ giọng một câu,
Cô thân thể cứng ngắc liền uốn đứng lên. Yến Tranh dùng sức nhắm mắt lại, hai tay gắt gao nắm chặt, cố nén bi thống cùng phẫn nộ. Ngươi là Yến Khinh Vũ. Tống Thiên Hùng đi đến trước mặt nàng, giơ chiến đao nâng gương mặt tái nhợt của Yến Khinh Vũ lên. Lãnh Văn Thanh bình thường không phải rất cường thế sao, cứ như vậy từ bỏ ngươi. Đáng tiếc cho một mầm mống tốt. Tống Thiên Hùng cười lạnh. Một đệ tử tới sắp bắt được nàng. Chậm đã, đổi kẻ khác đi. Tống Thiên Hùng hạ đao xuống. Đổi kẻ khác. Vị đệ tử kia sững sờ. Nhà đầu này lúc ấy không để ý tình huống, cứng rắn muốn xin Lãnh Văn Thanh cứu Khương Phàm đi. Hai người nói không chừng là có tư tình gì đó. Giữ lại, chờ Khương Phàm tới lại giết, ngay trước mặt hắn. Tống Thiên Hùng đi xuống hình đài, lại vung lên một giọt máu tươi, vẩy hướng về phía hình, giọt máu rơi xuống trên người một nữ nhân khác. Giết ta đi, ta không muốn đổi người. Giết ta đi. Yến Khinh Vũ hư nhược giãy giụa, lại bị gắt gao đè lại. Đệ tử Cửu Tiêu Cung quả thực đã ném ra nữ nhân khác kia, tại trước bàn hình. Chém đầu. Lại một ngày đầy nắng trôi qua. Thành Khôi binh cổ lão dần dần khôi phục sinh khí. Tam hoàng tử lau trán, có chút mệt mỏi. Điện hạ, nếu không ngài nghỉ ngơi trước một hồi. Nữ tỳ đưa tới cho hắn một cái khăn lông ướt. Chờ một lát nữa. Tam hoàng tử nhất định phải chờ đến khi người của Khương gia xuất hiện. Bọn người Bạch Ngao Thương âm thầm nhếch miệng, phụ mẫu nó, phải đứng mấy ngày nữa đây. Không, ngươi là đang ngồi. Chúng ta đứng đây, chân đều cứng hết cả. Ta vẫn kiên trì ý kiến của ta. Thời gian kéo càng lâu, nói rõ bọn hắn mưu đồ càng sâu. Tam ca, ngươi sẽ gặp nguy hiểm. Cửu công chúa tiếp tục nhắc nhở. Nữ tỳ chau mày, vị công chúa này thật sự quá đáng ghét. Bình thường không phải rất thân cận với đại hoàng tử sao? Tại sao phải tới đây? Cố ý xem gia chủ của nàng thành trò cười. Lại đi hỏi một chút, nhìn thấy ai đang lãnh đạm lười biếng, nghiêm trị cho ta. Tam hoàng tử đang muốn đưa tay phân phó, sắc mặt hơi đổi. Bọn người Bạch Ngao Thương cùng lúc cảnh giác, ngẩng đầu nhìn về phía không trung. A, M Thanh gầm lên giận dữ, rung động trời cao. Liệt diễm mãnh liệt quét sạch trời cao hơn 1.000 mét, sáng sớm quang diệu thành Khôi binh. Như một mặt trời thứ hai đột nhiên xuất hiện ở trên trời. Một nam tử hùng tráng nhảy xuống mãnh cầm, liệt diễm sôi trào trùng thiên, vung lấy trọng đao thẳng hướng nơi cao nhất tòa tử lâu này. Nhanh chóng lao xuống. Thế như thiên thạch. Đến rồi, bắt sống cho ta. Tam hoàng tử bỗng nhiên đứng dậy, quả nhiên bọn hắn đã tới. Hắn không chỉ có là bố trí tam trọng vòng vây tại pháp trường, dưới mặt đất tại tử lâu này cũng bố trí rất nhiều cường giả. Bắt giặc trước bắt vua. Ngươi cần chính là ta. Ta cần chính là ngươi. Bảo vệ tốt điện hạ. Bạch Ngao Thương, Triệu Nguyên Bá, Lý Thanh Dương, còn có bọn người Khương Hồng Dương sẵn sàng trận địa đón quân địch. Ầm ầm, tử lâu kịch liệt lay động, cửa sổ đong đưa. Mười mấy sợi dây leo tráng kiện phá tan mặt đất. Giống như rắn lớn đáng sợ quấn quanh lấy tử lâu, phóng lên tận trời. Lục mang ngập trời, âm thanh chấn động cổ thành. Phảng phất một gốc đại thụ thông thiên ầm vang đứng vững tại nơi đó, rất nhiều trà cây cấp tốc tăng sinh, càng ngày càng tươi tốt. Thành Khôi binh kinh động, vô số ánh mắt nhìn về phía trong thành. Tới rồi. Khương Hồng Võ đến thật rồi. Xung quanh tử lâu, rất nhiều thân ảnh theo dây leo thẳng lên trời cao. Khương Hồng Võ. Ta chờ ngươi rất lâu rồi. Một người cao tới 3 mét, cơ bắp khoa trương, hùng tráng như thú, toàn thân bốc lên huyết quang đáng sợ. Hắn nhìn hằm hằm không trung, mượn dây leo trùng kích, bỗng nhiên bạo tạc. Cự đao rộng rãi, phong mang lạnh thấu xương. Hắn gầm lên giận dữ, đối đầu liệt diễm cuồn cuộn, chỉ lên trời cao bổ ra một đao cuồng mãnh. Khương Hồng Võ từ trên trời giáng xuống, trong liệt diễm cuồng chiều vung mạnh đao mà chạm, vũ động liệt diễm sôi trào. Keng, ầm ầm, tiếng đao chói tai, hỏa triều bạo động to lớn. Người kia giống như đụng phải vách đá, toàn thân run rẩy, đại đao vỡ vụn, phun ra ngoài một ngụm máu tươi, hắn ngửa mặt nhìn lên, đưa tay đánh tới dây leo đại thụ. Nhưng ngay sau đó, trên đỉnh đại thụ, những cường giả khác liên tiếp xuất thủ, hướng về phía Khương Hồng Võ phóng thích võ pháp, thanh thế cực lớn. Lôi triều oanh minh, chói mắt mãnh liệt, như thiên lôi cuồng vũ vung roi giữa trời. Xé rách hết thảy mọi thứ. Cự thạch gào thét, thạch đao vỡ vụn, trùng thiên phách chạm,
số lượng đạt tới 100 chuôi, mỗi một chuôi đều hơn 100 mét. Hàn quang lấp lóe, linh lực ngưng tụ thành hàng vạn ngân châm, dày đặc lại bén nhọn, nhanh chóng đánh về phía không trung. Càng có hàn phong gào thét, băng tinh trùng thiên hóa thành hơn 10 đạo băng quyền cứng rắn rét lạnh, bạo kích thiên khung. Năng lượng sôi trào, võ pháp thành hình, toàn bộ vọt tới không trung. Một bà lão xuất hiện từ tán cây đang nở rộ, tóc dài loạn vũ, hai con người phát ra tia sáng như thực chất. Khương Hồng Võ, tiếp ta một kích. Bà đưa tay giơ lên trời, cuồng phong gào thét cuốn về phía không trung hình thành gió lốc khổng lồ cuốn lấy những cường giả khác đánh ra tất cả thế công. Giống như một ác long phát cuồng, gầm thét đánh về phía Khương Hồng Võ. Sắc mặt vô số người đại biến. Một màn này quả quá rung động. Nhất định là cường giả của hoàng gia. Khương Hồng Võ tránh cũng không thể tránh, hắn điên cuồng phóng thích ra trùng điệp liệt diễm, liên miên bất tuyệt mà lao nhanh, toàn thân căng cứng, đụng vào gió lốc như chiều dâng kia. Ầm ầm, thiên khung bạo động, năng lượng mất khống chế. Khương Hồng Võ giống như một man thú, ở bên trong mạnh mẽ đâm tới, nhanh chóng lao xuống, ngạnh kháng lấy thế công kinh khủng, từ trên xuống dưới, quán xuyên trận gió lốc kinh khủng kia. A à, Khương Hồng Võ máu me khắp người. Sát thế kinh thiên vọt thẳng đến Tử Lâu. Bắt sống cho ta, nhìn chằm chằm xung quanh, Nghiêm Phòng Huyết Ngục đánh lén. Tam hoàng tử theo dây leo tiếp cận không trung, hai tay nắm chặt, bắt lấy, nhất định phải bắt lấy. Bọn người Bạch Ngao Thương sẵn sàng trận địa đón quân địch, bọn hắn đều không nghĩ đến Khương Hồng Võ vậy mà lại trực tiếp giết xuống như thế. Quá đột nhiên, cũng quá hung tàn. May mắn là đã sớm chuẩn bị, nếu không một kích đã có thể tiến vào Tử Lâu. Giết bọn hắn trở tay không kịp. Khương Hồng Võ, người quá cuồng ngạo. Đến đây, ngăn hắn lại. Bà lão kia gào rít, đưa tay nâng lên, giữa thiên địa lại nổi lên cuồng phong. Hai tay trái phải giống như là hai vòng xoáy, xé rách lấy phong nguyên lực trong phạm vi mấy chục dặm hội tụ tới nơi này. Giết! Một người kích phát lên lôi chiều, hóa thành một lôi quyền bá liệt to như nóc nhà, lôi quang chói mắt, táo bạo lại oanh minh. Một người khác thì nhấc lên ngàn vạn đá vụn, cuồng dã va chạm, ngưng tụ thành thạch quyền, nặng đến trăm vạn tấn, bên ngoài đều là gai nhọn từ nham thạch. Một người khác nữa thì tạo ra kiếm chiều vô tận, xen lẫn thành một thanh kiếm khổng lồ, gào thét xoay tròn, khí tức sắc bén cách ở rất xa vẫn có thể xé rách da thịt. 12 vị cường giả hoàng thất, 12 năng lượng hình thành thành nắm đấm đáng sợ, toàn bộ ngay lập tức liền quăng về phía không trung. Ầm ầm. Cuồng phong gào thét mãnh liệt, 12 nắm đấm năng lượng đánh tới, thanh thế to lớn, tràng diện kinh người, giống như một người khổng lồ đang nổi điên, loạn quyền trùng thiên, đánh tới tới Khương Hồng Võ. Tốt! Khương Hồng Dương hít một hơi khí lạnh, rung động lại kích động. Không hổ là cường giả hoàng thất bồi dưỡng, quá mạnh. Khương Hồng Võ dẫn dắt liệt diễm đầy trời, ngưng tụ thành lít nhít tinh thuẫn, vờn đến xung quanh, ngạnh kháng cỗ chiều cường kinh khủng này. Nhưng, cỗ chiều dâng vây quét này quá cường đại, tinh thuẫn đảo mắt đã vỡ nát, liệt hỏa mất khống chế mà lao nhanh. Khương Hồng Võ chật vật phản kích, nhưng vẫn là bị thạch quyền nện ở trên thân, phun máu phè phè, lăng không xoay người, ngay sau đó kiếm khí, bảo luân va vào trên người, máu thịt lập tức be bét, bị đánh bay ra ngoài. Đại thụ lập tức cuốn lên dày đặc sợi đằng, quấn chặt Khương Hồng Võ. Các cường giả hoàng thất từ trên trời rơi xuống trên dây leo đại thụ. Bọn hắn không kiêu ngạo, cũng không buông lỏng mà cảnh giác cửa hàng xung quanh tử quán. Nếu Khương Hồng Võ tới, rất có thể huyết ngục sẽ ở xung quanh. Tam hoàng tử liếc mắt cửu công chúa đã đứng lên kia, cười lành lạnh một tiếng. Đây chính là sát chiêu của hắn. Với tính cách Khương Hồng Võ, muốn phá cục thành khôi binh, cũng chỉ có thể đến bắt sống hắn. Quả nhiên, đã thành công. Cửu công chúa không để ý đến ánh mắt của hắn. Nàng cảnh giác xung quanh, huyết ngục đâu? Vì cái gì lại chưa từng xuất hiện? Buông Khương Hồng Võ ra. Tam hoàng tử hướng về phía bên ngoài hô to. Dây leo quấn chặt Khương Hồng Võ, từ bên ngoài xé rách vào trong, treo ở giữa không trung. Khương Hồng Võ máu me khắp người, lộ ra xương trắng nhìn thấy mà giật mình. Khương Vương, lại gặp mặt. Không, không nên lại xưng là Khương Vương. Ngươi đã tự nguyện rời khỏi Lang Gia Quốc rồi. Tam hoàng tử nhìn Khương Hồng Võ bị khống chế gắt gao, trên mặt rốt cuộc cũng lộ ra mấy phần tươi cười. Rốt cuộc cũng bắt được.
hắn đã có thể có cái để bàn giao cho hoàng thất. Chỉ cần lại bắt được Khương Phàm, tìm về tất cả người của Khương gia, sự mất mặt ở Bạch Hổ Quan liền có thể một lần nữa kiếm về. Mang theo mặt nạ làm gì? Không có mặt mũi gặp người khác sao? Khương Nhân bước nhanh đi qua, một thanh giật cái mặt nạ rách dưới xuống, sau khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc kia, mới nhẹ nhàng thở ra. Đại ca, rốt cuộc cũng đã gặp mặt, ngươi muốn bắt điện hạ, thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Khương Hồng Dương tiến đến trước mặt hắn, nói lời lạnh nhạt. Khương Hồng Võ cúi thấp đầu, chỉ đang thống khổ than nhẹ. Tên Khương Vương Phủ 200 năm trung nghĩa đã hủy ở trên tay Khương Hồng Võ ngươi. Ngươi, có thẹn với liệt tổ liệt tông hay không? Ngươi, có nhục với danh hiệu Khương Vương, này hay không? Khương Hồng Dương vừa nói vừa bắt lấy tóc Khương Hồng Võ, dùng sức nhấc lên, hướng về phía Tam Hoàng Tử. Mở mắt ra, nhìn điện hạ. Ha ha, Khương Hồng Võ à, huyết ngục của ngươi đâu? Kêu đi ra đi, ngươi đã đến đây liền xứng đáng với bọn người Yến Tranh. Thương Châu, sẽ không có ai nói ngươi vong ân phụ nghĩa, thế này đủ rồi. Tam Hoàng Tử đi đến trước mặt Khương Hồng Võ, nhìn ánh mắt của hắn. Khương Hồng Võ không nói gì, giống như là nhận mệnh. Nói, đừng gắng gượng nữa. Khương Hồng Dương dắt lấy tóc Khương Hồng Võ, dùng sức lung lay. Thế nhưng, Khương Hồng Võ cái gì cũng không nói. Chờ một chút, có gì đó không đúng. Bạch Ngao Thương nhíu mày nhìn chằm chằm Khương Hồng Võ, do dự một chút, đưa tay chộp tới mặt của hắn. Thực lực của Khương Vương, không chỉ như vậy. Triệu Nguyên Bá cũng lập tức cảnh giác, mặc dù đột nhiên giết ra có chút vượt quá ngoài ý muốn, nhưng luôn cảm thấy có chút. Ngu! Bọn thị vệ hoàng thất lập tức trông coi Tam Hoàng Tử lui lại. Bạch Ngao Thương sau khi xem kỹ trên mặt Khương Hồng Võ liền đưa tay giật xuống một lớp da người. Khuôn mặt lộ ra lại là một người đàn ông xa lạ. Ha ha! Nam tử này đột nhiên dùng sức cắn nát cái gì đó, trong miệng lập tức đầy tràn máu tươi. Hắn thống khổ kêu nhẹ, kịch liệt giãy giụa, dần dần không còn khí tức nữa. Đám người cau chặt lông mày, lập tức nhìn phía pháp trường. Tản ra cho ta. Tam Hoàng Tử quát tháo dây leo che chắn trước mặt. Dây leo thoáng tản ra, cũng không hề hoàn toàn biến mất, để bảo đảm không có gì bất ngờ xảy ra. Đúng vào lúc này, phương hướng pháp trường đột nhiên truyền đến tiếng ầm ầm kịch liệt, đinh tai nhức óc, cả thành khôi binh đều đang lay động. Bụi đất tung bay, tiếng hô to nổi lên bốn phía, loạn thành một mảnh. Xảy ra chuyện gì? Sắc mặt Tam Hoàng Tử khó coi. Tên Khương Hồng Võ này quá giàu hoạt. Đoán được mình sẽ đem tinh lực chủ yếu đặt ở nơi này, liền cố ý ném một tên thế thân tới chịu chết, mục tiêu chân chính lại là trực tiếp cướp pháp trường. Nhưng, nơi đó cũng đã được bố trí ba tầng vòng vây, có cường giả hai cung Bắc Cương, tam đại cường giả Vương Phủ, còn có 50.000 quân tốt tinh nhuệ. Hắn muốn làm thế nào? Trong ngoài ngoài pháp trường lâm vào đại loạn, trên mặt đất phạm vi hơn 3.000 mét đột nhiên đổ sụp. Ngoại trừ hình đài bởi vì đặc thù nên vẫn còn vững vàng kháng trụ ra thì mặt đất xung quanh đều gấp rút hạ xuống, số lượng lớn cường giả đóng giữ cùng đám người xem náo nhiệt cũng rơi xuống theo. Tám đầu thạch mãng, rắn đá tráng kiện theo tầng đất sụp đổ gầm thét lao ra. Bọn chúng tráng kiện khổng lồ đến nỗi giống như là yêu thú, chúng đang cuồng dã xông về hình đài. Đám hỗn đản này đào địa động sao? Ngăn chặn cho ta, chuẩn bị sẵn sàng nghênh chiến. Trăm vị cường giả xung quanh hình đài lập tức triển khai phản kích. An Nhiên, thông chi bọn hắn, chuẩn bị xuất thủ. Dạ Thiên Lan lập tức lên đường, xông về hướng pháp trường. Khương Hồng Võ tính toán thật giỏi, hấp dẫn trên trời, lại nghĩ cách cứu viện dưới mặt đất. Sự phối hợp này thật không tệ. Nói không chừng dưới mặt đất đã xuyên suốt số lượng lớn thông đạo. Nhưng pháp trường đóng giữ rất nhiều cường giả. Bọn hắn muốn giết ra ngoài vẫn phải bỏ ra không ít đại giới. Nhưng có thêm Thiên Sư Tông liền dễ dàng hơn rất nhiều. Khương Hồng Võ đáng chết. Đi ngăn lại cho ta. Sắc mặt Tam Hoàng Tử cực kỳ khó coi, tính đi tính lại vẫn là không nghĩ tới Khương Hồng Võ sẽ đào hang từ dưới mặt đất đi ra. 12 vị cường giả hoàng thất phía ngoài lập tức phân ra 9 vị, xông về phía pháp trường. Bọn người Bạch Ngao Thương xúc động muốn giết qua. Nhưng ai cũng không hề động. Bọn hắn hôm nay chỉ là mồi nhử, mọi chuyện còn lại đều giao cho hoàng thất cùng những người Cửu Tiêu cung kia. Nhưng, ngay thời điểm bọn hắn lo lắng nhìn về phía pháp trường, Khương Hồng Võ đã chết lại lặng lẽ mở mắt ra.
Vừa rồi hắn phun ra huyết thủy, là máu giả. Trên mặt xác thực mang theo mặt nạ, nhưng không chỉ là một tầng. Bên ngoài là hắn làm bộ. Tầng thứ hai làm bộ không phải hắn. Khí tức của hắn không còn do ăn vào đan dược mà Khương Tuyền cho giúp che giấu cảnh giới. Mục tiêu của Khương Hồng Võ chính là Tam Hoàng Tử. Ngay cả pháp trường bên kia, dưới tầng đất sụp đổ cũng chỉ có 8 tên huyết ngục. Bọn hắn kéo dài đến bây giờ mới xuất thủ, một mực chính là đang cẩn thận đào hố, cam đoan khi sụp đổ sẽ gây ra hỗn loạn, hấp dẫn lực chú ý. Huyết ngục còn lại thì tản mát ở xung quanh tử lâu. Khương Hồng Võ đang chuẩn bị. Huyết ngục cũng đang chuẩn bị. Một trận đánh giết chân chính, bây giờ hẳn là phải bắt đầu. Nhưng, Khương Hồng Võ tính tới hết thảy, diễn luyện rất nhiều lần, duy chỉ có không nghĩ tới nơi này còn có một công chúa tinh minh. Cửu công chúa cũng nhìn phía pháp trường, nàng luôn cảm thấy là lạ, không khỏi quay đầu nhìn về hướng Khương Hồng Võ. Khương Hồng Võ vừa muốn kích hoạt linh văn lại lập tức cảnh giác, ngay cả mở mắt ra chút cũng không dám động. Cửu công chúa nhìn chằm chằm Khương Hồng Võ, thần sắc dần dần ngưng trọng. Tam ca. Đầu ngón tay của cửu công chúa giữ chặt nhẫn không gian của mình, la lên gọi Tam Hoàng Tử. Đừng có lại nhiều lời. Tam Hoàng Tử không rảnh quản cửu công chúa. Khương Hồng Võ thầm nghĩ sắp hỏng rồi, hắn lập tức muốn phản kích sớm. Đúng vào lúc này, trong tiểu lâu cách tử lâu này ba đầu đường phố bên ngoài, Khương Phàm một mực tiềm phục tại nơi này, lại nắm chặt Liệt Dương Cung. Khi pháp trường xảy ra bất chắc, thời điểm Tam Hoàng Tử cho tinh lực chuyển di, Khương Phàm liền quả quyết ngưng tụ hỏa thương, thôi động pháp trận, ngưng tụ minh mông hỏa diễm. Tiểu đao, xem ngươi rồi, trợ giúp vương gia. Khương Phàm không biết Khương Hồng Võ đang ngụy trang thật thật giả giả. Hắn chỉ là dự đoán vương gia sẽ đánh lén Tam Hoàng Tử. Không biết là dùng biện pháp gì. Cho nên hắn vẫn một mực đợi ở đây. Quả nhiên, vương gia đã tới, rất có thể bị bắt. Đây chính là hắn cơ hội xuất thủ, tiểu xà vèo thoát ra ngoài. Oanh! Hỏa thương nổ bắn ra cuốn lên hỏa chiều mãnh liệt, đánh về phía tầng cao nhất của tử lâu cách đó trăm thước. Tiểu xà phía trước, hỏa thương ở phía sau, cơ hồ như hòa làm một thể. Đây là phối hợp ăn ý đã hình thành sau khi bọn hắn trên đường tới đây đã luyện tập hơn ngàn lần. A! Bọn người Tam Hoàng Tử lập tức cảnh giác. Cường giả hoàng thất khống chế dây leo cũng phát giác được ánh lửa. Quả quyết khống chế dây leo, hình thành thủ hộ. Nhưng, chuyện đột nhiên xảy ra, lực chú ý của bọn hắn vốn là đang bị pháp trường nơi đó hấp dẫn lấy nên phản ứng vẫn là chậm đi mấy phần. Hỏa thương trong nháy mắt mà tới, tại thời điểm dây leo hoàn toàn khép kín lại, trong một giây, hỏa thương đã đánh vào tử lâu, liệt diễm theo sát phía sau thì hoàn toàn ngăn trở. Điện hạ coi chừng, nữ tỳ trước tiên ngăn ở phía trước Tam Hoàng Tử, hình thành tường băng. Quả thực là đã kháng trụ với hỏa thương đang lao tới. Bạo tạc mãnh liệt, oanh động tầng cao nhất. Bọn người Bạch Ngao Thương quá sợ hãi, lại sửng sốt một chút. Chỉ điểm uy lực ấy, lại dám tấn công đến đây. Nhưng chính là cỗ hỏa diễm nhìn như, yếu ớt, này lại cho tiểu xà một cơ hội, nó thì thừa dịp hỗn loạn, xảo diệu chui được vào phía dưới áo bào của Tam Hoàng Tử. Ngọn lửa màu vàng, là Khương Phàm. Bọn người Khương Hồng Dương lập tức kịp phản ứng. Bắt sống cho ta. Tam Hoàng Tử thét lên ra lệnh. Khương gia tới, Khương Phàm cũng tới. Giao cho chúng ta. Khương Hồng Dương, đại trưởng lão, nhị trưởng lão lập tức lên đường, ngay cả Khương Nhân cũng nhịn không được mà đuổi theo. Đây là người của Khương gia bọn hắn, nên tùy theo bọn hắn đến bắt. Ở nơi đó, bọn hắn xông ra tầng khỏi cao nhất của tử lâu, rơi vào trên đường. Trước tiên tập trung vào trăm thước bên ngoài. Khương Phàm thu Liệt Dương Cung lại, huy động cánh sau lưng phóng lên tận trời, hướng về nơi xa chạy trốn. Làm sao lại có cánh? Thật sự là Khương Phàm sao? Đuổi đuổi đuổi, đuổi kịp lại nói. Đám người Khương Hồng Dương hơi do dự nhưng vẫn tăng tốc đuổi theo. Khương Phàm thôi động hỏa dực bay ra vài trăm mét, đột nhiên rơi xuống, nhảy tới trong một cái viện nào đó. Sẽ còn gặp lại. Trong viện tụ hơn 30 người tuổi tác tương tự hắn, hình thể cũng tương tự, còn mặc y phục hài tử. Đây đều là người mà Khương Phàm gom lại trong những ngày qua. Cho mấy khỏa đan dược, để bọn hắn làm chân chạy, bọn hắn rất tình nguyện. Cho nên, Khương Phàm ra lệnh một tiếng, bọn hắn toàn bộ liền leo tường xông ra ngoài, hướng các phía khác nhau mà phóng đi.
Khương Phàm thì tiến vào gian phòng bên trong, từ một đầu móc ra một đường thông đạo rời khỏi đó. Xảy ra chuyện gì? Bọn người Khương Hồng Dương sửng sốt một chút, nhìn Khương Phàm phóng tới bốn chỗ. Cái này, phụ mẫu nó, làm sao đuổi được đây? Đuổi theo, toàn bộ bắt lấy. Hắn khẳng định là ở trong đó. Đại trưởng lão tức giận, lại bị một tên hài tử đùa nghịch. Nhưng, bọn hắn vừa muốn lao ra, một trận kịch biến đột nhiên bộc phát tại tử lâu. Tam ca, Khương Hồng Võ có cái gì đó không đúng. Cửu công chúa lại chú ý tới Khương Hồng Võ nơi đó, mặc kệ tam hoàng tử có thái độ gì, nàng vẫn nghiêm túc quát tháo nói với hắn. Cái gì? Tam hoàng tử vừa mới chuyển người qua, tiểu xà bên trong áo bào lại nhếch cái đuôi nhọn như đao lên. Năng lượng dành dụm toàn thân, phần đuôi đều nở rộ lên hồng quang yêu dị. Đao nhọn đỏ bừng, giống như mới từ trong nham tương rút ra. Tiểu xà căng cứng toàn thân, bỗng nhiên bạo phát, trường đao sắc nhọn hướng lên trên đâm một đao. Phốc phốc, a, à, tam hoàng tử căng cứng toàn thân, kêu thảm nhảy dựng lên. Đám người giật mình, lập tức hướng xung quanh cảnh giác, xảy ra chuyện gì. Tam hoàng tử dùng sức che phía dưới, xé rách lung tung, thổi phù một tiếng, cùng với máu tươi phun tung tóe, rút ra một con tiểu xà dài nhỏ. Tiểu xà giãy giụa, một cái đuôi đâm xuyên qua cổ tay của hắn. Tam hoàng tử lại kêu sợ hãi mà buông tay. Tiểu xà vèo một cái liền vọt ra ngoài. Bắt nó lại. Tam hoàng tử gầm thét. Sỉ nhục. Vô cùng nhục nhã. Là ai vô sỉ như vậy? Bạch Ngao Thương lập tức muốn truy kích, nhưng cố dừng lại. Đuổi theo. Tam hoàng tử đang muốn quát tháo, sắc mặt hơi đổi. Điện hạ, nữ tỳ thét lên, nhào về phía tam hoàng tử. Ngay một khắc này, Khương Hồng Võ vận sức chờ phát động đột nhiên chấn mở dây leo toàn thân. Liệt diễm toàn thân như núi lửa phun trào, kịch liệt sôi trào, nhiệt độ kinh khủng trong nháy mắt làm cái bàn cũng bốc hơi, ngay sau đó liệt diễm tuôn ra nuốt hết cả tầng cao nhất. Bạch Ngao Thương, Triệu Nguyên Bá, Lý Thanh Dương đều vội vàng không kịp chuẩn bị, chật vật tung bay ra ngoài. Nữ tỳ bị đốt sống chết tươi. Cửu công chúa kịp thời phản ứng, từ trong nhẫn không gian triệu ra một kiện áo bào đẹp đẽ. Áo bào bị linh lực kích thích, cường quang sôi trào hóa thành một đầu mãnh cầm, quấn lấy cửu công chúa cấp tốc thoát đi. Tam điện hạ, người chính là đợi ta tới rồi đây. Khương Hồng Võ dậm chân phóng tới, từ trong liệt diễm cuồn cuộn bắt tam hoàng tử lại, phá tan dây leo nặng nề xông ra ngoài. Cường giả huyết ngục tiềm phục tại xa xa, khi nhìn thấy liệt diễm phá tan tử lâu, một khắc này, bọn hắn lập tức triển khai hành động. Đến đây. Toàn bộ 18 vị huyết ngục mạnh nhất bạo khởi, thân thể mãnh lực cuộn mình từ trong nhẫn không gian triệu ra tấm chắn. A a a. Những huyết ngục còn lại lên tiếng cuồng hống, phóng xuất ra lôi chiều, thạch trùy, trọng kiếm cùng các loại võ pháp cường hãn, lấy trạng thái mạnh nhất đánh về phía tấm chắn. Tấm chắn ầm vang vỡ vụn, 18 vị huyết ngục mạnh nhất bay đến trời cao. Bọn hắn ở giữa không trung khống chế lại thân thể, ánh mắt hừng hực, nhẫn không gian ở tay phải lóe lên tia sáng. Liêm đao huyết sắc xuất thủ. Giết! Những huyết ngục còn lại cũng chịu ra liêm đao huyết sắc, cũng thẳng hướng bọn thủ vệ khác ở xung quanh tử lâu. Cứu điện hạ! Bạch Ngao Thương bộc phát lôi chiều toàn thân, không đợi đến khi rơi xuống đất liền xé rách hỏa diễm, phát ra tiếng gầm thét gấp gáp. Điện hạ! Bọn người Triệu Nguyên Bá liên tiếp rít gào, phá tan hỏa diễm, muốn đuổi bắt Khương Hồng Võ. Ba vị cường giả hoàng thất trên dây leo lập tức lao xuống. Dây leo lắc lư kịch liệt giống như vô số cự mãng đang đánh về phía Khương Hồng Võ. Khương Hồng Võ gắt gao bóp lấy cổ tam hoàng tử, hét lên một tiếng, như hổ gầm hoang dã, liệt diễm sôi trào cuồn cuộn, trong nháy mắt hóa thành hàng vạn hỏa tinh sáng long lanh, lóe ra tia sáng chói mắt, trong chớp mắt toàn đều bộ nổ bắn ra. Bọn chúng nhanh chóng cuồng kích bát phương đánh về phía tất cả mọi người xung quanh. Ngay sau đó, ầm ầm, tất cả hỏa tinh đều bạo tạc. Mỗi một khỏa đều áp xúc năng lượng cực hạn, mỗi một khỏa đều sôi trào lên đại uy thế băng diệt. Quả thực đây là đợt đầu tiên bọn người Bạch Ngao Thương gánh vác dưới cuồng nộ vây quét như thế này, số lượng lớn thị vệ hoàng thất đều bị tạc chết hoặc là bị thiêu chết. Ngăn hắn lại. Bạch Ngao Thương lo lắng lại phẫn nộ, hắn xua tan liệt diễm muốn giết đi qua. Nhưng cứ như vậy một hồi, 18 vị huyết ngục mạnh nhất đã vượt ngang vài trăm mét, liên tiếp vọt tới gần. Vừa mới rơi xuống đất đã lần nữa bạo động. Ba người một tổ,
phân biệt lao về phía Triệu Nguyên Bá, Lý Thanh Dương, ba vị cường giả hoàng thất giữa không trung, cùng lão nhân khống chế dây leo trong tử lâu. Bạch Ngao Thương, ân oán 15 năm của chúng ta, hôm nay cùng một chỗ giải quyết luôn đi. Khương Hồng võ triệu ra liệt hỏa cuồng đao, ngang nhiên lao thẳng đến Bạch Ngao Thương. Đột nhiên xảy ra kịch biến, tử lâu hỗn loạn kinh động đến đường đi xung quanh. Xảy ra chuyện gì? Bọn người Khương Hồng Dương liên tiếp quay đầu, sắc mặt lập tức trở nên khó coi không gì sánh được. Pháp trường cũng cấp tốc an tĩnh lại. Đám người chấn thủ nơi này chính kỳ quái bên trong địa tầng sụp đổ tại sao lại không có kẻ địch, cũng không có hỗn loạn ngoài mong muốn khác. Không nghĩ tới hỗn loạn lại lần nữa xuất hiện tại tử lâu. Sắc mặt bọn hắn rất khó coi, cũng quả thật có chút loạn trận cước. Đến cùng là kẻ địch ở đâu? Loại này dương đông kích tây này để bọn hắn vô cùng bị động, lại không dám vội vàng. Giữ vững pháp trường, mặc kệ Khương Hồng Võ có kế hoạch gì, nơi này đều là trọng điểm. Bọn người Tống Thiên Hùng hô to nhắc nhở nhau, thét lên ra lệnh bộ hạ không nên hoảng loạn. Chỉ có 9 vị cường giả hoàng thất vừa mới xông tới kia đã bằng vào tốc độ nhanh nhất lập tức quay trở về. Khương Hồng Võ, nhanh đưa tay chịu trói, hôm nay ngươi trốn không thoát khỏi thành khôi binh này. Bạch Ngao Thương giống như phát cuồng mà giống giận, cuồn cuộn lôi chiều mãnh liệt như thủy chiều dậy sống nuốt hết phương viên vài trăm mét. Một tiếng gào rít vang lên, lôi chiều trùng thiên hóa thành 36 lôi đao dài mười mấy mét xé rách không gian, toàn bộ bạo kích. Khương Hồng Võ một tay nhấc lấy Tam Hoàng Tử, một tay cầm liệt diễm cuồng đao xông lên. Ầm ầm, liệt diễm sôi trào hình thành nên mấy vạn hỏa tinh sen lẫn đầu lâu mãnh hổ to như phòng ốc, chỉ lên trời gầm thét, ngạnh kháng với lôi đao. Ầm ầm, lôi hỏa va chạm, đại địa bạo động. Tinh thuẫn vỡ vụn, bụi mù bay khắp nơi. Khương Hồng Võ xông ra phá toái tinh thuẫn, nâng đao lên chảm mạnh. Mấy ngàn khỏa tinh thuẫn toàn bộ bạo động, theo hắn như mưa to đánh về phía Bạch Ngao Thương. Bạch Ngao Thương lại giống như Bạch Lang đang bùng nổ, khống chế lôi chiều ngang nhiên nghênh kích. Hôm nay tuyệt đối không thể để Khương Hồng Võ mang Tam Hoàng Tử đi, nếu không. Hắn và Bạch gia liền xong rồi. Nhưng, thời điểm cùng nhau giết tới, Bạch Ngao Thương đã loạn. Không chỉ là Khương Hồng Võ quá cường thế, càng bởi vì trong tay hắn đang bóp lấy Tam Hoàng Tử. Hắn căn bản không thi triển được. Oanh! Khương Hồng Võ nâng đao chém nát lôi chiều, khí lãng liệt hỏa mạnh mẽ nuốt hết Bạch Ngao Thương, đánh bay hắn ra ngoài. Bạch Ngao Thương liên tiếp nảy lên trên mặt đất, sau khi cường thế ổn định, phun ra một ngụm máu tươi. Khương Hồng Võ lao tới, cuồng đao mãnh liệt phách chảm, nhanh như mưa gió áp chế toàn diện. Ngươi là vương, ta cũng là vương, ngươi ép không được ta. Bạch Ngao Thương chật vật kháng cự, kích phát ra cuồng tính, toàn thân phóng thích lôi chiều đến cực hạn, như là trăm ngàn sợi roi lôi điện đánh tới. Khương Hồng Võ quả quyết lui lại, trong chốc lát. Sau lưng sớm đã ngưng tụ ra một thanh hỏa thương, hắn lập tức khống chế bắt đầu công kích. Phốc phốc, hỏa thương gào thét xoay tròn chấn vỡ lôi chiều, đâm xuyên qua lồng ngực Bạch Ngao Thương. Bắt lấy hắn, Khương Hồng Võ quát lên một tiếng chói tai. Huyền cấp võ pháp liệt diễm phần thiên ở trong tay của hắn đã thi triển đến trình độ đăng phong tạo cực lên tới đỉnh cao nhất. Cái này không chỉ là thiên phú, càng là vì quanh năm huyết chiến với đại hoang mà lắng đọng ra được. Bọn thị vệ vừa mới giết lùi ra, các vị đội viên huyết ngục đã lập tức xông lại. Liêm đao như bão táp, huyết thủy tung tóe, hai cổ tay bị chặt đứt tận gốc. Chuôi liêm đao thứ ba bổ về phía cổ Bạch Ngao Thương lại ngừng trước một giây trước khi đâm vào. Đừng động, nếu ngươi không muốn mất mạng. A, à, Bạch Ngao Thương thống khổ gào thét, lại cứng ở đó không dám loạn động. Khương Hồng Võ mang theo Tam Hoàng Tử giống như mang theo một cái bao tải. Cất bước phóng tới, liệt diễm sau lưng tuôn ra, sôi trào như núi lửa. Từng viên hỏa tinh cấp tốc thành hình. Triệu Nguyên Bá, đến phiên ngươi. Khương Hồng Võ rít lên một tiếng, âm thanh chấn cả chiến trường. Ba vị huyết ngục đang vây công Triệu Nguyên Bá lập tức rút lui, cực kỳ quả quyết, cũng bước ra sông về Lý Thanh Dương. Triệu Nguyên Bá vừa muốn thở một ngụm thì hàng vạn hỏa tinh giống như màn mưa bạo kích toàn diện. Tốc độ mỗi một khỏa đều kinh người. Càng ẩn chứa liệt diễm kinh khủng. Triệu Nguyên Bá chật vật chống cự, hắn liên tục lùi lại, thật vất vả mới kháng trụ thì phía trước đã truyền đến tiếng gào thét cuồng dã. Liệt diễm, cửu trọng kích. Khương Hồng Võ bộc phát ra hỏa diễm mãnh liệt, như cuồng phong trên đại dương mênh mông,
nhấc lên kinh đào hải lãng, sóng to gió lớn chụp về phía Triệu Nguyên Bá. Nhưng đây chỉ là đệ nhất trọng, ngay sau đó là đệ nhị trọng, đệ tam trọng, đệ cửu trọng. So với nhất trọng càng lúc càng mãnh liệt, mỗi trọng đến càng lúc càng to lớn hơn. Như sóng dữ vỗ bờ, đinh tai nhức óc, đánh đến nỗi Triệu Nguyên Bá chật vật phản kích phía dưới. Liệt diễm đệ cửu trọng chợt vỗ tới, đập Triệu Nguyên Bá bay mạnh ra ngoài, đụng phải dây leo nơi tử lâu. Tử lâu kịch liệt lắc lư, suýt nữa liền muốn sụp đổ. Lão nhân bên trong đẩy lui huyết ngục, lập tức muốn nuốt Triệu Nguyên Bá vào, tiễn hắn rời khỏi. Nhưng, Khương Hồng Võ đã xông vào tử lâu trước, cường quang hỏa diễm linh văn trên trán chói mắt, toàn thân sôi trào hỏa diễm giống như một liệt diễm chiến thần, cường thế lại đáng sợ. Rút lui. Một tiếng ra lệnh, toàn bộ ba vị huyết ngục lao ra, cũng thẳng hướng đến Lý Thanh Dương. Khương Hồng Võ, người đến nhầm nơi rồi. Lão nhân uy nghiêm hét lớn, điều động tất cả dây leo chấn vỡ bức tường của tử lâu, từ bốn phương tám hướng bao phủ tới. Triệu Nguyên Bá chật vật ổn định, cũng phẫn nộ hô to lao thẳng đến chỗ Khương Hồng Võ. Nhưng, liệt diễm kim liên, linh văn trên trán Khương Hồng Võ bắn ra kim quang nhàn nhạt, kinh mạch toàn thân mãnh liệt phồng lên, linh lực trong khí hải càng như sóng đảo mãnh liệt. Một cỗ sóng nhiệt nóng hổi trong nháy mắt nổ tung, chấn động tử lâu chấn nát dây leo, cuồng phong rít gào ngay sau đó, liệt diễm bạo động. Bành bành bành, liệt diễm nuốt hết cả tòa tử lâu, cùng tất cả dây leo bao phủ. Từ xa nhìn lại, tựa như là hoa sen khổng lồ nở rộ, cường quang ngập trời rọi khắp nơi trong thành Khôi Binh. Một khung cảnh rung động lòng người. Tất cả mọi người đang hỗn chiến cũng đều bị liệt diễm nuốt hết. Không đúng, ngươi đã bước vào sinh tử cảnh. Lão nhân kêu thảm, bị nhiệt độ cao khủng bố đốt sống chết tươi, tất cả dây leo đều bị ngọn lửa đốt rụi. Triệu Nguyên Bá kêu thảm bay ra ngoài, hộ thuẫn kịp thời vung ra đều bị hòa tan hoàn toàn. Liệt diễm giống như là nham tương dính đầy toàn thân của hắn. Các ngươi chỉ có thể như thế. Khương Hồng Võ cuồng dã giết ra, bắt lại Triệu Nguyên Bá, đè ép đánh vào trên mặt đất. Sinh tử cảnh, Khương Hồng Võ, người đây là đang cược mệnh. Triệu Nguyên Bá cảm giác mình toàn thân đều đau đến thấu tim, thống khổ dãy giụa. Sinh tử cảnh, cảnh giới phía trên linh hồn cảnh cực kỳ cường đại, cũng là một cảnh giới vô cùng nguy hiểm. Cái gọi là sinh tử chính là cảnh giới không có phân chia cửu trọng thiên, chỉ có thực lực lơ lửng không cố định. Ngươi thỉnh thoảng sẽ rất mạnh, thỉnh thoảng sẽ rất yếu. Bất luận kẻ nào cũng không tìm được quy luật, thậm chí có khả năng bởi vì quá cường đại mà bạo thể chết. Cũng sẽ bởi vì cực độ suy yếu mà bị người khác đuổi giết. Cho nên, cường giả linh hồn cảnh thiên hạ không có người nào dám tùy tiện đụng vào sinh tử cảnh. Bắt lấy hắn. Khương Hồng Võ đưa tay quăng về phía trước. Năm bóng người giết tới trước mặt, liềm đao sắc bén trực tiếp bổ vào lồng ngực, bả vai Triệu Nguyên Bá. Lý Thanh Dương, chớ lộn xộn không thì ngươi sẽ rơi đầu đấy. Đội trưởng huyết ngục, Thương Minh mang theo 8 người mạnh nhất khốn trụ Lý Thanh Dương. 9 chuôi liềm đao sắc bén tỏa ra hàn quang thấu xương được đặt ở cái cổ, bả vai, trái tim và các bộ vị quan trọng khác của Lý Thanh Dương. 9 vị cường giả hoàng thất liên tiếp đuổi tới. Nhưng không đợi cho đến khi nhìn thấy rõ ràng tình huống trong liệt diễm, bên trong đã chuyển đến quát tháo. Không muốn tam hoàng tử chết thì dừng tay cho ta. Khương Hồng Võ giơ cao tam hoàng tử lên, quát tháo toàn trường. Liệt diễm cuồng đao trong tay đặt ở phía sau lưng tam hoàng tử. Dừng tay. Tam hoàng tử đã bị chơi đùa đến chật vật không chịu nổi, lập tức gầm thét. Bọn thị vệ và cường giả hoàng thất liên tiếp dừng lại. Vừa khẩn trương lại tức giận nhìn chằm chằm bọn người Khương Hồng Võ. Ai dám động loạn, ta làm thịt hắn. Khương Hồng Võ giơ tam hoàng tử lên, tiếp tục uy hiếp. Ngươi không dám giết ta. Nếu ta chết đi, hoàng thất tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Coi như ngươi chạy được 10 vạn dặm cũng nhất định có thể đem ngươi cùng toàn bộ Khương gia bắt trở lại, xử tử. Tam hoàng tử cố gắng chấn định, cảnh cáo Khương Hồng Võ. Ánh mắt Khương Hồng Võ khẽ động. Đội viên huyết ngục bên cạnh ngầm hiểu, một đao chặt đứt 5 ngón tay của hắn. A! À, tam hoàng tử đau đến toàn thân đều cứng ngắc, thống khổ kêu rên. Cho dù lòng dạ thâm trầm, nhưng dù sao hắn cũng quen sống trong nhung lụa, chưa bao giờ bị qua loại khuất nhục cùng thống khổ này. Dừng tay! Các cường giả hoàng thất nhao nhao giận dữ mắng mỏ, không hẹn mà cùng nhau áp chế linh văn. Nếu như hoàng tử chết ở trước mặt bọn hắn,
Bọn hắn coi như có thể trở lại hoàng cung cũng sẽ bị nghiêm trị. Ai dám tới gần hắn trong vòng trăm thước, ta chặt một đầu cánh tay của hắn. Khương Hồng Võ hướng đội viên huyết ngục bên cạnh ra hiệu. Một viên đan dược chữa thương lập tức nhét vào trong miệng tam hoàng tử, để hắn vẫn còn tỉnh táo, không thể cứ thế mà chết đi. Những đội viên huyết ngục liên tiếp hội tụ đến xung quanh, cũng áp giải Bạch Ngao Thương, Triệu Nguyên Bá cùng Lý Thanh Dương. Khương Hồng Võ. Bọn người Khương Hồng Dương xông về lại bị một màn trước mắt kích thích đến toàn thân rét run. Đây rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì? Khương Hồng Võ, thả tam hoàng tử ra. Người can thiệp hành hình đã là tội lớn, nếu như lại tổn thương hoàng tử, người chính là tội nhân số một lang gia quốc. Coi như chạy trốn tới chân trời góc biển, hoàng thất đều sẽ bắt ngươi trở lại, còn có toàn tộc Khương gia, một người cũng đều không chạy thoát. Đại trưởng lão chỉ vào Khương Hồng Võ giận dữ mắng. Nhị trưởng lão cũng khuyên nhủ Khương Hồng Võ. Không cần chấp mê bất ngộ, một mình ngươi đấu không lại lang gia quốc, hiện tại huyên náo càng hung, tương lai chết càng thảm. Khương Hồng Võ gắt gao bóp lấy cổ tam hoàng tử. Ra lệnh cho bọn họ quỳ xuống. Tam hoàng tử kịch liệt giãy giụa, dùng sức đóng chặt miệng. Đây không phải là vấn đề có nguyện ý hay không, mà là hắn không thể. Chỉ cần mở miệng liền mang ý nghĩa hắn đã thỏa hiệp. Chỉ cần mở miệng, hôm nay hắn sẽ bị Khương Hồng Võ hoàn toàn điều khiển. Các cường giả hoàng thất đều cảnh giác, cũng âm thầm tìm kiếm cơ hội cứu người. Ra lệnh cho bọn họ, quỳ xuống. Khương Hồng Võ nắm cuồng đao chậm rãi chuyển động ở phía sau lưng tam hoàng tử, lúc nào cũng có thể đâm vào. Giết ta, chính là nhục nhã hoàng thất, ngươi và Khương gia đều sẽ chết không có chỗ chôn. Thừa dịp còn có đường lùi, ngươi nên mau chóng thu tay lại. Ngươi khẳng định sẽ chết, nhưng ta có thể cân nhắc tha Khương gia các ngươi và những người khác. Tam hoàng tử cắn răng duy trì tôn nghiêm của mình. Ta lặp lại lần nữa, ra lệnh cho bọn họ quỳ xuống. Đừng khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta. Khương Hồng Võ bóp lấy cổ tam hoàng tử, ánh mắt bén nhọn gắt gao tiếp cận kẻ đã từng là nhị đệ của mình, Khương Hồng Dương. Nằm mơ đi, ta rơi vào trong tay ngươi, khẳng định sẽ chết. Cứ việc động thủ, ta ở dưới hoàng tuyền địa ngục chờ ngươi. Tam hoàng tử nhắm mắt lại, chết cũng không mở miệng. Khương Hồng Võ, khoanh tay chờ bị bắt đi, ngươi không có lựa chọn thứ hai. Khương Hồng Dương nghiêm nghị quát lớn. Tam hoàng tử, ngươi có hai kết cục, chết, rất sung sướng, cho ngươi cái thể diện, còn sống, sẽ sống không bằng chết, ta sẽ dần dần chém đứt tứ chi của ngươi, lấy đi con mắt của ngươi. Ngươi sẽ sống, nhưng ngươi sẽ trở thành sỉ nhục của hoàng thất, quãng đời còn lại sẽ là trong vô tận thống khổ cùng nhục nhã. Khương Hồng Võ nói ra một tràng những lời tàn nhẫn thấu xương, lập tức kích thích đến tam hoàng tử. Ngươi, tam hoàng tử tức giận mở mắt ra. Ta nói một lần cuối, để bọn hắn quỳ xuống. Khương Hồng Võ hướng huyết ngục bên cạnh ra hiệu một chút. Liêm đao trong tay huyết ngục xoay chuyển, thẳng đến con mắt tam hoàng tử. Dừng tay. Các cường giả hoàng thất nhao nhao la to. Liêm đao sắc bén lắc lư phía trước con mắt tam hoàng tử chợt dừng lại. Tam hoàng tử do dự, nhưng cố không mở miệng. Quỳ xuống. Một vài thị vệ hoàng thất nhịn không được mà thét lên ra lệnh bọn người Khương Hồng Dương. Hoàng tử không thể mở miệng, nhưng đám hỗn đản các ngươi đây không thể không biết cất nhắc. Đám người Khương Hồng Dương trong lòng giãy giụa, một khi quỳ xuống, mạng của bọn hắn liền phải giao đến trong tay Khương Hồng Võ. Khương Nhân cắn răng, thấp giọng nhắc nhở phụ thân. Phụ thân, quỳ xuống tiến tới, tìm cơ hội liều chết phản kích, tạo cơ hội cho các cường giả hoàng thất. Cho dù là cơ hội yếu ớt đều có thể cứu tam hoàng tử ra. Nếu quả thật có thể thành. Khương Vương Phủ chúng ta chính là ân nhân cứu mạng của tam hoàng tử. Khương Hồng Dương trao mày, không sai, nhưng Khương Hồng Võ há lại dễ dàng bị ảnh hưởng như vậy, huống chi nơi đó còn huyết ngục tàn nhẫn vây quanh. Phụ thân, chúng ta không thể không quỳ, chạy cũng không thoát. Khương Nhân còn muốn nhắc nhở, lỗ tai hơi động một chút, sau lưng giống như có tiếng gì đó. Coi chừng, một vị thị vệ hoàng thất đột nhiên hô to. Đúng vào lúc này. Một thanh hỏa thương màu vàng từ trong bụi mù cùng cuồn cuộn khói đặc ở phía sau lao ra, thổi phù một tiếng, đâm xuyên qua khoang bụng Khương Nhân. Khương Nhân vội vàng không kịp chuẩn bị mang theo nhào ra ngoài. Khương Nhân! Sắc mặt Khương Hồng Dương đại biến, đang muốn bắt lấy Khương Nhân, một bóng người vàng óng lại theo sát nồng vụ mà xông ra, tốc độ cực nhanh, giống như một đầu liệp ưng,
vọt tới phía trước, một tay bóp lấy cái cổ Khương Nhân. Bọn người đại trưởng lão lập tức muốn xuất thủ, thân ảnh kia lại chấn mở hỏa rực chói mắt, trùng thiên lao nhanh, lăng không lao xuống vọt tới phía trước Khương Hồng Võ và Huyết Ngục. Là ta! Khương Phàm tản ra hỏa diễm trước tiên, sau đó lớn tiếng hô to. Ba vị Huyết Ngục trong chốc lát muốn giết tới liền lập tức dừng liêm đao huyết sắc đang vòng ra. Bọn hắn phản ứng quá nhanh, cứ như vậy một hồi, liêm đao đã vung ra trước mặt Khương Phàm, nếu như không phải bọn hắn kịp thời phản ứng, rất có thể ba thanh liêm đao này đã trực tiếp tách rời Khương Phàm rồi. Nghị Nhi, hai mắt Khương Hồng Võ lập tức bốc lên hai đạo tinh quang, tiểu gia hỏa quả nhiên còn sống. Ánh mắt các đội viên Huyết Ngục cũng bốc lên tinh quang, Thánh Linh Văn, còn sống. A, à, cho đến lúc này, Khương Nhân mới thống khổ kêu thảm, khoang bụng bị xuyên thủng, máu chảy ồ ạt, còn bốc lên mùi thịt. Hỗn đản! Khương Hồng Dương phẫn nộ lại sốt ruột. Hắn còn sống. Sắc mặt đại trưởng lão và nhị trưởng lão vô cùng khó coi. Tiểu xà lập tức từ trong phế tích xông tới, cuộn đến trên vai Khương Phàm. Khương Phàm bóp lấy cổ Khương Nhân, thối lui đến trong vòng vây của Huyết Ngục. Là ngươi! Tam hoàng tử vừa tỉnh táo cảm xúc lại kém chút mất đã khống chế, thì ra là tên hỗn đản này phóng tới trong người hắn một con rắn. Hèn hạ! Vô sỉ! Vương gia! Trong lòng Khương Phàm cũng tuôn ra một dòng nước nóng, năm tháng, rốt cuộc cũng gặp được. Làm tốt lắm! Khương Hồng Võ cũng chú ý tới tiểu xà, nếu như không có tiểu xà, hắn mặc dù cũng có khả năng tập kích thành công, nhưng tuyệt đối sẽ không có thuận lợi như vậy. Mấu chốt nhất là thành công hấp dẫn được ba người của Khương gia kia đi. Khương Hồng Dương, quỳ xuống. Khương Phàm cũng giơ Khương Nhân đang giãy giụa gào thảm lên, hướng tới bọn người Khương Hồng Dương hô to. Khương Hồng Dương nghiêm mặt, nắm chặt nắm đấm, sau khi do dự mãi cũng chỉ đành khuất nhục quỳ xuống. Sáu vị đội viên Huyết Ngục mang theo liêm đao đi tới chỗ bọn hắn. Các cường giả hoàng thất đều không có ngăn cản, giết mấy tên Huyết Ngục cũng không có ý nghĩa gì. Bọn hắn còn đang bận tâm tam hoàng tử. Đi. Sáu vị Huyết Ngục đem liêm đao đặt trên cổ của bọn hắn, hai người khống chế một tên, liêm đao giao lấy nhau. Chỉ cần bọn hắn hơi phản kháng, liêm đao liền có thể trong nháy mắt chém đầu ngay.